Nguyên Tôn chương 175, Thánh Văn, trong Kim Trì, Chu Nguyên rẽ nước, nhìn chằm chằm vào Thôn Thôn đang dẫn đường ở phía trước, sau đó bám sát theo sau, mà nương theo quá trình không ngừng lặn sâu xuống dưới, Chu Nguyên cũng bắt đầu cảm giác được một cột áp lực vô cùng cường đại vọt tới từ bốn phương tám hướng, loại áp lực cường đại này mạnh hơn rất nhiều, không phải ao nước bình thường có thể so sánh được, lực áp bách thật mạnh. Ngay cả là người đã bước vào thiên quan cảnh như ta cũng đều là có chút chịu không nổi, sắc mặt của Chu Nguyên hiện lên vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, nơi sâu trong cái kim trì này không phải là địa phương mà người bình thường có thể tới được. Lúc này nguyên khí màu ánh kim bắt đầu tiến dũng mãnh ra từ trong thể nội của Chu Nguyên, đem thân thể của hắn bao phủ lại. Bất quá luồng nguyên khí này cũng không thể duy trì được lâu, theo thời gian dần trôi qua cũng đạt tới cực hạn. Chu Nguyên vô cùng bất đắc dĩ mà ngừng lại, lộ ra nụ cười khổ. Quả thực là hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà việc chui vào dưới đáy của kim trì này lại khó khăn đến như vậy. Thôn Thôn cũng phát hiện được sự bất thường của Chu Nguyên. Nó nhanh chóng bơi ngược về đến, hơi suy nghĩ một chút, sau đó nằm nhoài ra trên đầu của Chu Nguyên. Sau đó chỉ thấy có một luồng nguyên khí mạnh mẽ phát tán ra, tạo thành hình dạng như một cái bong bóng, bao phủ lại thân thể của Chu Nguyên. Lập tức, lực áp bách như có thể phá núi lấp biển chia chợt hạ xuống. Cảm ơn, Chu Nguyên sờ lên trên đầu của Thôn Thôn, lên tiếng nói. Thôn Thôn huy động móng vuốt, một lần nữa mang theo Chu Nguyên lặn xuống một cách nhanh chóng. Cứ như vậy sau ước chừng mười mấy phút thì rốt cuộc nhìn thấy được điểm cuối cùng. Tại nơi dưới đáy của kim trì kia hiện đầy ánh sáng kim quang lóng lánh, rất nhiều hòn đá vụn được dát vàng giống như hoàng kim, chói mắt dị thường. Ánh mắt của Chu Nguyên quét qua mọi nơi, sau đó trong mắt lại hiện lên một chút nghi hoặc. Dù sao thì mức độ cảm ứng thần hồn của hắn cũng không hề yếu, thế nhưng lại không thể phát hiện bất luận một đồ vật gì khác thường ở dưới đây của kim trì này. Thôn Thôn bơi xuống tới, rơi vào dưới đáy của kim trì. Sau đó bỗng nhiên lựa chọn một chỗ rất bình thường rồi dùng móng vuốt liên tục đào lên. Dưới sự đào bới của Thôn Thôn, vô số đá vụn màu vàng bị bay vút đi ra. Cứ như vậy sau một lúc lâu, cuối cùng bỗng nhiên ánh mắt của Chu Nguyên ngưng tụ lại. Bởi vì theo cái động mà Thôn Thôn đào ra càng ngày càng sâu, rốt cuộc thì Chu Nguyên cũng đã nhìn thấy ở phía dưới đáy của kim trì có một khối đá không trọn vẹn dần dần hiện ra. Chu Nguyên rung lên tay áo, một luồng nguyên khí quét sạch mà ra, khiến cho đất đá ở bên trên đều bị gạt sang hai bên. Từ đó phiến đá kia cũng được đào lên một cách triệt để. Chỉ thấy phiến đá này bị tàn phá đã không còn hoàn chỉnh, hiện đầy vết tích ăn mòn của thời gian, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất phổ thông. Bất quá, ánh mắt của Chu Nguyên lại không nhịn được mà nhìn chăm chú vào phía bên trên của phiến đá này, không cách nào dời ánh mắt đi được. Nếu nhìn kỹ lại thì có thể thấy bên trên bề mặt của phiến đá này có từng dấu vết cổ xưa. Những vết tích này tựa như là tự nhiên hình thành, tự hồ là được tạo thành từ thuở thiên địa còn sơ khai, tràn đầy vẻ thần bí và mênh mông. Từng đạo vết tích tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt kết nối với nhau, tự hồ tạo thành một cái quan văn cổ xưa mà thần bí. Chu Nguyên nhìn chăm chú vào cái quan văn thần bí kìa. Bản thân hắn có thể cảm giác được, phản phất tại thời khắc này nguyên khí bên trong thân thể của hắn xuất hiện sự ngưng trệ, tự như là đang phải gánh chịu lấy một loại uy áp nào đó không cách nào hình dung được, mà hiển nhiên, áp lực này là đến từ cái quan văn thần bí kia, dường như có một loại khí tức quen thuộc nào đó tỏa ra từ loại quan văn này, nỗi lòng của Chu Nguyên cuồn cuộn. Mãi một lát sau mới đột nhiên có một tia hiểu rõ hiện lên, mình nhớ ra rồi, khí tức này rất giống với khí tức mà tòa thánh bia ở trên bầu trời kia tỏa ra, bất quá, việc này cũng không quá kỳ quái. Bởi lẽ dù sao thì cả nơi thánh tích chi địa này đều là do thánh huyết của vị thánh giả kia biến thành, đây là một đạo thánh văn, Chu Nguyên nghĩ thầm. Hiển nhiên đạo quan văn này có nguồn gốc từ vị thánh giả đã mất đi kia, mặc dù bây giờ bản thân Chu Nguyên cũng không cách nào biết được huyền bí ẩn chứa trong đó. Nhưng có dùng chân nghĩ cũng biết, nhất định là đạo thánh văn này không hề đơn giản một chút nào, bằng không thì Thôn Thôn cũng sẽ không thể hiện ra sự gấp gáp như vậy. Lúc này, Thôn Thôn cũng duỗi ra móng vuốt, chỉ về hướng phiến đá kia, sau đó lại chỉ Chu Nguyên. Chú mày muốn ta chạm vào phiến đá này, Chu Nguyên lên tiếng hỏi. Thôn Thôn gật đầu liên tục, Chu Nguyên chỉ hơi do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, thân hình hạ xuống đáy hồ, xuề bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí mà sờ về phía bên trên phiến đá, nơi có đạo thánh văn cổ xưa mà thần bí kia. Ông, mà ngay tại giây phút mà ngón tay Chu Nguyên đụng chạm vào phần thánh văn ở trên phiến đá kia, chỉ thấy đột nhiên thánh văn bạo phát ra hào quang óng ánh, một luồng ánh sáng bắn mãnh liệt mà ra, trực chỉ về phía mi tâm của Chu Nguyên. Oanh, ngay khi luồng ánh sáng này chạm tới mi tâm của Chu Nguyên, thì Chu Nguyên liền cảm giác được có một tiếng nổ mạnh vang lên trầm thấp ở trong đầu của hắn, thần hồn của Chu Nguyên bị chấn động kịch liệt. Chu Nguyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó có một đạo quan văn vô cùng to lớn và cổ xưa xuất hiện ở phía trước của hắn, quang văn chuyển động chậm rãi, có uy áp kinh khủng bao phủ mà xuống, răng rắc, cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc, thần hồn của Chu Nguyên bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên, thần hồn của Chu Nguyên không có khả năng tiếp nhận được uy áp lớn tới giường ấy, trong lòng Chu Nguyên vô cùng kinh hãi. Bởi lẽ chính hắn cũng có thể cảm giác được, dưới áp lực của đạo quang văn cổ xưa kia, thì thần hồn của hắn về căn bản là không thể duy trì được quá 10 hơi thở. Nếu như cứ để sự việc tiếp tục diễn ra như thế này thì tất nhiên là thần hồn của hắn sẽ triệt để bị vỡ vụn. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng của Chu Nguyên hiện lên sự hoảng loạn, không thể tiếp tục kinh hoàng như vậy được. Đây là uy áp của thần hồn, áp lực bắt nguồn từ đạo thánh văn cổ xưa kia, Chu Nguyên ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Hắn biết, nếu như cứ tiếp tục hốt hoảng mà không nghĩ cách như thế này, thì chỉ sợ thần hồn của hắn thật sự sẽ bị vỡ nát. Thần hồn, Chu Nguyên hít sâu một hơi, chợt nhắm hai mắt lại, trong đầu có khẩu quyết tu luyện của Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp chảy xuôi mà qua. Oanh, hư không sau lưng Chu Nguyên bắt đầu vỡ nát, biến thành tinh không hỗn độn vô biên, mà tại trong sự hỗn loạn ấy có một cái cối xay lớn tới mức không nhìn thấy biên giới đang hiện lên một cách chậm rãi. Cối xay lớn hỗn độn sau lưng Chu Nguyên lấy thế nghiền ép tất cả mà tới, trực chỉ về phía đạo thánh văn cổ xưa kia. Két, hai sự vật đồng dạng cổ xưa mà to lớn đụng vào nhau ở trong hư không, tự hồ dưới ảnh hưởng của sự va chạm này, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu vỡ nát. Rốt cuộc thì áp lực khiến cho thần hồn của Chu Nguyên cơ hồ bị vỡ nát kia cũng từ từ tiêu tán. Chu Nguyên thở phào như trút được gánh nặng, trong thâm tâm hiện lên vẻ kính sợ mà nhìn qua hai cái quái vật khổng lồ kia va chạm vào nhau. Đến tột cùng thì đạo thánh văn này lại là cái gì mà lại đáng sợ như thế? Thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thần Ma ấn ký mà sư phụ Thương Viên lưu lại cũng không thể nghiền nát được nó. Chu Nguyên âm thầm cảm thấy chấn kinh. Đạo Hỗn Độn Thần Ma ấn ký trong mi tâm của hắn kia chính là do Thương Viên khắc họa mà thành. Bên trong đó có ẩn chứa một tia khí tức của thần ma, chính là nhờ vào đạo ấn ký thần ma này mà trước đây nếu có người dám dùng thần hồn công kích Chu Nguyên thì đều không có kết quả tốt lành gì. Thần hồn của những kẻ công kích kia, đến cuối cùng đều bị thần ma nghiền ép mà nát. Thế nhưng lần này, thần ma ấn ký cũng không như trước đây như vậy, có thể dễ dàng như trở bàn tay mà nghiền ép tất cả. Ngược lại lại bị đạo thánh văn cổ xưa kia ngăn cản lại, hai đạo quái vật khổng lồ bắt đầu giằng co ở trong hư không. Hiện tại cũng chỉ có cách chờ đợi mà thôi, Chu Nguyên không có bất kỳ biện pháp nào khác. Dù sao thì loại va chạm mạnh tới cấp độ như vậy thì không phải là kẻ mà thần hồn chỉ ở mức hư cảnh hậu kỳ như hắn có thể can thiệp được, thế nên Chu Nguyên cũng bình tĩnh mà ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm vào trong hư không. Quá trình này, không biết đã diễn ra qua bao lâu thời gian. Mãi cho tới khi thần hồn của Chu Nguyên đều bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi, mà ngay tại thời điểm mà Chu Nguyên sắp sửa không thể kiên trì được nữa, bỗng nhiên có một âm thanh lớn vang vọng khắp thiên địa. Chu Nguyên vội vàng nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy Hỗn Độn Thần Ma đang lui lại chậm chậm, cuối cùng biến mất ở trong tinh không hỗn độn. Mà cũng vào lúc này, đạo thánh văn cổ xưa kia cũng bạo phát ra quang mang, bắt đầu thu nhỏ lại thật nhanh, cuối cùng biến thành một vòng ánh sáng giáng xuống từ trên trời, bắn vào trong mi tâm của Chu Nguyên. Lúc này, nơi dưới đáy của Kim Trì, hai mắt vốn đang đóng chặt không biết bao lâu của Chu Nguyên, rốt cuộc cũng đột nhiên mở ra. Ông, ngay tại trong nháy mắt mà Chu Nguyên mở hai mắt ra, một cổ dao động khủng bố đột nhiên bạo phát đi ra từ giữa mi tâm của hắn. Luồng dao động này tàn phá bừa bãi, trực tiếp quấy đảo vùng nước ở dưới đáy Kim Trì, khiến cho tạo thành một vòng xoáy khổng lồ với tâm điểm là vị trí của Chu Nguyên. Mà có kim quang liên tục không ngừng gào thét lao tới, tràn vào bên trong thể nội của Chu Nguyên. Đùng đùng, lực lượng khổng lồ của kim quang tràn vào khiến cho lập tức có tiếng lốc bốt vang giòn vang lên từ bên trong thể nội của Chu Nguyên. Vào lúc này da thịt giống như đều trở nên sôi trào, mà đồng thời càng ngày càng có nhiều kim quang tràn vào trong khí phủ, làm cho nguyên khí bên trong khí phủ cũng tại tăng lên liên tục. Chỉ trong khoảng thời gian bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, ở mặt ngoài thân thể của Chu Nguyên đã bắt đầu xuất hiện một tầng chất nhầy màu đỏ quạt, đó chính là tạp chất mà thể nội bài xuất đi ra. Thân thể Chu Nguyên chấn động một chút khiến cho lớp màng chất nhầy ở bên ngoài bị vỡ ra, lập tức làn da của Chu Nguyên lộ ra bên ngoài, phía trên đang có từng sợi kim quang lưu chuyển, lộ ra cực kỳ thần dị. Trong mắt Chu Nguyên có thần quang nở rộ. Cảm thụ được lực lượng cường hãn đang chảy xuôi ở bên trong cơ thể, trên mặt của Chu Nguyên hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hai mắt của Chu Nguyên khép hờ, khảo sát thần hồn của tự thân. Chỉ cần thần hồn đang ngồi lặng lặng xếp bằng ở trong mi tâm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mà nếu như đem so sánh với lúc trước khi tiến vào Kim Trì, thì hiển nhiên không thể nghi ngờ là thần hồn hiện nay của Chu Nguyên càng trở thêm ngưng luyện chắc chắn hơn. Cảm giác hư vô mờ mịt của thần hồn cũng đã bị làm nhạt, bắt đầu có dấu hiệu chuyển hướng thực chất hóa. Đây chính là điềm báo khi thần hồn sắp sửa từ hư ảo chuyển thực chất. Mà một khi thần hồn trở nên có thực chất, cũng đồng nghĩa với việc cấp độ của thần hồn đã bước vào thực cảnh. Chỉ đến lúc này, sự ảo diệu cùng cường đại của thần hồn mới dần được thể hiện ra. Đến lúc đó thậm chí thần hồn còn có thể rời đi thân thể, mà khi dùng thần hồn chi lực để thi triển thế công sẽ càng trở nên thần bí, khó đoán trước hơn. Quả là một lần cơ duyên tạo hóa quá tốt rồi. Dù sao thì việc tu luyện thần hồn vốn vô cùng gian nan, mình vốn cho là muốn đạt tới hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì cần thêm tối thiểu nửa năm tu luyện nữa. Kết quả lại không ngờ nhanh như vậy liền có thể đạt tới. Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy vui vẻ. Lúc trước, để có thể tăng tiến tu vi của thần hồn từ hư cảnh trung kỳ lên tới hư cảnh hậu kỳ, Chu Nguyên đã phải hao tốn gần một năm tu luyện gian khổ, vốn tưởng rằng còn cần thêm nhiều sự rèn luyện hơn nữa mới có thể đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ đây, mượn nhờ tạo hóa của tòa kim trì này đã giúp cho hắn trực tiếp giảm bớt đi rất nhiều thời gian khổ tu. Thần hồn đang ngồi xếp bằng, mà thánh hồn tinh màu trắng như sữa đang lượn vòng ở phía trên, không ngừng tỏa ra thánh quang. Nơi mà thánh quang chiếu xuống thì thần hồn ở nơi đó được rèn luyện từng chút một. Đây chính là thánh hồn tinh mà Chu Nguyên đạt được từ cổ gia. Sở dĩ lần này thần hồn của Chu Nguyên có thể có được sự tiến bộ lớn như vậy, thì tạo hóa của Kim Trì là nguyên nhân chủ yếu, nhưng trong đó, công lao của viên thánh hồn tinh này rèn luyện thần hồn ngày đêm không ngừng cũng không thể coi nhẹ. Bây giờ cẩn thận nhìn lại, thì tại chỗ mi tâm thần hồn của Chu Nguyên đang có quang mang ẩn ẩn hiện hiện, phảng phất là có một đạo quang văn cực kỳ cổ xưa được khắc ghi vào nơi đó. Đạo quang văn kia tỏa ra ánh sáng cổ xưa mà thần thánh, phảng phất như là những tia sáng đầu tiên được tạo thành từ thuở thiên địa còn sơ khai. Đây là đạo thánh văn trên bia đá kia. Khi Chu Nguyên trông thấy đạo quang văn cổ xưa này thì lập tức trong lòng kinh ngạc vô cùng, bởi vì đương nhiên đây chính là đạo quang văn được khắc trên biến phiến đá mà trước đó Chu Nguyên dự đoán đây là thánh văn cực kỳ cổ xưa mà thần bí kia. Vậy mà đạo thánh văn thần bí này lại khắc sâu tại trên thần hồn của mình. Chu Nguyên có chút chấn kinh. Hắn cũng không biết đến tột cùng thì đạo thánh văn thần bí này là cái gì, thế nhưng chỉ từ việc mà nó có thể đối kháng ngang tay với hỗn độn thần ma thì hiển nhiên là lai lịch của nó cực kỳ không đơn giản. Rốt cuộc chỉ đạo thánh văn thần bí này có tác dụng gì? Ý niệm của Chu Nguyên vừa động, muốn thôi động đạo quang văn này, thế nhưng hắn lại phát hiện, cho dù dốc hết toàn lực thì đạo thánh văn thần bí kia lại vẻn vẹn chỉ là trở nên sáng ngời thêm một chút, căn bản là không có xuất hiện bất kỳ sự dị thường nào. Chẳng lẽ là do lực lượng của mình không đủ hay sao? Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Hiển nhiên, để có thể khởi động được đạo thánh văn thần bí này thì cần phải có một lực lượng thần hồn cực kỳ khổng lồ, mà tự hồ với thực lực hiện tại của hắn còn không đủ để làm được điều đó. Chu Nguyên hơi lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ sử dụng đạo thánh văn này. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, hắn liền đem lực chú ý đầu nhập vào bên trong khí phủ. Nguyên khí bên trong cơ thể của mình cũng đã đạt được sự tăng lên, về mức độ đã đạt tới thiên quan cảnh trung kỳ. Chu Nguyên quan sát khí phủ bên trong cơ thể, chỉ thấy nguyên khí màu ánh kim bên trong khí phủ màu huyết hồng đang không ngừng gào thét, trở nên càng hùng hồn và ngưng luyện, thình lình cấp độ đã đạt tới thiên quan cảnh trung kỳ, không hổ là thánh tích chi địa. Chỉ là một lần tạo hóa liền có thể khiến cho người ta một bước lên trời, trong lòng Chu Nguyên tràn đầy sự vui vẻ. Không thể phủ nhận rằng sự tiến bộ lần này của hắn không hề lớn, không những thần hồn càng thêm ngưng luyện, mà nguyên khí của tự thân cũng có bước đột phá, trực tiếp đạt đến thiên quan cảnh trung kỳ. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất mà Chu Nguyên đạt được chính là đạo thánh văn thần bí kia. Mặc dù vẫn chưa thể tìm hiểu ra được tác dụng của nó, nhưng không khó để suy đoán ra, đạo thánh văn này không phải là vật phàm. Với thực lực hiện nay của mình, nếu như gặp lại tên Võ Hoàng kia thì cuối cùng đã có thể đánh một trận chân chính. Trong mắt của Chu Nguyên hiện lên chiến ý nóng bỏng. Tại lần thứ nhất mà hắn gặp phải Võ Hoàng, chỉ vẻn vẹn là tỏa ra khí thế, thì Võ Hoàng đã có thể áp chế được hắn. Về sau trong nhiều lần gặp nhau thì Chu Nguyên vẫn luôn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bất quá Chu Nguyên cũng không có vì vậy mà trở nên chán chường, ngược lại lại đang không ngừng tiến bộ tại trong mỗi lần bị áp chế kia. Mà sự chênh lệch về thực lực giữa Chu Nguyên cùng Võ Hoàng cũng là đang thu nhỏ lại không ngừng. Mà mãi cho tới hôm nay, Võ Hoàng, đã đến lúc kết thúc mọi ân oán giữa hai người chúng ta. Trong mắt Chu Nguyên lướt qua một vòng thần sắc lạnh lẽo, răng rắc, bất chợt có tiếng của thứ gì đó bị vỡ vụn vang lên ở dưới đáy kim trì. Chu Nguyên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phiến đá không hoàn chỉnh kia đang bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tro tàn, mà đạo thánh văn thần bí ở trên phiến đá kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên sờ lên chỗ mi tâm. Hắn biết, đạo thánh văn thần bí này đã ghi tạc vào sâu bên trong thần hồn của mình, mà theo sự vỡ nát của phiến đá kia, Chu Nguyên có thể cảm giác được tựa hồ kim quang ở trong kim trì cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, những phần nước ao màu vàng kia cũng đang khôi phục từ từ lại màu trong suốt vốn có. Mà loại lực lượng thần diệu ẩn chứa bên trong đó cũng bắt đầu biến mất, Chẳng lẽ lực lượng của Kim Trì bắt nguồn từ đạo thánh văn thần bí kia hay sao? Chu Nguyên tự hỏi một mình. Rất có thể là sau khi khắc ghi vào trong thần hồn của hắn thì đạo thánh văn này không còn tiếp tục tỏa ra lực lượng, khiến cho Kim Trì không tiếp tục nhận được sự bổ sung nên bắt đầu quay trở về bộ dáng phổ thông ban đầu. Ngay tại lúc mà Chu Nguyên vẫn còn đang trầm ngâm thì đột nhiên ao nước chập trùng, Thôn Thôn bơi đến cực nhanh, nó bơi vòng vo hai vòng xung quanh Chu Nguyên, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm về phía mi tâm của Chu Nguyên, tựa hồ nó cũng đã cảm nhận được điều gì đó, xém chút nữa thì đã bị chúng mày hại chết mất rồi. Chu Nguyên tỏ vẻ tức giận. Hiển nhiên, đạo thánh văn thần bí kia có được uy năng vô cùng kinh khủng, nếu như không phải là hắn có được thần ma ấn ký mà sư phụ Thương Viên để lại thì chỉ sợ không những không chiếm được đạo thánh văn này, mà ngược lại sẽ bị loại uy áp kinh khủng kia nghiền nát một cách trực tiếp. Bất quá may mắn chính là Chu Nguyên đã chịu đựng nổi, đồng thời cũng đã nhận được thu hoạch cực kỳ lớn. Dù sao thì từ đầu đến cuối, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn tồn tại song song với nhau, thế nên Chu Nguyên cũng không quá nhiều lời, vẫy vẫy tay với Thôn Thôn. Sau đó cả hai mau chóng bay về phía mặt nước bên trên Kim Trì. Qua mấy phút sau, chỉ nghe phù phù một tiếng, cả hai đã xuyên thấu qua mặt nước rơi vào bên cạnh Kim Trì. Chu Nguyên, cuối cùng thì huynh cũng đi lên rồi. Chu Nguyên vừa mới xuất hiện thì liền nghe thấy âm thanh của Lục La vang lên. Chu Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở một bên của Kim Trì cách đó không xa, là đang chống nạnh, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Lần tu luyện này, huynh đã tu luyện tới tận nửa tháng rồi đấy. Nửa tháng? Chu Nguyên nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ trong cảm giác của hắn thì mới chỉ qua nửa ngày ngắn ngủi mà thôi. Kết quả không nghĩ tới vậy mà thời gian đã qua lâu như vậy, quả nhiên là trong quá trình tu luyện thì không cách nào nhận biết được sự trôi qua của thời gian. Thật xin lỗi, Chu Nguyên có chút xấu hổ mà nhìn về phía Lục La cùng Chân Hư. Hiển nhiên, trong suốt khoảng thời gian nửa tháng này, hai người bọn họ đều ở chỗ này chờ đợi hắn. Khuôn mặt của Chân Hư vẫn trắng bệch hoàn toàn như cũ. Bất quá từ mức độ dao động của nguyên khí quanh thân thì không khó để nhận ra, bản thân hắn đã nhận được lợi ích không nhỏ từ lần tạo hóa này của Kim Trì. Chân Hư chỉ là lắc đầu tỏ vẻ không sao, nói, trong suốt nửa tháng này, có thể nói là nơi thánh tích chi địa này tràn đầy sóng gió. Ngươi đã bỏ qua không ít việc lớn. Chu Nguyên nghe vậy thì trong lòng khẽ động. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thánh bia ở trên không trung. Loại sau đó, trên gương mặt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ là sự biến hóa ở trên thánh bia lại lớn tới mức như vậy. Bên trên thánh bia vẫn như cũ là có quang mang đang không ngừng lưu chuyển, chẳng qua hiện tại thì mặt bên trên của thánh bia có biến hóa cực kỳ to lớn so với nửa tháng trước đây. Biến hóa rõ ràng nhất chính là số người có thể lưu danh ở trên tấm bia tăng lên rất nhiều. Ban đầu bên trên thánh bia chỉ có mấy người lác đác như Yêu Yêu, Võ Hoàng, Diệp Minh, Chu Nguyên. Nói chung là số người chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng đến bây giờ thì số lượng tên người được ghi trên mặt tấm bia lại đạt tới 38 cái, lại đã có tới tận 38 người ghi danh được ở trên thánh bia rồi cơ à, Chu Nguyên nói với vẻ tràn đầy kinh ngạc, bắt đầu từ lúc nào thì việc lưu danh ở trên tấm bia lại trở nên dễ dàng như vậy. Lục La ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, nói, vậy thì huynh không biết rồi. Tại trong nửa tháng mà huynh đắm chìm ở bên trong tu luyện này, có tạo hóa xuất hiện không ngừng ở bên trong thánh tích chi địa. Trải qua sự tranh đấu kịch liệt thì chung quy là có người có vận khí tốt có thể thu hoạch được tạo hóa. Kết quả rõ ràng nhất mà việc đạt được tạo hóa mang lại chính là thực lực có thể tăng lên một cách nhanh chóng, nói là một bước lên trời cũng không phải là nói quá. Rất nhiều kiêu tử vốn còn kẹt tại cảnh giới thiên quan hậu kỳ đều là thừa dịp cơ hội này để đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới thái sơ, mà tự hồ quy tắc của thánh bia cũng không giới hạn ở việc phải chiến đấu mới được xem như là chiến tích, mà chỉ cần tự thân có thể thu hoạch được tạo hóa, từ đó bước vào cảnh giới thái sơ, thì đều có thể lưu danh ở trên tấm bia. Nói cách khác, bây giờ 38 người có thể được ghi tên ở trên tấm bia kia đều có thực lực thái sơ cảnh. Nghe vậy, ánh mắt của Chu Nguyên hiện lên vẻ kinh dị. Thì ra chỉ cần chân chính bước vào thái sơn cảnh cũng là có thể lưu danh được ở trên thánh bia. Bất quá, tại lúc trước khi mọi người tiến vào nơi thánh tích chi địa này, thì số lượng kiêu tử có thực lực đạt tới cảnh giới thái sơ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà bây giờ thì số lượng ấy lại gia tăng mãnh liệt đến con số 38 người. Bởi vậy có thể thấy được thật sự có rất nhiều chỗ tốt có thể đạt được từ nơi thánh tích chi địa này, Chu Nguyên cảm thán một chút. Sau đó nhìn lên trên thánh bia với vẻ nghiêm túc, hả? Nhìn một lúc, bỗng nhiên ánh mắt của Chu Nguyên ngưng tụ lại. Bởi lẽ hắn đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Lý Thuần Quân. Trước đó, vị kiếm hạt tử đến từ kiếm vương triều này còn giúp đỡ hắn, ngăn cản Võ Hoàng để cho Chu Nguyên có thời gian chạy đi. Lý Thuần Quân, bại Phương Tông, Đông Huyền Đại Lục. Phương Tông. Hẳn là người này cũng là một trong 4 vị kiêu tử đình tiêm đến từ Đông Huyền Đại Lục đi theo bên cạnh Diệp Minh đây mà. Xem ra bọn người Diệp Minh lại tìm tới Lý Thuần Quân, Chu Nguyên tự nói. Bất quá, hiển nhiên là thực lực của Lý Thuần Quân cũng cực kỳ mạnh, ngược lại có thể đánh bại được vị kiêu tử đỉnh tiêm đến từ Đông Huyền Đại Lục kia. Mặc dù Lý Thuần Quân có thể đánh bại kẻ tên là Phương Tông kia. Bất quá về sau lại gặp phải Diệp Minh, nghe nói giữa hai người đã phát sinh một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng là Diệp Minh giành được thắng lợi, Lục La nói ra. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ lại, quả nhiên là nhìn thấy tại phía dưới còn có một hàng chữ, chỉ kém một chiêu, bại vào dưới tay của Diệp Minh. Chu Nguyên nhíu mày lại, nói, những kẻ đến từ Đông Huyền Đại Lục này đang cố ý đối phó với những vị kiêu tử đỉnh tiêm của chúng ta, với ý đồ làm suy yếu tâm trí của những kiêu tử khác, từ đó khiến cho không có người nào dám tranh chấp cùng với bọn hắn. Dùng một cách đơn giản hơn mà nói thì đám người Diệp Minh đang muốn giết gà dọa khỉ. Mà những người có danh tiếng lớn nhất như đám người Lục La cùng Lý Thuần Quân chính là mục tiêu tốt nhất của bọn hắn. Quả nhiên, năng lực của tên Diệp Minh kia không hề nhỏ một chút nào. Trước đây, Chu Nguyên cũng đã từng có cơ hội được tiếp xúc với Lý Thuần Quân, từ đó biết được thực lực của đối phương vô cùng cường đại. Nghĩ đến dù phải đối mặt với Võ Hoàng thì Lý Thuần Quân cũng có đủ thực lực để chiến đấu một trận. Thế mà không nghĩ tới hắn lại thua ở trong tay của Diệp Minh. Chu Nguyên tiếp tục xem tiếp, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Ninh Chiến chiến đấu 108 hiệp cùng với Võ Hoàng, cuối cùng bị thua. Người có tên Ninh Chiến này là ai? Lại có thể có thực lực đấu ngang ngửa với Võ Hoàng như vậy, Chu Nguyên hơi cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì thực lực của Võ Hoàng có thể coi là sâu không lường được, cho dù trước đó nhiều lần gặp phải, nhưng Chu Nguyên vẫn có cảm giác tên này vẫn đang ẩn giấu thực lực. Không nghĩ tới người tên là Ninh Chiến này lại có thể chiến đấu lâu với Võ Hoàng như vậy. Tên này cũng là một trong những tiêu từ định tiêm trên Thương Mang Đại Lục đấy. Được mọi người xưng là Ninh gia võ si, chẳng lẽ huynh chưa từng nghe qua hay sao? Tên này là một tên chiến đấu cuồng. Hắn gặp phải Võ Hoàng ở trong một chỗ tạo hóa, sau đó vì tranh đoạt tạo hóa này mà đánh nhau tới mức trời long đất lở. Bất quá đến cuối cùng thì vẫn là Võ Hoàng chiếm cứ được ưu thế, Lục La cười hì hì mà nói. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nói, nơi này quả thật là tàng long ngọa hổ. Cuối cùng thì Chu Nguyên cũng đã xem hết được thánh bia. Có thể nói trên cơ bản thì những người có thể lưu danh được trên tấm bia này, chính là những người có thu hoạch lớn nhất ở trong lần xâm nhập vào thánh tích chi địa này. Tự hồ là hai người các ngươi cũng đã bước vào cảnh giới thái sơ rồi. Chu Nguyên đưa mắt nhìn sang Lục La cùng Chân Hư. Hắn có thể cảm giác được, tự hồ nguyên khí bên trong thể nội của hai người trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rõ ràng là cổ dao động kia phải là khi đạt tới cảnh giới thái sơ chân chính. Nhờ vào lợi ích của tòa kim trì kia mà có thể coi là chúng ta đã bước qua một bước kia. Âm thanh của Chân Hư khàn khàn mà nói. Vốn ban đầu thì thực lực của hắn cũng Lục La chỉ cách cảnh giới thái sơ có một bước mà thôi. Thậm chí là ngay từ trước đó, thực lực của Chân Hư cũng có thể tính là chuẩn thái sơ cảnh. Mà lần này mượn nhờ sự trợ giúp của Kim Trì mà hai người bọn họ đã chân chính bước vào cảnh giới thái sơ. Thái sơ cảnh có thể kết nối với thái sơ thiên, dẫn dắt thái sơ chi khí, từ đó rèn luyện nguyên khí. Bất quá hai người bọn muội mới vừa đột phá không được bao lâu, bởi vậy cũng không dám sử dụng một cách tùy tiện. Lục La ở một bên nói xen vào. Nghe đồn, thái sơ thiên được nhắc tới trong lời nói của Lục La chính là thiên địa từ thuở sơ khai biến hóa mà thành. Đây là một chỗ không gian cực kỳ thần bí. Bất quá chỉ khi thực lực đạt tới cảnh giới thái sơ mới có thể cảm ứng được nơi này, từ đó hấp dẫn đến cái gọi là thái sơn chi khí kia, nhờ vào đó để rèn luyện nguyên khí tự thân. Mà sở dĩ cái cảnh giới này được gọi là thái sơ cảnh cũng là bắt nguồn từ đây. Chu Nguyên gật đầu nhẹ, có chút cảm thán. Xem ra không chỉ mình hắn là có tiến bộ, tất cả những vị kiêu tử đình tiêm này đều đang mượn nhờ sự trợ giúp của tạo hóa ở trong thánh tích chi địa để tăng lên thật nhanh thực lực của chính mình. Có lẽ ở trong khoảng thời gian nửa tháng này, đám người Võ Hoàng, Diệp Minh kia cũng đang thu được sự tăng lên không nhỏ về thực lực. Nếu như có cơ hội gặp lại thì tất nhiên sẽ có một trận chiến đấu kinh thiên động địa diễn ra. Khi nào thì lần thí luyện ở nơi thánh tích chi địa này mới có thể kết thúc? Chu Nguyên hỏi. Lục La cùng Chân Hư đều lắc đầu, nói, tự hồ là mỗi lần thánh tích chi địa mở ra cũng đều không giống nhau. Thế nên ai cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh sự việc gì. Bất quá bình thường mà nói thì chỉ cần phần tạo hóa lớn nhất kia bị người đạt được, thì thánh tích chi địa liền sẽ xuất hiện biến hóa. Phần tạo hóa lớn nhất, Chu Nguyên nhíu mày, vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên cảm giác được từ chỗ mi tâm truyền ra một chút cảm giác đâm nhói. Tự hồ là ở nơi mi tâm của hắn có một đạo quang văn cổ xưa lóe lên một lần, mà ngay tại giờ khắc này, trong toàn bộ thánh tích chi địa, tất cả các vị kiêu tử đều phát hiện được, tòa thánh bia vốn đang lơ lửng ở trên không trung kia lại phát ra âm thanh ầm ầm của sự cộng hưởng đầy dị thường. Số lượng chùm ánh sáng cao tới ngàn vạn tỏa ra chậm rãi từ bên trong thánh bia kia. mà trên thánh bia cũng bắt đầu xuất hiện sự biến hóa. Quang mang kéo dài không ngừng, cuối cùng từ trong quang mang có một tòa cự tháp xuất hiện chậm rãi ở trong tầm mắt của mọi người. Ở nơi phía trước của tòa cự tháp có quang mang ngưng tụ thành một mảnh bình đài. Bình đài, cái đài cao, bằng phẳng. Cùng lúc đó, có một thanh âm cổ xưa, phảng phất có thể xuyên thấu qua thời không vang vọng ở khắp vùng thiên địa này. Trong đó tỏa ra sự uy nghiêm cùng thần bí không cách nào hình dung được. Người lưu danh được ở trên tấm bia có thể đi vào trong thánh tháp. Người đi đến đỉnh của thánh tháp có thể nhận được đại tạo hóa. Ngay lúc mà thanh âm vang vọng khắp đất trời kia vừa kết thúc, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ nơi thánh tích chi địa này đều trở nên xôn xao ầm ĩ, vô số kiêu tử kêu rên thành tiếng. Chỉ vì bọn hắn chưa kịp lưu danh được ở trên tấm bia, thế nên bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những người khác tiến vào, không cách nào đi tranh đoạt phần tạo hóa lớn nhất kia. Ông, bỗng nhiên, từng cái tên được ghi ở trên thánh bia tỏa ra quang mang, sau đó hóa thành từng cái cột sáng giáng xuống từ trên trời. Chỗ mà những cột ánh sáng này rơi xuống, thân ảnh của 38 người đều bị bao phủ vào trong đó. Rốt cuộc thì vào lúc này, cuộc tranh đấu tạo hóa của thánh tích chi địa đã chính thức mở ra. Vút! Vút! Tại sao vô số cái nhìn chăm chú kia, từng cái cột sáng to lớn từ trên trời giáng xuống tạo nên thanh thế vô cùng hùng vĩ. Các trụ ánh sáng rơi và các nơi trên thánh tích chi địa. Ở điểm rơi của mỗi một cột ánh sáng kia đều là có một bóng người bị bao phủ vào trong đó. Thình lình, những người này đều là những người được lưu danh ở trên thánh bia. Lúc này, ở nơi Kim Trì, đồng dạng là có 3 cột trụ ánh sáng giáng xuống từ trên trời, cuối cùng bao phủ lại 3 người Chu Nguyên, Lục La cùng Chân Hư. Bất quá Thôn Thôn ở một bên lại bị ngăn cách tại bên ngoài quan trụ. Thôn Thôn phát ra tiếng gầm đầy bất mãn. Nó va chạm 2 lần vào cột ánh sáng này nhằm xông vào, thế nhưng cột ánh sáng lại chẳng nhúc nhích một tí nào. Chu Nguyên cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Xem ra đại tạo hóa của nơi thánh tích chi địa này không thể dành cho nguyên thú được, thế nên bọn chúng không thể thu hoạch được tư cách tiến vào thánh tháp. Thôn Thôn, chú mày chịu khó đợi ở đây chờ chúng ta một thời gian đi, Chu Nguyên an ủi, nói. Thôn Thôn nghe vậy thì vô cùng buồn bực mà nằm xuống, mặt ủ mày chau, thật đáng tiếc. Nếu như Thôn Thôn có thể đi theo chúng ta thì nó sẽ trở thành một sự trợ giúp cực kỳ lớn đấy. Lục La vô cùng tiếc nuối mà nói, sức chiến đấu của Thôn Thôn là không thể khinh thường. Không phải tự nhiên mà kẻ mạnh mẽ như Võ Hoàng cũng phải bị thương dưới tay nó. Sau khi cảm thấy đáng tiếc một lúc, Lục La lại nâng lên gương mặt xinh đẹp, nét mặt tràn đầy hưng phấn nhìn qua thánh tháp trên không trung kia. Cô bé biết được, tiếp xuống tại nơi thánh tích chi địa này sẽ nghênh đón những cuộc tranh đấu kịch liệt nhất. Rốt cuộc thì trò hay sắp sửa mở màn rồi hay sao? Rất rõ ràng, những trận đấu lúc trước chỉ được coi là khởi động làm nóng người mà thôi. Chỉ có hiện tại mới là thời điểm để nhìn rõ thực lực chân chính của mỗi người. Dưới loại tình huống này, thậm chí ngay cả khuôn mặt vốn tái nhợt kia của Chân Hư đều hiện lên một vòng đỏ ửng. Đồng dạng, trong đôi mắt xám trắng kia cũng hiện lên sự nóng bỏng cùng chờ mong mãnh liệt. Chu Nguyên ngước nhìn lên không trung, sau đó lại đưa mắt nhìn cột sáng đang bao trùm quanh thân mình, nhắm hai mắt lại, mơ hồ trong đó có một tia sắc bén hiện lên, 5 ngón tay cũng chậm rãi mà nắm chặt lại. Võ Hoàng, cuối cùng cũng đã đến thời điểm để kết thúc mối ân oán giữa hai người chúng ta. Những thứ mà năm đó các ngươi cướp đi, vậy hãy để hôm nay tự mình ta tới lấy trở về đi. Trong thánh tích chi địa, 38 cái cột sáng càng ngày càng phát ra sáng chói. Dần dần có một luồng lực hút phát tán ra, cũng chính là vào lúc này, thân ảnh của 38 người dâng lên chậm rãi về hướng chiếc đài cao đang tỏa sáng ở bên trên tòa thánh tháp kia. Về phần những vị kiêu tử còn lại ở nơi thánh tích chi địa này, thì chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy vẻ đố kỵ mà nhìn về phía thân ảnh đang từ từ dâng lên không trung của 38 người kia. Thật sự là quá đáng tiếc, vậy là đã mất đi cơ hội để tranh đoạt phần tạo hóa lớn nhất mất rồi. Hai, tài không bằng người, bất quá, cũng thật may mắn là chúng ta có thể ở đây và được thấy tận mắt trận tranh đoạt tạo hóa này, chỉ là không biết đến cuối cùng thì ai là người có thể đi đến được đích cuối cùng, chỉ sợ là một trong mấy người Võ Hoàng, Lý Thuần Quân. Mà thôi. Người tên là Diệp Minh kia cũng có cơ hội cực lớn. Người này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả người như Lý Thuần Quân đều bị bại dưới tay của hắn cơ mà. Nếu như để cho những con chuột đến từ Đông Huyền Đại Lục này đạt được đại tạo hóa, thì chỉ sợ là mặt mũi của người Thương Mang Đại Lục chúng ta sẽ mất sạch sẽ. Mọi người cũng đừng quên người có tên là Chu Tiểu Yêu kia. Thực lực của người này mạnh tới mức mà ngay cả Võ Hoàng và Diệp Minh cũng phải liên thủ lại với nhau để chống lại, từ đó đủ để thấy thực lực siêu quần. Không biết liệu hôm nay có thể nhìn thấy người này thể hiện ra bản lĩnh của bản thân hay không? Ha ha, quả là một trận long tranh hổ đấu. Nếu như chúng ta đã không có duyên được tham dự, vậy liền an an ổn ổn làm một vị diễn viên quần chúng đi thôi, coi như cũng không uổng công đi một chuyến này rồi. Lúc này, Vô số những tiếng bàn luận xôn xao, trong đó có tiếc nuối, có hiếu kỳ, có chờ mong vang lên liên tục ở khắp nơi trên thánh tích chi địa. Tại vô số những ánh mắt nhìn chăm chú kia, 38 bóng người thuận theo quan trụ mà chậm chậm lên cao, cuối cùng đều rơi vào bên trên tòa quan đài to lớn kia. Bước chân Chu Nguyên đạp vào quan đài, chỗ đặt chân ngưng thực giống như thực chất, ánh mắt của Chu Nguyên liếc nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy 38 bóng người đang đứng ở trên nơi quan đài to lớn này, đang đối mặt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa sự đề phòng. Rất nhanh, ánh mắt của Chu Nguyên dừng lại ở một nơi cách đó không xa. Chỉ thấy ở nơi đó đang có hai bóng hình xinh đẹp, duyên dáng mà yêu kiều đang đứng chung một chỗ, dung nhan của hai người đều tuyệt mỹ, chiếu rọi tôn vinh lẫn nhau, từ đó hấp dẫn không ít ánh mắt hướng về. Đương nhiên, đây chính là Yêu Yêu cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Ha ha, Yêu Yêu tỷ ơi, Lục La vội vàng lắc tay. Nghe được thanh âm quen thuộc, đôi mắt đẹp của Yêu Yêu lập tức nhìn về bên này. Ngay khi nhìn thấy bóng người của Chu Nguyên thì trên dung nhan vốn lạnh lùng kia hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bước chân của nàng nhẹ nhàng, mang theo Tả Khâu Thanh Ngư đi tới. Hì hì, Yêu Yêu tỷ, tỷ khôi phục thân phận rồi à? Ánh mắt Lục La tràn đầy vẻ tinh nghịch mà nhìn sang Tả Khâu Thanh Ngư đang đi theo bên cạnh Yêu Yêu. Lục La, cô được lắm. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói cho ta biết. Tả Khâu Thanh Ngư nghiến chặt hàm răng, ánh mắt mang vẻ chất vấn mà nhìn về phía Lục La. Bây giờ nghĩ lại, thì ra tại những ngày ở chỗ Thánh Tích Thành kia, cô bé Lục La này vẫn luôn đang nhìn màn kịch hay của nàng. Ai bảo cô đần như vậy? Lục La làm cái mặt hề đầy trêu tức. Yêu Yêu không thèm để ý tới hai cô gái đang đùa giỡn ở bên cạnh, ánh mắt của nàng nhìn về phía Chu Nguyên, nói, cũng không tệ lắm nhỉ. Cuối cùng thì cậu cũng lăn lộn ra chút bộ dáng rồi đấy. Chu Nguyên nghe vậy chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nói, chẳng lẽ trong mắt của cô thì ta vốn kém cỏi đến mức ấy hay sao? Chu Nguyên biết là Yêu Yêu đang trêu chọc chính mình, thế nên cũng không quá để ý, chỉ là nhắm hai mắt lại mà nói, cô không có sao chứ. Yêu Yêu biết là Chu Nguyên đang hỏi về việc mình bị đám người Võ Hoàng, Diệp Minh liên thủ vây giết, nghe vậy thì lắc đầu nói, lần đó là do ta chủ quan một chút, Yêu Yêu tỷ không cần sợ hãi. Bây giờ người về phe chúng ta cũng không hề ít, chỉ chờ đến lúc gặp lại liền trực tiếp chơi bọn người kia một vố. Lục La nghe vậy thì ở một bên kêu gào lên, thô tục. Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy thì liếc cô bé một cái, sau đó đôi mắt đẹp của nàng ngước nhìn Chu Nguyên một chút, sâu trong con mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, cũng không tệ lắm nhỉ, vậy mà đều đã đột phá đến cảnh giới thiên quan rồi nữa nha. Tại thời điểm gặp nhau ở Thánh Tích Thành, thực lực của Chu Nguyên chỉ ở cấp độ dưỡng khí cảnh, cho nên dẫn tới việc Tả Khâu Thanh Ngư vẫn luôn cho là Chu Nguyên đây là dựa vào Yêu Yêu mới có thể đi được tới nơi này. Chẳng qua hiện giờ suy nghĩ lại, thì hiển nhiên là Tả Khâu Thanh Ngư đã đánh giá thấp khả năng của Chu Nguyên. Cô đừng có xem nhẹ Chu Nguyên huynh ấy. Nếu như hai người đánh nhau chính diện thì nói không chừng cô còn không thể đánh thắng được huynh ấy đâu, Lục La khẽ nói, vậy cũng phải xem hắn có thể đuổi kịp được ta không đã, Tả Khâu Thanh Ngư nói. Yêu Yêu cũng là cười một tiếng, có chút trêu tức mà nói, cô cũng thấy rồi đấy, Chu Nguyên cũng không hề yếu như những gì cô nghĩ. Chẳng phải là trước đây cô muốn ta phải bồi thường gì đó cho cô hay sao, hiện tại thử nhìn xem có hài lòng với món quà bồi thường này của ta hay không. Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy thì chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lại, nhìn Chu Nguyên một chút rồi nói, dù sao thì ánh mắt của bản tiểu thư cũng cực kỳ cao. Cứ chờ tới lúc hắn có thể đánh thắng được Võ Hoàng rồi nói sau. Vẻ mặt Chu Nguyên thì hiện lên vẻ không hiểu nhìn về mấy người các nàng, cũng không biết đến tột cùng thì hai cô gái đang nói về điều gì, cái gì mà bồi thường hay không. Tại thời điểm mà bọn họ còn đang nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc của Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hơi ngưng lại, sau đó không hẹn mà đồng thời quay đầu. Chỉ thấy ở một góc của quan đài cách đó không xa đang có mấy cái bóng người hội tụ vào một chỗ, một luồng khí thế kinh người chậm rãi phát ra từ cơ thể của đám người này. Những người này lấy Võ Hoàng và Diệp Minh làm kẻ cầm đầu. Ngoại trừ 4 vị kiêu tử đỉnh tiêm đến từ Đông Huyền Đại Lục, thì còn có mấy vị kiêu tử khác đang đứng ở sau lưng Võ Hoàng. Mà trong số những người này, Chu Nguyên nhìn thấy hai bóng người hết sức quen thuộc, chính là Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh. Hiển nhiên, tại trong khoảng thời gian nửa tháng này, đội của Võ Hoàng cũng đã thu nạp thêm một chút kiêu tử vào trong nhóm. Cũng phải lúc này, ánh mắt của đám người Võ Hoàng, Diệp Minh cũng nhìn chằm chằm về hướng Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, ánh mắt của hai bên đụng vào nhau. Trong lúc mơ hồ dường như có tia lửa bắn tung tóe, thậm chí có thể cảm nhận được sát khí ngưng tụ thành thực chất chảy xuôi xung quanh. Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư cũng vào lúc này đứng ở bên người Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, trong ánh mắt của họ tràn đầy vẻ bất thiện, nguyên khí phun trào quanh thân, đồng dạng là tạo thành khí thế cường hãn đối chọi lại. Hai đám người giằng co nhau ở xa xa, về phần những vị kiêu tử khác thì lùi lại sang một bên, không dám đứng gần trong phạm vi va chạm lợi hại nhất của hai đám người này, miễn cho bị tác động đến. Ánh mắt của Diệp Minh nhìn về phía Yêu Yêu, thở dài khe khẽ, không nghĩ tới người khiến cho ta cảm thấy đau đầu nhất, vậy mà lại là một vị mỹ nhân tuyệt thế, thiên kiều bá mỹ đến như vậy. Bất quá, phong cách của ta là sẽ không bởi vì giới tính của đối thủ mà có chút nào nương tay. Đôi mắt phượng của Yêu Yêu nhắm lại, trong con ngươi có một vòng ánh sáng nguy hiểm lướt qua, mà ngay tại lúc mà nàng muốn nói chuyện thì có một bóng người màu đen chậm rãi đi ra. Ở tại chỗ hai mắt của hắn được quấn quanh bởi một miếng vải đen, hai tay người này nắm chặt chuôi kiếm, vỏ kiếm thì chống đỡ ở trên mặt đất. Nếu như chúng ta gặp phải nhau ở trong thánh tháp này, thì đối thủ của ngươi sẽ là ta. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn lặng lẽ mà vang lên. Trên quan đài, ánh mắt của đông đảo kiêu tử ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm về phía bóng người áo đen kia. Trong mắt của mỗi người hiện lên vẻ kiên kỵ nồng đậm, bởi vì người vừa lên tiếng kia chính là kiếm hạt tử Lý Thuần Quân. Ha ha, Võ Hoàng, lần trước đánh vẫn chưa đã nghiền, lần này chúng ta lại tiếp tục chứ nhỉ? Cũng vào lúc này có một âm thanh hùng hồn vang lên. Chỉ thấy có một bóng người to con đạp đất mà đi ra, đây là một tên thanh niên bình trần, ánh mắt của hắn tựa như hung viên, tràn đầy chiến ý cuồng bạo. Hung viên, hình ảnh ẩn dụ chỉ ánh mắt hung bạo như của loài thú, ở đây là của con khỉ đột đang nổi giận. Đây không phải ai khác, chính là võ sĩ Ninh Chiến. Võ Hoàng dùng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Ninh Chiến một chút, nói, lần này thì ngươi không còn là đối thủ của ta. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển về hướng Chu Nguyên, xem ra lần này ngươi không còn có thể mang theo con súc sinh kia tới. Chu Nguyên cũng không hề yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Võ Hoàng, trong mắt có một vòng ánh sáng sắc bén hiện lên, nói, Võ Hoàng, có câu nói mà từ rất sớm ta đã muốn dành tặng cho ngươi, hãy tranh thủ mà hưởng thụ, dựa dẫm thêm một chút vào đồ vật mà ngươi đã lấy đi của ta đi. Bởi vì, lập tức ta liền muốn tự mình động thủ, chính tay đem nó cầm về. Oanh, trong nháy mắt này, đột nhiên một luồng sát khí kinh khủng bộc phát từ thể nội của Võ Hoàng mà lên. Một luồng sát khí kinh khủng lan tràn ra tại trên khắp mảnh quan đài này như một cơn thủy triều, khiến cho không ít vị kiêu tử hình tim phải biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Võ Hoàng cũng tràn đầy vẻ kiên kỵ, mà tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, Võ Hoàng lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là dùng ánh mắt đầy âm hàn và lạnh lẽo nhìn về phía Chu Nguyên, nói, có biết hay không, điểm đáng thương nhất ở ngươi chính là có được thứ mà bản thân ngươi vốn không có tư cách để nắm giữ, mà lại, càng thêm đáng buồn chính là, ngươi còn ngây thơ tới mức tự cho là có năng lực có thể đoạt lại thứ vốn không thuộc về mình thêm một lần nữa. Chu Nguyên à, nơi khóe miệng của Võ Hoàng có một nụ cười tràn đầy vẻ khinh miệt hiện lên, lần này ta sẽ để cho ngươi minh bạch một điều. Cái được gọi là Thánh Long khí vận mà ngươi vẫn luôn tự cho là của riêng mình kia, nhưng trên thực tế thì ngươi chẳng qua chỉ là một người có sứ mệnh mang hộ mà thôi. Còn ta mới là chủ nhân chân chính của nó, ta sẽ cho ngươi thưởng thức được, cái gì mới thực sự là tuyệt vọng đến tột cùng. Ngay sau câu nói này của Võ Hoàng, một luồng nguyên khí bá đạo mà hùng hồn bạo phát từ trong thể nội của Võ Hoàng đi ra ngoài, tựa như một cơn lốc xoáy, mà âm thanh của hắn vẫn còn vang lên trầm thấp ở bên tai mỗi người. Cũng vào lúc này, một chút ánh mắt bắn về phía Chu Nguyên. Phần lớn trong những ánh mắt này đều ẩn chứa một chút vẻ đồng tình, mặc dù lúc này Chu Nguyên đã đạt tới cảnh giới thiên quan trung kỳ, cũng đã được coi là một vị cường giả, thế nhưng nếu đem cái này so sánh cùng với Võ Hoàng, thì thật sự là kém hơn quá nhiều. Tại dưới ánh mắt tràn đầy sát ý kia của Võ Hoàng cùng những ánh mắt đồng tình của những người khác, thần sắc của Chu Nguyên lại không có một chút gợn sóng nào, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không biết ngươi có còn nhớ hay không, tại thời điểm mà ta mới chỉ còn ở cảnh giới dưỡng khí, thì ngươi liền đã từng biểu đạt qua câu nói tương tự như thế, bất quá, thật đáng tiếc là từ đầu tới cuối ngươi đều không thể toại nguyện được, thế cho nên, Võ Hoàng, lần này e rằng ngươi y nguyên sẽ phải thất vọng rồi. Ánh mắt của hai người đụng vào nhau ở giữa không trung. Sát ý nồng đậm tới mức khiến cho không khí xung quanh đều trở nên lạnh như băng vài phần. Ầm ầm, mà ngay tại lúc mà Chu Nguyên cùng Võ Hoàng đang đối mặt nhau, thì bỗng nhiên tòa thánh tháp ở đằng sau quan đài kia phát ra âm thanh trầm thấp. Sau đó đông đảo kiêu tử chính là đem ánh mắt chuyển đi thật nhanh về phương hướng đó. Chỉ thấy cũng vào lúc này, cánh cửa tháp to lớn kia đang mở ra chậm chậm. Thánh tháp mở ra rồi, trong đôi mắt của mọi người đều hiện lên vẻ nóng bỏng. Phần tạo hóa lớn nhất của thánh tích chi địa nằm ngay ở bên trong toàn thánh tháp này, có lẽ nơi này chính là nơi được gọi là thánh địa trong truyền thuyết kia. Có thể nói, tất cả mọi người đang đứng ở trên quan đài ở đây đều thu được một phần tạo hóa của thánh tích chi địa, thậm chí những tạo hóa này còn không hề nhỏ một chút nào. Bất quá nếu như đem loại tạo hóa này so sánh cùng với đại tạo hóa ở trong thánh tháp thì quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nếu như ai đó có thể đoạt được đại tạo hóa, thì tất nhiên có thể chân chính một bước lên trời, siêu việt tất cả những người khác. Đối mặt với loại dụ hoặc lớn tới nhường này, thì có lẽ không có người nào ở chỗ này còn có thể bảo trì được nội tâm bình tĩnh. À không đúng, có lẽ là ngoại trừ Yêu Yêu. Con mắt của nàng khi nhìn về phía thánh tháp vẫn luôn giống như đầm sâu, không có cảm xúc chập trùng một chút nào. Thậm chí nàng còn hơi nhăn nhăn lông mày, bởi vì không biết vì sao mà tòa thánh tháp trước mắt này lại tạo cho nàng một loại cảm giác bất thường không cách nào hình dung được. Hơi suy nghĩ lại, phảng phất là nàng đã từng có cảm giác đồng dạng như thế này ở nơi nào đó. Song khi nàng cố gắng suy nghĩ cẩn thận thì lại không thu được kết quả gì. Loại cảm giác như thế này khiến cho Yêu Yêu vô cùng không thích. Thánh tháp đã mở, mau mau tiến vào. Cửa tháp đã mở ra, trên quan đài chỉ yên tĩnh trong khoảng thời gian một cái chớp mắt. Ngay sau đó, đột nhiên có từng đạo bóng người bắn mãnh liệt mà ra, chen chen chúc chúc xông về phía cửa tháp. Ngay cả những người ổn trọng như Võ Hoàng, Diệp Minh cũng là liếc nhau một cái, cũng không tiếp tục do dự nữa. Một đoàn người quay người cấp tốc lao về phía thánh tháp. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Nguyên nhìn về phía mấy người Yêu Yêu, nói, mọi người tự nhiên là cũng không có dị nghị gì, thậm chí đều tràn đầy kích động. Đi thôi, bạch, nguyên khí gào thét mà ra, thân ảnh của mỗi người trực tiếp biến thành từng cột ánh sáng, cuối cùng lao về tòa thánh tháp tại vô số những cái nhìn tràn đầy hâm mộ của những người trên khắp Thánh Tích Chi Địa. Lúc này, tại bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa, đồng dạng ở nơi này cũng đang có rất nhiều người hội tụ lại. Bọn họ đại biểu cho rất nhiều thế lực ở trên Thương Mang Đại Lục. Mục đích của bọn họ chính là ở chỗ này và chờ đợi kết quả cuối cùng của lần đi vào Thánh Tích Chi Địa này. Mỗi người bọn họ đều biết rõ ràng rằng, rất có thể là loại kết quả này sẽ cải biến bố cục của các thế lực ở trên Thương Mang Đại Lục, mà tại nơi giữa không trung kia đang có 6 luồng nguyên khí bàn bạc phun trào. Nguyên khí dày đặc tới mức hình thành từng đám mây, trên những đám mây này có 6 bóng người đang ngồi xếp bằng. Lực áp bách mà những người này tỏa ra làm cho đại biểu của rất nhiều thế lực ở nơi đây đều lộ vẻ kính sợ. Đây chính là 6 vị sứ giả của Lục Thánh Tông, từ đầu đến cuối thì 6 người bọn họ đều là nhắm mắt, tạo cảm giác vững chãi giống như bàn thạch. Bất quá vào hôm nay, con mắt vốn đang đóng chặt kia của bọn họ lại bỗng nhiên khẽ động, sau đó liền mở ra chậm rãi. Rốt cuộc thì tòa thánh địa ở bên trong Thánh Tích Chi Địa kia đã xuất hiện, ánh mắt của 6 người nhìn về phía Thánh Tích Chi Địa. Tại thời khắc này, bọn hắn có thể cảm giác được một cách mơ hồ rằng, đang có một luồng dao động dị dạng xuất hiện ở bên trong Thánh Tích Chi Địa. Quả nhiên là thánh địa đã xuất hiện rồi à. Vị sứ giả đến từ Thánh Cung có tên là Triệu Bàn kia mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm về phía Thánh Tích Chi Địa, trong mắt của hắn có ánh sáng lập lòe, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ở một phương hướng khác, vị đại thúc đi chân trần đã từng là ra tay cứu giúp Chu Nguyên kia cũng đang nhẹ nhàng đập lấy cái tẩu, khi nhìn về phía Thánh Tích Chi Địa thì trong ánh mắt có mang theo vẻ phức tạp. Ha ha, không biết là trong lần đi vào Thánh Tích Chi Địa này thì đến tột cùng là ai có thể nhận được phần đại tạo hóa kia. Trong 6 vị sứ giả, đột nhiên có người mỉm cười lên tiếng, tên mặt trắng không râu có tên là Triệu Bàn kia thì cười nhạt một tiếng, nói, Võ Hoàng là người có đại khí vận, lại thêm thiên tư trắc tuyệt, thuộc về nhóm người đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thương Mang Đại Lục, trừ hắn ra thì không còn ai có đủ tư cách để có thể nhận được phần đại tạo hóa này. Mặt trắng không râu, thường được dùng để miêu tả những nhân vật phản diện, thể hiện sự âm hiểm, mang hàm nghĩa xấu. Nghe vậy, vị đại thúc đi chân trần tên là Mục Vô Cực cười nhạo một tiếng, nói, nghe khẩu khí như vậy thì tự hồ là người Thánh Cung các ngươi đã nhận định chắc chắn là hắn rồi. Triệu Bàn nhìn về phía Mục Vô Cực một cái, nói, là Phượng Hoàng thì chỉ luôn đậu ở trên cây ngô đồng, đây không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Võ Hoàng đã làm ra sự lựa chọn tốt nhất. Trong truyền thuyết của Trung Quốc thì mỗi khi xuất hiện, loài chim Phượng Hoàng sẽ luôn đậu ở trên cây ngô đồng. Trong câu nói của Triệu Bàn thì đây là hình ảnh ẩn dụ về việc Võ Hoàng chính là con Phượng Hoàng kia, còn cây ngô đồng là Thánh Cung, ý chỉ sự thích hợp giữa hai bên. Ngô đồng. Ha ha ha, Mục Vô Cực cười lạnh thành tiếng, trong tiếng cười có ý lạnh nồng đậm, nói, người của Thánh Cung các ngươi có dám tiến vào chỗ Thánh Tích Chi Địa này hay không? Triệu Bàn nghe vậy lạnh lùng nói, Mục Vô Cực, xem ra là Thương Huyền Tông các ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng sự tình của năm đó đấy nhỉ, vị lão tổ kia của các ngươi chống lại thánh mệnh, dẫn tới thánh nộ, cuối cùng rơi vào kết cục như thế, bất quá cũng là gieo gió gặt bão mà thôi. Hừ. Nếu như các ngươi vẫn còn có ý kiến với kết quả này thì cứ việc đi tới Thánh Cung mà biện luận là được. Chỉ bất quá, chẳng lẽ ngươi vẫn còn luôn coi là Thương Huyền Tông của các ngươi vẫn là tông phái đệ nhất thiên hạ như là năm đó hay sao? Nghe vậy, chợt đôi bàn tay của Mục Vô Cực nắm chặt lấy tẩu thuốc, trong mắt cũng có sắc ý tiến ra dũng mãnh. Nhưng mà Triệu Bàn vẫn như cũ mang một nụ cười lạnh lùng ở trên mặt, nguyên khí quanh thân cũng phồng lên, phảng phất như hình thành một đám mây cuồn cuộn gào thét không ngớt ở sau lưng, thanh thế bàn bạc, chỉ trong nháy mắt. Bầu không khí giữa hai người trở nên dương cung bạc kiếm, đông đảo đại biểu của các thế lực đến từ khắp nơi ở trên Thương Mang Đại Lục cũng hiện lên vẻ kinh ngạc ở trên mặt mà nhìn qua cảnh tượng này. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều không rõ vì sao mà hai vị sứ giả lại tức giận như vậy, Sứ giả của bốn tông phái khác thấy vậy thì nhao nhao lên tiếng khuyên can, hai vị liền không cần tranh chấp nữa. Bọn họ đã tiến vào thánh địa rồi, chúng ta cũng đã có thể thi triển thủ đoạn. Triệu Bàn cùng Mục Vô Cực hừ lạnh một tiếng, thu ngồi nguyên khí bàn bạc của riêng phần mình, bắt đầu đi thôi. Sáu vị sứ giả đồng thời kết ấn ở trên hai tay, chợt có từng luồng nguyên khí bàn bạc bắn mãnh liệt mà ra, trực tiếp xoay tròn ở phía trước, cuối cùng theo thời gian dần trôi qua biến thành một chiếc quan kính to lớn làm từ nguyên khí. Trong quan kính đang có quanh mang ngưng tụ lại không ngừng, trải qua một lúc thì dần có hình ảnh nổi lên. Nhìn kỹ lại thì thình lình trong tấm gương đang có hình ảnh của 38 người xâm nhập vào trong tòa thánh tháp kia. Mà lúc này, theo 38 bóng người kia tiến vào trong thánh tháp, thì một tòa thánh sơn nguy nga không nhìn thấy cuối cùng, mang theo khí tức thần bí cùng mênh mông cũng xuất hiện ở bên trong quan kính. Vào lúc này, ở bên ngoài của thánh tích chi địa, đại biểu của thế lực đến từ khắp nơi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều hiện lên vẻ mừng rỡ, tập trung ánh mắt nhìn về phía trong quan kính kia. Mỗi người trong bọn họ đều biết rõ ràng rằng, những trận chiến đấu sắp sửa phát sinh sẽ nhất định chấn động toàn bộ Thương Mang Đại Lục, chỉ là không biết rằng, đến tột cùng là ai mới có thể trổ hết tài năng ở trong rất nhiều vị kiêu tử đỉnh tim kia, rung động tứ phương. Không ngờ cảnh tượng bên trong thánh tháp lại là như thế này. Bên trong thánh tháp, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đưa mắt nhìn qua tòa núi lớn nguy nga không thấy điểm cuối đang xuất hiện ở phía trước mắt kia, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc. Tòa núi lớn kia tỏa ra thánh quang, xung quanh có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, mà chỗ đỉnh núi cao nhất thì ẩn nấp ở bên trong mây mù không cách nào nhìn trộm được. Mà lúc này, 38 đạo bóng người cũng chân đạp trên nguyên khí, bay lơ lửng tại chỗ chân núi, đồng thời ngước nhìn về phía thánh sơn. Tại phía trước mặt của bọn hắn là một cái cầu thang bằng đá, được tạo thành từ những tảng đá xanh to lớn xếp liền nhau. Mỗi một bậc thang đá còn cao hơn so với chiều cao của người bình thường, cầu thang đá không ngừng kéo dài mà lên, một mực thẳng đến cuối tầm mắt, từ xa nhìn lại trông giống như một con thanh long đang nằm phủ phục. Từng tảng đá xanh cổ xưa mà pha tạp, tự hồ bên trong bọn chúng có ẩn chứa một tia khí tức thần bí. Đưa mắt nhìn khắp tòa thánh sơn này thì chỉ có một con đường duy nhất này là thông hướng lên trên đỉnh núi. Xem ra nếu như muốn thu hoạch được phần đại tạo hóa kia, thì cũng chỉ có thể là thông qua cầu thang đá này để đi thẳng tới đỉnh núi. Đôi tay nhỏ nhắn của Lục La che lên phía trước mắt, ngắm nhìn chiếc cầu thang to lớn không biết dài tới bao xa kia. Chỉ sợ là không quá dễ dàng để có thể thông qua được cái cầu thang đá này. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc cầu thang đá màu xanh này, nói, dựa vào sự cảm giác của thần hồn mà hắn có thể phát hiện được một cách mơ hồ, phảng phất như ở trên cái cầu thang đá này đang có từng cơn dao động nguy hiểm chiếm cứ lấy. Những người khác nghe vậy thì vô cùng đồng ý mà gật gật đầu. Mặc dù độ nhạy cảm của cảm giác thần hồn của bọn hắn không bằng được Chu Nguyên, thế nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ cẩn thận một chút cũng có thể phát hiện được ra vấn đề kỳ lạ ở đây. Bởi lẽ tính thế nào thì đây cũng là cửa ải sau cùng, thế thì làm sao có thể đơn giản như nó thể hiện ra ở bề ngoài như vậy được. Tại sao hình ảnh của thánh tháp lại trở nên nhạt dần đi rồi? Đột nhiên Tả Khâu Thanh Ngư đang nghe truyện trên TV Audio CV vô cùng kinh ngạc mà lên tiếng. Đám người Chu Nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên cũng là nhìn thấy, vậy mà tòa thánh tháp mà lúc bọn hắn tiến vào kia đang bắt đầu trở nên hư ảo. Kể từ đó, cảnh tượng ở phía trong này cũng triệt để bại lộ ở trong tầm mắt của rất nhiều vị kiêu tử đang đứng ở bên ngoài kia. Bất quá, mặc dù thánh tháp trở nên mờ nhạt hư ảo, nhưng vẫn còn tồn tại như cũ. Phảng phất như ý nghĩa tồn tại của nó chính là để bảo vệ tòa thánh sơn này, mà biến hóa như vậy cũng rơi vào trong tầm mắt của vô số kiêu tử ở trong thánh tích chi địa. Lúc này ở trong bọn họ lại bộc phát ra rất nhiều tiếng ồn ào đầy kinh ngạc. Đây chính là cảnh tượng ở bên trong nội bộ của tòa thánh tháp hay sao? Chẳng lẽ tòa thánh sơn kia chính là cửa ải cuối cùng để thông hướng tới thánh địa? Nhìn qua thì tự hồ là cửa ải này rất đơn giản. Dù sao đây cũng là một cửa ải cuối cùng thì làm sao có thể đơn giản cho được. Cứ chờ một chút rồi xem đi, hẳn là tiếp theo đây sẽ có một hồi trò hay sắp sửa được trình diễn. Mà đối với vô số những tiếng bàn luận xôn xao vang lên ở khắp thánh tích chi địa kia, thì đám người Chu Nguyên thân đang ở trong ngọn tháp lại không có cách nào nghe thấy. Lúc này tất cả lực chú ý của bọn hắn đều đặt tại những bậc thang đá thần bí kia. Lúc này, có một vị kiêu tử không nhịn được bay ra, rơi vào bên trên bậc thang đầu tiên. Lập tức người này điều khiển nguyên khí bảo vệ quanh thân nhằm phòng ngừa bất trắc xảy ra. Bất quá những bẫy rập trong tưởng tượng của mọi người cũng không hề xuất hiện, vị kiêu tử kia hoàn toàn bình yên vô sự. Ta không có việc gì. Tên kiêu tử kia ngẩn người một lát, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Khẽ động thân hình, sau đó chân không ngừng đạp vào những bậc thang đá to lớn này mà hướng lên trên. Hành động này của hắn khiến cho những người khác đang đứng xem trở nên nôn nóng, đứng ngồi không yên. Lúc này tất cả mọi người đều là cắn răng một cái, sau đó có âm thanh xé gió không ngừng vang lên, không ngừng có thân ảnh lao về phía cái cầu thang đá to lớn kia. Chúng ta cũng đi thôi, thế nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút. Hẳn là nơi này sẽ không hề đơn giản như vậy. Chu Nguyên thấy thế thì nhìn về phía mấy người Yêu Yêu, lên tiếng mà nói. Tự nhiên, những người còn lại cũng rất đồng ý mà gật gật đầu. Thế là một đoàn người cũng là ghìm xuống thân hình, bay về phía bậc thang to lớn màu xanh của chiếc cầu thang đá kia. Chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, tất cả mọi người đều là rơi vào bên trên chiếc cầu thang đá. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà vọt lên trên. Mọi người đều là leo lên từng bước một, thế nhưng tốc độ cũng không hề chậm một chút nào mà hướng lên trên không ngừng, tựa hồ thật sự là không có nguy hiểm gì cả. Đến lúc này cũng đã trải qua mấy phút đồng hồ nhưng vẫn như cũ là không có động tĩnh gì cả. Thế là có vị kiêu tử không nhịn được, nguyên khí bộc phát dưới chân, đột nhiên tăng lên tốc độ, phảng phất như một cái bóng lấy tốc độ cực nhanh mà lên. Chỉ trong mấy tức ngắn ngủi đã vượt qua mấy chục bậc thang đá. Lục La thấy thế cũng có chút không nhịn nổi, đang muốn tăng thêm tốc độ. Bất quá thân ảnh của cô bé vừa động liền bị Chu Nguyên bắt lấy cổ tay. Cô bé vô cùng nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phương hướng nơi điểm cuối của cầu thang đá, nói, có gì đó không bình thường, đừng xúc động. Mà ngay tại khi âm thanh của Chu Nguyên vừa dứt, mơ hồ là tất cả mọi người có thể cảm giác được, dường như thiên địa xung quanh hơi chấn động một cái. Đôi mắt sáng đẹp của Yêu Yêu nhìn về phía điểm cuối cùng của thang đá, bỗng nhiên nói, tựa hồ là có thứ gì đó đang xông xuống. Nghe vậy, ánh mắt của Chu Nguyên ngưng tụ lại. Đưa mắt nhìn kỹ lại thì quả nhiên là trông thấy tại điểm cuối cùng của cầu thang đá, tựa hồ là có một đạo ánh sáng màu xanh đang muốn xông xuống tới. Ầm ầm, âm thanh chấn động của thiên địa càng ngày càng trở nên rõ ràng. Mà lúc này, rốt cuộc thì bọn người Chu Nguyên cũng nhìn thấy rõ ràng đạo ánh sáng màu xanh kia là cái gì. Chỉ thấy tại nơi cuối cùng của chiếc cầu thang đá kia, đang có một dòng lũ màu xanh giống như một cơn đại hồng thủy, lấy thế che trời lấp đất mà thuận theo cầu thang đá trút xuống không ngừng. Dòng lũ màu xanh này bàn bạc mà vô tận. Những nơi mà nó đi qua thì phảng phất mọi vật ở nơi đó đều sẽ bị phá hủy. Cái đó là một dòng lũ được hình thành từ nguyên khí, con ngươi của Chu Nguyên co rút lại, trong thanh âm tràn đầy vẻ chấn kinh. Dòng lũ nguyên khí mênh mông mà bàn bạc như thế trùng kích vào đến. Loại thanh thế này quả thực là kinh thiên động địa, mà tại dưới loại dòng lũ như thế này thì đám người Chu Nguyên liền giống như một con kiến nhỏ trôi nổi tại bên trong sự phun trào của cơn hồng thủy. Nhanh lên, riêng phần mình tránh né, thi triển phép thuật phòng ngự, sắc mặt của Chu Nguyên hiện lên vẻ nghiêm trọng, nghiêm nghị mà nói, oanh. Nhưng vào lúc này, dòng lũ màu xanh do nguyên khí hội tụ mà thành đã lao ầm ầm tới, mà vị kiêu tử đang đi ở phía trước nhất kia trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, chỉ trong nháy mắt liền bị tác động đến. Cơ hồ là vị kiêu tử này chỉ kịp hét thảm một tiếng. Cho dù hắn đã kịp điều khiển nguyên khí để chống cự lại, nhưng vẫn như cũ là chỉ trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị dòng lũ cuốn vào trong đó, lấy thế lao xuống cuồn cuộn, cuối cùng bị đá văng ra khỏi thang đá màu xanh. Mà dòng lũ màu xanh này vẫn không ngừng lại, lôi cuốn lấy vị kiêu tử kia xông ra khỏi thánh tháp, ném về phía thánh tích chi địa. Vậy mà trực tiếp liền bị ném ra khỏi thánh tháp. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của tất cả mọi người đều phát lạnh. Thì ra chỉ cần thoát ly khỏi thang đá màu xanh thì cũng đồng nghĩa với việc đã mất đi tư cách để tranh đoạt đại tạo hóa. Điều này khiến cho không người nào còn dám lại sinh lòng khinh thường. Ầm ầm, dòng lũ đang cấp tốc phóng đại tại trong tầm mắt của Chu Nguyên. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nơi lòng bàn tay có quang văn hiện lên, cuối cùng quang mang tăng vọt, sau đó trực tiếp biến thành một đạo quang văn hình mai rùa lớn ước chừng một trượng che ở trước người. Tam phẩm nguyên văn, đại quy giáp văn. Đột nhiên, bàn chân của Chu Nguyên giẫm mạnh một cái. Nguyên khí phun trào ở dưới chân, khiến cho bàn chân của hắn cắm sâu vào mặt đất. Oanh! Ngay tại thời điểm mà Chu Nguyên chuẩn bị xong những biện pháp phòng ngự này, thì rốt cuộc dòng lũ màu xanh cũng trút xuống tới, đụng vào phía trên của đại quy giáp văn kia. Lập tức nguyên văn hình mai rùa này bị va chạm tới mức rung rẩy điên cuồng lên. Lực trùng kích mạnh tới mức không có cách nào hình dung khiến cho bàn chân của Chu Nguyên vốn đang cắm sâu ở trong mặt đất cũng bị đẩy lùi về phía sau một bước. Thế nhưng may mắn là đã bị hắn chống đỡ một cách ngoan cường lại. Lực trùng kích thật là đáng sợ, trên trán của Chu Nguyên có gân xanh nổi lên, nguyên khí màu ánh kim bắt đầu tiến dũng mãnh ra từ thể nội của hắn, giúp cho Chu Nguyên có thể chống cự lại loại trùng kích liên tục không ngừng, giống như vô cùng vô tận này. Cảm giác này giống như đang vất vả mà leo lên trên thang đá thì đột nhiên phía trước có một dòng lũ đánh thẳng tới, quả nhiên, nếu muốn đăng đỉnh thì cũng không dễ dàng một chút nào, với tình huống trước mắt thì chỉ là kiên trì không bị cuốn đi cũng đã khó khăn lắm rồi. Chớ nói chi là còn phải phân tâm mà leo lên trên đỉnh núi không nhìn thấy điểm cuối cùng kia. Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Lúc này, ánh mắt của Chu Nguyên có chút quét qua xung quanh, nhìn về phía đám người Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Chân Hư đang ở cách đó không xa. Tất cả bọn họ đều đang thi triển thủ đoạn của riêng phần mình, đau khổ mà chống đỡ lấy sự trùng kích mạnh mẽ của dòng lũ màu xanh kia. Ở nơi phía trước thì đám người Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân cũng đang thi triển thủ đoạn của mình, đồng thời, thỉnh thoảng còn có một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đây là có người không thể kiên trì được nữa, bị dòng lũ cuốn đi, cuối cùng bị đánh bay ra khỏi thánh tháp. Với tình hình trước mắt thì trước hết cần phải thích ứng với dòng lũ màu xanh này đã, sau đó mới lại có thể tính cách để tiếp tục leo lên một lần nữa. Theo thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên cũng tỉnh táo lại. Bất quá chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, ánh mắt vội vàng quét qua bốn xung quanh, bởi vì Chu Nguyên phát hiện được, vậy mà hắn đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Yêu Yêu ở tại trên cái cầu thang đã này. Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đầu thì nàng liền đã bị dòng lũ màu xanh cuốn ra khỏi thánh tháp? Trên bậc đá xanh to lớn ấy, sắc mặt của Chu Nguyên vô cùng khó coi, hắn hơi chau mày lại. Mặc dù Yêu Yêu không có nguyên khí, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản không nổi ngay cả đợt thứ nhất này. Ánh mắt của Chu Nguyên có chút lập lòe. Hắn biết rõ, thủ đoạn của Yêu Yêu tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối sẽ không bị đẩy đi ra một cách tùy tiện như vậy. Nhưng nếu là Yêu Yêu đã có thể ngăn cản được, thì vì sao trên bậc thang đá lại không thấy bóng người đâu cả? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên cắn răng. Hiển nhiên trên thân của Yêu Yêu mang theo rất nhiều bí mật. Rất nhiều thứ đối với hắn là không cách nào chạm đến. Thế nhưng Chu Nguyên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm bảo hộ được nàng bằng mọi cách có thể. Bởi vì đây chính là lời hứa hẹn của hắn đối với sư phụ Trương Uyên. Thế nhưng tình huống trước mắt lại là Yêu Yêu liên tiếp gặp phải chuyện không may. Điều này làm cho Chu Nguyên vô cùng tự trách. Trong lúc Chu Nguyên đang phân tâm chú ý tới việc tìm kiếm Yêu Yêu, thì chiếc khiên ánh sáng hình mai rùa ở trước người hắn lại dần dần xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên, chiếc khiên này đã sắp sửa không thể chịu đựng được nữa. Lực trùng kích kinh khủng vọt tới đầy thân thể của Chu Nguyên lùi lại từng bước một. Chỉ qua bất quá mười mấy hơi thở ngắn ngủi, Chu Nguyên đã rớt lại phía sau đến một nhóm ở cuối cùng. Hơn nữa còn suýt chút nữa bị đẩy ra khỏi thang đá. Chu Nguyên, không nên phân tâm. Lục La tinh mắt, chú ý tới sự thay đổi của Chu Nguyên, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, Yêu Yêu sẽ không xảy ra chuyện gì. Hẳn là bản thân ngươi cũng rõ ràng thủ đoạn của cô ấy mạnh mẽ tới giường nào. Lúc này, Tả Khâu Thanh Ngư, vốn đang bị dòng lũ màu xanh đầy ra một phương hướng khác, cũng khẽ quát lên. Chu Nguyên hít sâu một hơi, gật đầu nhẹ. Nếu như Yêu Yêu chỉ là bị đẩy ra khỏi thánh tháp thì vậy còn coi như là tốt, chí ít là cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như là bởi vì một nguyên nhân nào khác, thì Chu Nguyên có dự cảm rằng hắn nhất định phải chinh phục được ngọn Thánh Sơn này thì mới có thể biết được. Dòng nguyên khí màu ánh kim dâng lên chậm rãi từ thể nội của Chu Nguyên. Rốt cuộc bước chân đang không ngừng tụt lùi lại phía sau của hắn cũng ổn định lại. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Trải qua đợt thứ nhất của dòng lũ màu xanh trùng kích xuống thì hơn 10 vị kiêu tử còn lại cũng đã xuất hiện sự phân biệt rõ ràng, tạo thành mấy nhóm người, mà đang ở phía trước nhất chính là đám người Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân, trong đó Võ Hoàng đang là người đi đầu tiên. Chỉ thấy từng luồng nguyên khí màu xích hồng với sức mạnh hùng hồn đang bộc phát ra từ bên trong cơ thể của Võ Hoàng, khiến cho ngay cả dòng lũ màu xanh đang rút xuống một cách điên cuồng kia cũng đều bị ngăn cản lại một hai giây. Võ Hoàng xuề bàn tay ra, nguyên khí xích hồng hội tụ lại ở trong lòng bàn tay, cuối cùng hình thành nên một quả cầu màu đỏ tươi với đường kính ước chừng hơn một trượng. Có thể cảm nhận được ở bên trong đang có từng luồng dao động của nguyên khí cực kỳ kinh người, nhiệt độ nóng bỏng phát tán ra xung quanh khiến cho ngay cả không khí đều bị đốt cháy. Mà khi dòng lũ màu xanh kia đụng vào bên trên quả cầu xích hồng thì cũng phát ra tiếng vang xùy xùy, bị bốc hơi nhanh chóng. Một tay nâng quả cầu màu xích hồng, Võ Hoàng bước ra từng bước vững vàng, chậm rãi mà vượt qua thang đá, hướng lên trên mà đi. Ở thời điểm mà đang hướng về phía trước, khóe mắt của Võ Hoàng cũng nhìn lướt qua Chu Nguyên đang tụt hậu ở cuối cùng của đoàn người, nơi khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười đầy vẻ khinh miệt. Hiển nhiên, vào lúc này, sự chênh lệch giữa hai người đã bắt đầu được thể hiện ra. Bất quá Võ Hoàng cũng không để ý tới việc này quá lâu, mà là tập trung tinh thần tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Diệp Minh cũng đang theo sát ở phía sau. Phản phất như trong hai con ngươi màu đen của hắn đang có từng vòng xoáy lưu động, hắn duỗi ra hai bàn tay đưa về phía trước. Ở trong lòng bàn tay đang có một vòng xoáy nguyên khí màu đen xoay tròn không ngừng. Dòng lũ màu xanh vừa gặp phải vòng xoáy màu đen này thì tự động tách ra, tựa như là bị một lực lượng vô hình nào đó đẩy ra hai bên, từ đó chừa lại một khoảng khe hở, làm cho Diệp Minh có thể dựa vào đó mà tiến lên. Bất quá, khi mà Diệp Minh triển khai biện pháp này thì nơi khóe mắt của hắn cũng đang có máu đen chảy xuôi xuống không ngừng. Hưu, cùng lúc đó, Lý Thuần Quân, với thanh kiếm màu đen trong tay đang chém xuống không ngừng, khiến cho từng luồng kiếm khí tràn đầy sắc bén lao thẳng về phía trước, trực tiếp chém ra một khoảng trống dài chừng nửa trượng ở trước mặt. sau đó cứ như vậy mà một kiếm một bước đi tới, ha ha, thật sảng khoái. Về phần tên Ninh Chiến kia thì đang ngửa mặt lên trời cười to. Trên thân thể của hắn cũng đang có từng luồng nguyên khí hùng hồn bốc lên, nhìn kỹ lại thì có thể cảm giác được dường như thân thể của Ninh Chiến đã lớn hơn một vòng, nhìn càng giống như một con khỉ đột hình người. Kẻ này sử dụng phương thức vô cùng ngang ngược, lấy sự mạnh mẽ của thân thể để chống cự lại lực trùng kích của dòng lũ màu xanh, dựa vào đó mà đạp từng bước một lên trên thang đá. Bốn người này đang ở vào nhóm phía trước nhất đã hiển lộ rõ ràng thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ, mà rất nhiều kiêu tử ở đằng sau cũng đều không nhịn được chặt lưỡi mà nhìn qua bóng lưng của bọn hắn. Ha ha, cũng không thể để bọn hắn đoạt mất tất cả oai phong như vậy được. Ta cũng muốn thi triển tuyệt chiêu đây. Lục La nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cười hì hì một tiếng, chợt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trở nên nghiêm túc, lắc tay áo một cái. Chỉ thấy có một đạo ánh sáng màu xanh lướt qua, rơi vào trên bờ vai của cô bé, nhìn kỹ lại thì đây chính là con băng điểu tên là Tiểu Hàn có được huyết mạch của băng phượng kia. Có lẽ bởi vì con băng điểu này có một loại quan hệ nào đó cùng với Lục La, thế nên khi những cột ánh sáng tiếp dẫn kia hạ xuống thì nó cũng không bị đẩy ra ngoài như trường hợp của Thôn Thôn. Lục La chu cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một luồng nguyên khí tràn đầy khí tức băng hàn. Cùng lúc đó, con băng điểu kia cũng mở ra cái mỏ sắc nhọn, phun ra một luồng nguyên khí lạnh lẽo. Hai luồng nguyên khí hội tụ lại rơi vào bên trên dòng lũ màu xanh ở trước mặt, khiến cho dòng lũ này bị đông kết trong nháy mắt, hóa thành một tảng băng dày hơn 10 trượng. Mà Lục La cũng dựa vào biện pháp này để tiến nhanh lên phía trước. Ê này Chu Nguyên, ta cũng đi đây. Lúc này thì cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Có thể đuổi theo hay không thì phải nhìn vào năng lực tự thân của ngươi rồi. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn về phía Chu Nguyên, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy vẻ yêu mị ấy lộ ra một nụ cười ranh mãnh. Hiện tại Yêu Yêu không có ở đây, nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, thì ta có thể cân nhắc để ngươi làm thí sinh dự bị nha. Thí sinh dự bị? Dự bị cái gì? Chu Nguyên nghe vậy thì có chút sững sờ. Tả Khâu Thanh Ngư phát ra tiếng cười thanh thúy, cũng không đáp lại, chỉ thấy thân thể mềm mại của cô nàng uốn một cái, lọt vào bên trong dòng lũ màu xanh. Thân thể của nàng lúc này trông giống như một con cá màu xanh đang bơi không ngừng về phía trên. Chu Nguyên, mặc dù ta nợ ngươi một phần ân tình, bất quá trong hoàn cảnh này thì ta cũng không có cách nào mà trả lại được. Ta đi trước một bước, hy vọng là ngươi có thể cùng lên đến. Lúc này âm thanh khàn khàn của Chân Hư cũng truyền tới. Chỉ thấy xung quanh người của hắn đang có từng luồng nguyên khí màu xám bốc lên, hai tay của hắn khép lại, nguyên khí màu xám trong lòng bàn tay tạo thành một vật thể có hình dáng giống như là đầu lâu. Cái đầu lâu kia hé miệng, hút không ngừng dòng lũ màu xanh ở phía trước vào bên trong miệng. Mà Chân Hư cũng thừa dịp này bắn mãnh liệt mà ra. Ba người trên đều thuộc về nhóm kiêu tử đỉnh tiên, bây giờ lại dốc hết toàn lực, thế nên tốc độ lập tức phóng đại, bắt đầu đuổi kịp nhóm người Võ Hoàng đang đi ở phía trước nhất. Mà ngay tại đằng sau của nhóm thứ nhất thì chính là đám người Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh. Tiêu Thiên Huyền dùng ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo mà nhìn thoáng qua Chu Nguyên đang ở phía cuối của đội ngũ, nơi khóe miệng cũng lộ ra vẻ cười lạnh, mà trong con mắt của cô ả Cổ Linh kia cũng hiện lên vẻ châm biếm. Hừ, muốn tiến lên được ở trong dòng lũ màu xanh này thì phải dựa vào sự hùng hồn của nguyên khí tự thân. Mặc dù sức chiến đấu của tên Chu Nguyên này cũng không tệ, nhưng dù sao cũng mới chỉ ở cảnh giới thiên quan. So về thời gian tích lũy thì hiển nhiên là không bằng chúng ta, thế nên bây giờ mới thể hiện ra sự yếu kém như vậy. Hiển nhiên là bọn hắn cũng không biết được Chu Nguyên là bởi vì sự biến mất của Yêu Yêu mà phân tâm, chỉ coi là nguyên khí của Chu Nguyên không đầy đủ, thế nên bị bức lùi lại phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh liếc nhau một cái, hai người đều nhìn thấy trong đôi mắt của nhau hiện lên vẻ vui sướng, có sức chiến đấu mạnh mẽ thì lại thế nào. Nếu như không thể qua được cửa ải trước mắt này thì hết thầy cố gắng trước đó của Chu Nguyên đều sẽ tan thành bọt nước. Hô, Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, áp chế sự lo lắng đối với Yêu Yêu xuống đáy lòng. Hắn không phải là người có tính do dự không quả quyết, bản thân Chu Nguyên cũng rất rõ ràng rằng, hiện tại chỉ lo lắng suông như vậy cũng chẳng hề có một chút tác dụng nào cả. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải đi tới tận cùng của ngọn Thánh Sơn kia. Ánh mắt của Chu Nguyên vượt qua dòng lũ màu xanh nhìn về phía bóng người của Võ Hoàng đang tiến lên phía trước không ngừng kia. Trong đôi mắt cũng hiện lên về lạnh lẽo, nếu đã như vậy. Thân thể của Chu Nguyên có chút co lại giống như một con báo săn đang sắp sửa vồ mồi, vậy liền thử thi đấu một lần xem sao. Xem ai là người đầu tiên tới được đỉnh của ngọn Thánh Sơn kia. Vào giờ phút này, đột nhiên một luồng nguyên khí màu ánh kim bộc phát ra những tiếng ầm vang dữ dội như núi lửa, phun trào từ bên trong cơ thể của Chu Nguyên ra bên ngoài. Vô số kiêu tử đều nhìn chăm chú vào ngọn Thái Sơn vô cùng hùng vĩ ở bên trong thánh tháp kia. Tất nhiên là bọn hắn cũng nhìn thấy được dòng lũ màu xanh đang trút xuống vô cùng vô tận từ trên bậc thang đá ấy. Cho dù là ở khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được một cách cực kỳ rõ ràng loại lực trùng kích như thế này kinh khủng tới mức nào. Tại dưới dòng lũ màu xanh ấy, có thể nói mỗi một vị kiêu tử liền trở nên yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mấy người Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân cũng thật là lợi hại. Dưới sự trùng kích của dòng lũ màu xanh này mà vẫn có thể thích ứng một cách nhanh chóng, bắt đầu vững bước hướng về phía trước. Không hổ là kiêu tử đỉnh tiên, đem bọn hắn so sánh cùng với những người khác thì hiển nhiên là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rất nhiều tiếng bàn luận vang lên xôn xao, trong đó có rất nhiều người chú ý tới Chu Nguyên đang rơi vào phía sau cùng của đội ngũ. Dù sao thì ở thời điểm vẫn còn ở Thánh Tích Chi Địa thì biểu hiện của Chu Nguyên cũng là cực kỳ chói mắt. Tên Chu Nguyên kia bị làm sao vậy nhỉ? Vậy mà lợi rơi xuống cuối cùng. Bản thân của tên Chu Nguyên này cũng chỉ có thực lực thiên quan cảnh, có thể nói bản thân hắn có lực bộc phát cực kỳ không tồi. Thế nhưng nếu như bàn về mức độ tích lũy của nguyên khí thì chỉ sợ là hắn không thể so sánh được với những người khác, thế nên ngay tại lúc này liền biểu hiện bình thường như thế. Như vậy xem ra thì chỉ sợ không qua bao lâu, thì hắn liền sẽ bị dòng lũ màu xanh đẩy ở ra khỏi thánh tháp, mất đi tư cách, nói thế nào thì đã có thể đi đến một bước này, người này cũng đã được coi là rất xuất sắc rồi. Đối với biểu hiện kém cỏi của Chu Nguyên thì đa phần mọi người đều có tâm thái cười trên nỗi đau khổ của người khác. Dù sao thì bọn hắn không có cách nào để tiến vào trong thánh tháp, từ đó không có cơ hội cướp đoạt được tạo hóa, thế nên bản thân bọn hắn cũng muốn trông thấy người khác không gặp may. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Thánh Tích Chi Địa, sứ giả của Thánh Cung có tên là Triệu Bàn kia, khi nhìn thấy Võ Hoàng đang ở vào vị trí dẫn đầu của nhóm thứ nhất, thì trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Tốt lắm, Võ Hoàng, cứ dũng cảm như vậy mà tiến tới, tiến thẳng lên đỉnh chóp của ngọn Thánh Sơn kia đi. Nếu đã muốn gia nhập vào Thánh Cung chúng ta thì phải dẫm đạp những kiêu tử khác ở dưới chân, trở thành kẻ mạnh mẽ nhất. Khuôn mặt của Triệu Bàn mang theo vẻ mỉm cười, ánh mắt thì hơi dịch chuyển xuống dưới, cuối cùng liền nhìn thấy bóng dáng của một người đang bị tụt hậu lại ở phía cuối cùng của đoàn người. Đồng thời nơi khóe môi cũng cong lên một vòng đầy vẻ châm chọc, quả nhiên là kẻ vô dụng. Trên căn bản là không xứng làm đối thủ của Võ Hoàng, Triệu Bàn lắc lắc đầu. Tên nhóc này, đến tột cùng thì đang làm cái gì? Vị sứ giả của Thương Huyền Tông tên là Mục Vô Cực kia thì đập lấy cái tẩu, cau mày mà nhìn qua thân ảnh của Chu Nguyên. Tuy nói nếu như muốn chống lại sự va chạm của dòng lũ màu xanh thì quả thực là cần nguyên khí bản thân phải vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng Mục Vô Cực lại không quá tin tưởng rằng Chu Nguyên lại bị ngăn cản khi chỉ mới đi tới một bước này. Chu Nguyên ơi là Chu Nguyên. Lão tiên sinh kia coi trọng ngươi như thế, bản thân ngươi cũng không thể thua kém như vậy được, không phải vậy thì ta làm sao trở về bàn giao với bên trên được đây. Mục Vô Cực hút một hơi thuốc, phun ra một luồng khói xanh từ trong lỗ mũi, ẩn trong màn sương khói ấy, thần sắc của hắn cũng trở nên nghiêm túc, hử. Bất quá ngay tại sau một khắc thì ánh mắt của Mục Vô Cực cũng ngưng tụ lại. Mà năm vị sứ giả khác cũng phát ra âm thanh kinh ngạc nho nhỏ, bởi vì với đôi mắt tinh tường của bọn hắn thì đều nhìn thấy được, chỉ trong một cái chớp mắt, bỗng nhiên có một luồng nguyên khí màu ánh kim cực kỳ mạnh mẽ bạo phát ra từ bên trong thân thể của Chu Nguyên. Mức độ cường đại của luồng nguyên khí này hoàn toàn không yếu hơn so với những kiêu tử đã bước vào cảnh giới thái sơ kia. Con mắt của Mục Vô Cực trở nên sáng ngời, cười mắng một tiếng, tên nhóc thối này, lại còn cố tình lùi về phía sau ra vẻ yếu thế. Rõ ràng là Mục Vô Cực hiểu lầm Chu Nguyên. Bản thân Chu Nguyên cũng hoàn toàn không có ý tứ này. Đây thuần túy là bởi vì sự biến mất của Yêu Yêu mới khiến cho Chu Nguyên bị thất thần, mất tập trung, từ đó mới bị dòng lũ màu xanh cuốn tới cuối cùng. Nhóc con, xuất ra bản lãnh chân chính của ngươi để cho ta xem một chút đi. Để cho ta nhìn xem, tại sao vị lão tiên sinh kia lại đề cử ngươi như vậy. Oanh, trên thang đá màu xanh, nguyên khí màu ánh kim bộc phát ra từ bên trong khí phủ của Chu Nguyên tựa như núi lửa. Luồng nguyên khí này mang đến lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, chảy xuôi tại toàn thân của Chu Nguyên. Mặc dù bây giờ Chu Nguyên chỉ có tu vi thiên quan cảnh trung kỳ, thế nhưng nếu như bàn về mức độ hùng hậu của nguyên khí thì dù cho có phải đối mặt với cường giả cảnh giới thái sơ, thì chỉ sợ hắn cũng đều không thua kém là bao. Dù sao, bất luận như thế nào thì tại lúc mà Chu Nguyên mới đột phá tới cảnh giới thiên quan, cục nguyên khí mà hắn tạo ra đã có thể cao tới hơn 400 trượng, đủ để so sánh với rất nhiều vị thiên quan cảnh hậu kỳ khác. Mà bây giờ trải qua một đoạn thời gian, tu vi của Chu Nguyên đã tiến thêm một bước, lại nương tựa theo khí phủ màu huyết hồng của bản thân cùng với việc tu luyện Thông Thiên Huyền Mãn Khí. Thế lên liền xem như thật muốn so sánh mức độ hùng hậu của nguyên khí với cường giả cảnh giới thái sơ thì Chu Nguyên cũng không hề sợ một chút nào. Oanh, nguyên khí màu ánh kim gào thét tại trên thân thể của Chu Nguyên, đánh thẳng vào dòng lũ màu xanh ở phía trước. Sự va chạm mạnh mẽ tạo ra một khe hở dài hơn một trượng ở trước mặt của Chu Nguyên. Đông, cùng lúc này, đột nhiên bước chân của Chu Nguyên cũng đạp mạnh, dựa vào phản lực bắn mạnh thân hình mà ra. Phanh phanh phanh, phản phất như dòng lũ màu xanh ở phía trước của hắn bị xé rách như một tấm vải. Sự va chạm của hai luồng nguyên khí phát ra âm thanh trầm thấp, tại trong vô số ánh mắt khiếp sợ kia, bước chân của Chu Nguyên vượt qua từng tầng thang đá, vô cùng nhanh chóng mà hướng về phía trước, tốc độ nhanh thật. Trong thánh tích chi địa bùng nổ ra vô số tiếng hô đầy kinh ngạc, trong mắt bọn họ, phảng phất như lúc này Chu Nguyên đã biến thành một chùm sáng màu ánh kim, phá vỡ dòng lũ màu xanh trùng điệp kia, không ngừng vượt qua những kiêu tử vốn đang ở vào phía trước của hắn, chỉ bất quá qua mấy chục giây ngắn ngủi. Chu Nguyên đã vượt qua hơn 100 bậc thang. Trực tiếp từ vị trí phía sau cùng nhảy lên tiếp cận với nhóm người thứ hai, Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh cũng đã nhận ra sự khác thường ở phía đằng sau. Ánh mắt của hai người quét qua, lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, bởi vì Chu Nguyên đã xuất hiện ở chỗ không xa sau lưng bọn họ. Tên khốn kiếp này uống thuốc kích thích hay sao? Làm sao tự nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt của Tiêu Thiên Huyền vô cùng khó coi, nói. Ban đầu khi chứng kiến Chu Nguyên bị dòng lũ màu xanh đẩy về phía sau cùng thì Tiêu Thiên Huyền coi là sự tích lũy về mặt nguyên khí của Chu Nguyên không đủ, nhưng bây giờ nhìn lại thì loại trình độ hùng hồn như thế này không hề kém hơn chút nào so với cường giả cảnh giới Thái Sơ, hắn chỉ là cậy mạnh mà thôi. Có lẽ đây chỉ là triệt để bộc phát ra nguyên khí bên trong cơ thể, dựa vào đó để một hơi lao lên phía trước, nhìn như rất mạnh nhưng bất quá lại không thể nào kéo dài được, Cổ Linh cười lạnh, nói. Nếu như quả thật như vậy thì thực sự là ngu xuẩn, bậc thang đá ở trước mắt này dài tới mức không thể nhìn thấy cuối cùng. Muốn lao ra khỏi thì không biết là cần bao lâu, hắn làm loạn như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bị khô kiệt nguyên khí. Đến lúc đó liền sẽ bị đẩy ra khỏi thánh tháp, trực tiếp mất đi tư cách, bản thân Cổ Linh cũng có ân oán cực sâu đối với Chu Nguyên. Thế nên đương nhiên là sẽ không muốn gặp Chu Nguyên có thể thuận lợi, thế nên rất nhiều ý nghĩa đều hướng về phía tiêu cực. Chỉ hận không thể khiến cho Chu Nguyên càng thêm thê thảm, từ đó giải tỏa oán khí tích tụ ở bên trong lòng cô ta. Tiêu Thiên Huyền nghe vậy thì gật đầu. Trước đó hắn bị Chu Nguyên đánh vào thể nội oán long độc khiến cho sống không bằng chết, nếu như không phải cuối cùng có Võ Hoàng hỗ trợ thì chỉ sợ thật sự là sẽ bị giày vò cho đến chết. Bất quá cũng may là trong họa có phúc, bọn hắn đạt được một chút tạo hóa, vì vậy mới có tư cách để tiến vào bên trong tòa thánh tháp này. Trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Ánh mắt của Tiêu Thiên Huyền cũng trở nên lạnh nhạt mà nhìn xem thân ảnh của Chu Nguyên đang không ngừng phá vỡ dòng lũ màu xanh mà tiến về phía trước. Với ý đồ là muốn nhìn thấy cảnh tượng chật vật của đối phương khi nguyên khí bị hao hết, bất quá, rõ ràng là sự chờ đợi của hắn là không có kết quả. Thần sắc của Chu Nguyên vô cùng bình tĩnh, căn bản là nhìn cũng không từng nhìn qua. Nguyên khí màu ánh kim phun trào, đập nát không ngừng dòng lũ màu xanh ở phía trước, vững bước mà lên, cấp tốc lướt qua từng bậc thang đá ở dưới chân. Lúc này thì khoảng cách giữa hắn và nhóm người thứ hai của Tiêu Thiên Huyền đã chỉ còn mấy chục bậc thang. Sắc mặt của Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh đã có chút khó coi, nhưng mà căn bản là Chu Nguyên chưa từng để ý tới hai người bọn họ. Bước chân vẫn đều bước về phía trước, chỉ qua bất quá 2 phút đồng hồ thì thân hình hắn đột nhiên cất cao, tại trong vô số những tiếng kinh hô kia sát nhập vào trong nhóm người thứ hai, đứng ngang hàng cùng với đám người Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh. Chu Nguyên cũng không quá để ý tới những ánh mắt kinh dị của người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại mấy trăm bậc thang ở phía trước kia, chính là một nhóm kiêu từ đỉnh tim đang thi triển thần thông, bay vút về phía trước, 3 người Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Chân Hư cũng là bám theo sát nút, mà lúc này, sự chênh lệch giữa những kiêu tử này cũng dần dần hiện ra. Những kiêu tử ở nhóm người thứ nhất đang từ từ bỏ xa đám người ở phía sau, nhìn cảnh này chỉ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, Chu Nguyên híp 2 mắt lại. Lúc trước hắn rớt lại phía sau một bước, nếu như lúc này muốn đổi theo thì hiển nhiên là cần phải bỏ ra cố gắng càng lớn hơn. Hô, một hơi sương trắng phun ra từ trong miệng của Chu Nguyên. Mà lúc này ánh mắt của hắn cũng trở nên cực kỳ lăng lệ, nguyên khí màu ánh kim mang theo từng tia đỏ sậm, dần dần dâng lên từ trong thể nội mà ra. Chỉ qua một cái chớp mắt tiếp theo, chân tay Chu Nguyên đạp mạnh, thân hình theo đó bắn mãnh liệt mà ra. Mà dòng lũ màu xanh ở phía trước cũng bị xé rách một cách thô bạo. Đám người Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh thì trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên tăng vọt tốc độ chỉ trong nháy mắt, đến lúc này thì bọn hắn cũng đã biết được, thì ra lúc trước Chu Nguyên vẫn còn chưa dùng hết toàn lực, làm sao có thể như vậy được. Nói thế nào thì hắn cũng mới chỉ có cảnh giới thiên quan thôi mà, trong lòng của Tiêu Thiên Huyền vang lên từng tiếng gầm thét, một cảm giác vô lực dần dần lấp đầy, nhưng mà cũng không có người để ý tới thái độ khác thường của hắn. bởi vì lúc này đang có rất nhiều kiêu tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua thân ảnh của Chu Nguyên. Lúc này, nguyên khí màu ánh kim phun trào xung quanh thân hình của Chu Nguyên khiến cho phảng phất như hắn đã biến thành một con mãng xà màu vàng vô cùng to lớn. Mãng xà đón lấy dòng lũ màu xanh đang trút xuống không ngừng kia, anh dũng mà lên. Phảng phất như ở tại phía trước kia có cánh cửa có thể giúp cho nó lột xác từ rắn hóa rồng. Oanh, trong nháy mắt đó, phảng phất như dòng lũ màu xanh đều ngưng trệ lại. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, bước chân của Chu Nguyên đã sang bằng khoảng cách mấy trăm bậc thang, mà động tĩnh lớn như vậy cũng dẫn tới sự chú ý của những kiêu tử đỉnh tim đang dẫn đầu ở phía trước. Lúc này bọn họ đều quay đầu lại, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn qua bóng dáng phảng phất như hóa thành một con mãng xà màu vàng đang đuổi sát theo kia của Chu Nguyên. Tên này, trên mặt Diệp Minh lộ ra vẻ kinh hãi. Người này, thật có ý tứ, Lý Thuần Quân lẩm bẩm nói. Chỉ có cảnh giới thiên quan, vậy mà có thể đuổi kịp được chúng ta, kẻ này cực kỳ bất phàm. Tên Ninh Chiến kia cũng phát ra tiếng thán phục sợ hãi. Lục La thì đang bận bịu dùng tốc độ lớn nhất để phá vỡ dòng lũ, nhưng cũng không quên hô lên, Chu Nguyên cố lên. Thật đúng là bị hắn đuổi kịp mất rồi, quả thực là vẫn có chút bản lĩnh đấy chứ. Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Khâu Thanh Ngư hơi nhếch lên, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên, mà Võ Hoàng đang ở phía trước nhất cũng hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng người vàng ống đang cấp tốc đuổi theo ở phía sau kia, trong mắt cũng lướt qua một tia sáng lạnh lẽo. Chu Nguyên, quả nhiên là ngươi vẫn gấp gáp không chịu nổi mà chạy tới chịu chết hay sao? Vù, thân hình của Chu Nguyên, tưởng như một con mãng xà màu vàng cực kỳ to lớn, mạnh mẽ phá vỡ dòng lũ màu xanh đang trút xuống điên cuồng kia mà hướng về phía trước. Từng bậc thang đá lùi không ngừng về phía sau ở dưới bàn chân của Chu Nguyên. Chỉ qua bất quá mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà Chu Nguyên đã thể hiện ra lực bộc phát cực kỳ kinh người. Từ vị trí sau cùng của đoàn người kia đã nhảy lên vượt xa nhóm người thứ hai, thậm chí bây giờ đã bắt đầu đuổi kịp nhóm người thứ nhất. Động tĩnh lớn như vậy cũng hiển nhiên là đã gây ra sự chú ý cũng như bàn luận xôn xao ở bên ngoài Thánh Tích Chi Địa. Bởi vì ai nấy đều rõ ràng một điều rằng, nếu như muốn tiến lên phía trước dưới sự trùng kích mạnh mẽ của dòng lũ màu xanh này thì nhất định phải nhờ cậy vào độ hùng hậu của nguyên khí tự thân. Nếu như tu vi nguyên khí không đủ thì sẽ chỉ làm cho sức lực của mình dần dần cạn kiệt, cho đến cuối cùng bị dòng lũ đẩy ra khỏi thánh tháp. Thế nhưng đối với Chu Nguyên mà nói thì sự bùng phát cực kỳ kinh người lúc trước của hắn lại không hề có dấu hiệu suy yếu mà ngược lại, càng ngày càng trở nên hung mãnh. Điều này khiến cho vô số người phải trợn mắt há hốc mồm, làm sao có thể như vậy được? Hắn chỉ là một tên thiên quan cảnh mà thôi, tại sao lại có thể có nguyên khí hùng hậu như vậy được, rất nhiều kiêu tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa, trên khuôn mặt vốn luôn luôn nghiêm nghị của Mục Vô Cực lại hiện lên nụ cười vui mừng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào bóng hình đang di chuyển không ngừng ở bên trong quan kính kia, lẩm bẩm nói, chỉ có cảnh giới thiên quan mà đã có thể có nguyên khí hùng hậu như vậy. Điều này cho thấy lúc hắn mở khí phủ thì tất nhiên là phẩm chất cũng không hề thấp. Tối thiểu nhất cũng là khí phủ màu tím, thậm chí là khí phủ màu vàng. Chỉ là không biết khí phủ màu vàng có phẩm chất gì, khí phủ màu vàng cơ đấy, thảo nào mà sẽ được lão tiên sinh kia chọn trúng. Mục Vô Cực cười lên, tuy nói phẩm chất của khí phủ khi tiến hành xông phá khí phủ càng cao cũng không thể đại biểu được tương lai của chủ nhân càng thêm tốt đẹp, vậy nhưng chung quy lại thì cũng có thể khiến cho trong giai đoạn này, chủ nhân của khí phủ có lợi thế dẫn trước một bước, đồng thời cũng chỉ ra được thiên phú của bản thân. Lúc này thì tâm tình của Mục Vô Cực cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng lên, nhìn lướt qua tên sứ giả Triệu Bàn của Thánh Cung kia, cười híp cả mắt mà nói, xem ra là con mắt của Triệu Bàn ngươi cũng là thường xuyên mù lòa. Mục Vô Cực vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tràn đầy vẻ miệt thị của Triệu Bàn khi nhìn thấy Chu Nguyên vào lúc trước, khuôn mặt của Triệu Bàn cũng không có biểu hiện gì, chỉ là nói, ngươi cao hứng quá sớm rồi đấy. Tên Chu Nguyên kia có thể đuổi theo thì lại như thế nào? Chờ đến khi thật sự chọc giận Võ Hoàng thì chỉ e tên kia cũng chẳng còn mạng mà đi ra. Mục Vô Cực gõ gõ cái tẩu thuốc, nói, ngược lại, bản thân ta lại cảm thấy sự tình sẽ không hề diễn ra giống như người nói. Triệu Bàn cười một tiếng đầy mỉa mai, trong giọng nói tràn đầy về âm u, chỉ hy vọng đến khi thằng nhãi kia bị Võ Hoàng chém giết thì ngươi vẫn còn có thể nói được như vậy. Mục Vô Cực cũng cười một tiếng lạnh lẽo, đưa ánh mắt nhìn về phía quan kính, vậy hai ti liền chống mắt lên mà xem đi, ầm ầm. Phản phất như dòng lũ màu xanh có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang trút xuống dưới. Dòng lũ này là do nguyên khí trong thiên địa biến thành, nếu như bị va chạm một cách chính diện thì cho dù là một tòa núi cao thì cũng sẽ bị san bằng chỉ trong nháy mắt, mà lúc này, ở trên bậc thang đá màu xanh nhìn không thấy cuối cùng kia, đang có mấy chục bóng người giãy giụa đau khổ chống lại sự va chạm của dòng lũ mà cố gắng tiến về phía trước. Cũng vào lúc này, cân nặng của Chu Nguyên đã chân chính tiến vào trong nhóm người thứ nhất. Bây giờ thì ở trong nhóm người thứ nhất, dẫn đầu là ba người Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân. Ở giữa ba người này có khoảng cách tầm 10 bậc thang, lại ở tiếp phía sau thì chính là những kiêu tử đỉnh tiêm khác. Mà khoảng cách giữa họ cũng không lớn. Sau khi tiến vào trong nhóm người thứ nhất thì tốc độ xông lên của Chu Nguyên cũng chậm dần lại. Trên trán của hắn cũng xuất hiện một chút mồ hôi, hiển nhiên là loại bộc phát như lúc trước cũng tạo thành mức độ tiêu hao cực lớn về thể lực cho Chu Nguyên. Nếu như không phải Chu Nguyên có được khí phủ màu huyết hồng, từ đó có thể tích lũy được một lượng nguyên khí vô cùng hùng hậu thì chỉ sợ là trong quá trình xông lên đã sớm hao hết nguyên khí, bị dòng lũ màu xanh cuốn đi. Thế nhưng cho dù như vậy, thì lúc này nguyên khí bên trong khí phủ của Chu Nguyên cũng đã bị tiêu hao một lượng vô cùng lớn. Thế nên sau khi đã đuổi kịp nhóm người thứ nhất thì hắn không lựa chọn việc tiếp tục bộc phát, mà là bắt đầu chậm lại tốc độ, hồi phục nguyên khí, chuẩn bị cho mọi tình huống, dù sao ai cũng không thể biết được tới đây sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa. Phù, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên thang đá màu xanh nhìn không thấy cuối cùng kia, tâm tình dần dần bình ổn lại. Sau đó hô hấp của hắn bắt đầu trở nên kéo dài. Nếu như quan sát kỹ thì có thể thấy lúc hít vào, lồng ngực của Chu Nguyên có chút co lại, mà nguyên khí bên trong thiên địa cũng theo đó hóa thành một sợi khói trắng bay vào bên trong thể nội của Chu Nguyên. Long hấp thuật, đây cũng chính là nguyên nhân vì cái gì mà Chu Nguyên không thèm để ý tới mức độ tiêu hao kịch liệt của nguyên khí, lúc trước bộc phát một cách điên cuồng như vậy, bởi vì nhờ vào tác dụng khôi phục nguyên khí với tốc độ cực nhanh của Long hấp thuật, hắn có thể bổ sung lại lượng nguyên khí đã bị tiêu hao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Mà dưới loại tốc độ khôi phục như thế này thì nguyên khí đang phun trào quanh thân Chu Nguyên cũng lại một lần nữa trở nên hùng hồn. Điều này khiến cho những ánh mắt đang thời khắc chú ý tới Chu Nguyên đều không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Ban đầu thì vốn có rất nhiều người đều coi là, trải qua sự bùng phát mạnh mẽ ở lúc trước thì hẳn là Chu Nguyên sẽ không thể chống đỡ được quá lâu liền sẽ bị dòng lũ cuốn đi. Thế nhưng nào ngờ tới tốc độ khôi phục nguyên khí của Chu Nguyên lại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Không những vậy mà Chu Nguyên còn đứng vững bước chân một cách nhanh chóng ở trong nhóm người thứ nhất. Dòng lũ màu xanh vẫn trút xuống một cách không ngừng nghỉ như trước, mà theo thời gian trôi qua thì tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, cường độ va chạm của dòng lũ màu xanh đang dần dần mạnh lên. Đối mặt với loại tình huống như thế này thì ngay cả rất nhiều kiêu tử đỉnh tiêm ở trong nhóm người thứ nhất cũng có chút bối rối, sắc mặt càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được nguyên khí ở bên trong cơ thể đang bị tiêu hao với tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Trong khi đó thang đá màu xanh ở phía trước mặt lại vẫn nhìn không thấy được điểm cuối cùng, thời gian đã đi qua một nén nhang kể từ khi Chu Nguyên gia nhập vào nhóm người thứ nhất. Oanh! Đột nhiên, thần sắc của Chu Nguyên có chút biến hóa. Hắn hơi nhíu mày lại mà nhìn về phía trên, tự hồ như lúc trước hắn đã có thể cảm giác được một chút chấn động cực kỳ nhỏ bé. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo thì con ngươi của Chu Nguyên lại đột nhiên co rút lại, sắc mặt cũng biến đổi. Bởi vì hắn đã nhìn thấy ở ngay tại dòng lũ màu xanh phía trước lại bỗng nhiên có một cơn sóng cao chừng hơn 100 trượng đang chồng chất lên nhau, sau đó mang theo uy thế cực kỳ mạnh mẽ mà đập hung hăng về phía tất cả mọi người. Cơn sóng lớn màu xanh này cũng là do nguyên khí của thiên địa cực kỳ tinh khiết biến thành, mạnh mẽ vô cùng, chỉ nhìn qua thôi cũng đã có thể cảm nhận được uy thế đáng sợ của nó. Chứng kiến được đột nhiên có một cơn sóng lớn xuất hiện, sắc mặt của đám người Võ Hoàng, Diệp Minh cũng đều biến đổi. Bởi vì cơn sóng này tới một cách quá mức đột ngột, khiến cho bọn hắn có chút trở tay không kịp. Oanh! Còn trước đợi đến lúc mà bọn hắn có thể kịp thời tăng cường nguyên khí bảo vệ thì con sóng lớn màu xanh này đã đập ầm ầm xuống. Chỉ trong nháy mắt nói thôi mà lực va chạm đã tăng vọt tới mấy lần. Ầm ầm! Đối mặt với sự va chạm mạnh mẽ tới mức này thì ngay cả những người có thực lực mạnh mẽ đang dẫn đầu như đám người Võ Hoàng cũng không nhịn được mà chấn động thân thể, bị đẩy lùi liên tiếp về phía sau. Bất quá cũng may là nội tình của bọn hắn hùng hậu, cuối cùng cũng có thể cố gắng mà ngừng lại thân hình, phanh phanh, mà những kiêu tử đỉnh tiêm ở sau lưng bọn hắn cũng đều phải chịu đựng lực va chạm cực kỳ mạnh mẽ kia, ai ai cũng phải liều mạng mà bám chặt vào bậc thang đá ở dưới chân. A! Sóng lớn đập qua, bất chợt lại có một tiếng thét chói tai vang lên, ánh mắt của Chu Nguyên quay về phía sau nhìn lại thì chỉ thấy thân hình mềm mại của Tả Khâu Thanh Ngư bay ngược ra ngoài, vốn dĩ cô nàng này có thân pháp cực kỳ cao siêu, có thể tránh đi rất nhiều lực trùng kích, thế nhưng con sóng lúc trước tới quá mức đột ngột khiến cho bước tiến của nàng bị làm cho rối loạn, thế là thân hình bất ổn bị dòng lũ màu xanh lôi cuốn, theo dòng lũ bị cuồn cuộn về phía cuối của thang đá. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp như hồ ly của Tả Khâu Thanh Ngư kia cũng trở nên tái nhợt, nàng cố gắng muốn ổn định lại thân hình, thế nhưng lại liên tục bị dòng lũ màu xanh đang đánh tới không ngừng kia chấn động khiến cho nguyên khí bên trong cơ thể không thể ngưng tụ được. Cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ có thể từ bỏ một cách tiếc nuối. trong con ngươi cũng tràn đầy vẻ không cam lòng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đã đi tới một bước này mà vẫn thất bại. Vù, bất quá ngay tại trong nháy mắt mà Tả Khâu Thanh Ngư muốn từ bỏ thì bất chợt có một tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy có một dải lụa màu trắng bắn mãnh liệt mà đến, chui vào bên trong dòng lũ màu xanh, trực tiếp cuốn lấy bờ eo thon gọn tinh tế của nàng. Tả Khâu Thanh Ngư kinh ngạc nhìn sang, thì chỉ thấy cách đó không xa, ở trên bậc thang đá, Chu Nguyên đang cầm trong tay Thiên Nguyên Bút, mà lúc này ở phía đầu ngòi bút đang có từng sợi lông tơ màu trắng như tuyết duỗi ra không ngừng, hợp thành một dải lụa màu trắng cuốn lấy thân hình của nàng. Chu Nguyên cắn răng, cố gắng chống lại lực va chạm của dòng lũ ở phía trước, nhẹ nhàng lắc Thiên Nguyên Bút một cái, lông tơ cuốn về mang theo Tả Khâu Thanh Ngư bay tới, lông tơ lùi về đầu ngòi bút, mà theo đó thân hình của Tả Khâu Thanh Ngư cũng nằm nhoài ở trên lưng của Chu Nguyên. Đôi bàn tay trắng hồng ôm thật chặt lấy cổ của Chu Nguyên, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận không ngừng thở dốc. Không có sao chứ? Chu Nguyên có chút không thích ứng mà xê dịch thân thể, cảm thụ được sự mềm mại cùng nhiệt độ truyền đến ở phía sau lưng khiến cho hắn hơi có vẻ xấu hổ. Tả Khâu Thanh Ngư cũng là có chút chưa tỉnh táo lại. Trải qua một lát mới dần dần hồi phục lại, đôi mắt của nàng tràn đầy vẻ cảm kích mà nhìn về phía một bên mặt của Chu Nguyên, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Bản thân Tả Khâu Thanh Ngư cũng rất rõ ràng, việc Chu Nguyên cứu nàng lúc trước cũng là phải chịu đựng mức độ nguy hiểm rất lớn, bởi vì dòng lũ màu xanh vẫn đang không ngừng va chạm, Chu Nguyên vừa phải chống đỡ lại sự va chạm này, vừa phải kéo lại nàng. Một khi không cẩn thận khiến cho nguyên khí bên trong cơ thể bị đánh tan không cách nào ngưng tụ thì trên cơ bản cũng đồng nghĩa với việc bị đá ra khỏi thánh tháp. Chu Nguyên cười một tiếng, nói, cô đã từng có một lần cứu được Yêu Yêu thì đương nhiên là ta cũng muốn trả ơn. Nỗi lòng của Tả Khâu Thanh Ngư dần bình phục lại, lập tức lại khôi phục bản tính tiểu yêu nữ của ngày thường. Nàng cười hì hì một tiếng, thổi nhẹ một hân hơi vào lỗ tai của Chu Nguyên, nói, đột nhiên cảm thấy ngươi cũng thật đẹp trai. Nếu không cùng ta trở về Tả Khâu gia làm con rể đi. Khóe miệng của Chu Nguyên giật một cái, có nhất thiết cần phải buông thả như thế không? Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Chu Nguyên thì Tả Khâu Thanh Ngư cũng cười khanh khách lên. Nàng có chút cúi đầu, mở ra cái miệng nhỏ hồng nhuận phơn phớt, nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Chu Nguyên. Cảm thụ được cảm giác mềm mềm ấm ấm truyền đến ở nơi vành tai khiến cho suýt chút nữa thì gót chân của Chu Nguyên không đứng vững mà ngã vào bên trong dòng lũ màu xanh. Hì hì, đây coi như là tiền công mà ta trả ơn cho ngươi. Tiếng cười thanh thúy tràn đầy vẻ giáo hoạt của Tả Khâu Thanh Ngư truyền tới, mà thân thể mềm mại của nàng cũng uốn éo một chút, hóa thành một bóng dáng màu xanh lướt đi, tựa như con cá bơi lội, lại một lần nữa hòa vào dòng lũ màu xanh, hướng thẳng về phía trên. Chu Nguyên có chút dở khóc dở cười mà nhìn qua bóng hình xinh đẹp của cô nàng đang dần dần đi xa, không nhịn được mà lắc lắc đầu, thật là một cô tiểu yêu tinh. Tốt bụng cứu cô mà lại cũng dám đùa bỡn ta. Cơn sóng màu xanh xuất hiện đột ngột đã trực tiếp đẩy mấy vị kiêu tử ra khỏi thánh tháp, điều này cũng khiến cho tất cả kêu tử nhấc lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng, không ai còn dám thư giãn một chút nào nữa. Hiển nhiên, muốn leo lên được tới điểm cuối cùng của thang đáy màu xanh này cũng khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Thế là, đoạn đường trèo lên bậc thang của phần lớn kiêu tử càng thêm gian nan, không những phải chống cự lại lực va chạm không ngừng của dòng lũ mà thỉnh thoảng còn phải cẩn thận chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của những cơn sóng hội tụ thành thủy triều ập tới. Lực va chạm này mạnh tới mức đủ để phá núi đoạn cây. Thế nên mỗi một lần mà cơn sóng màu xanh xuất hiện thì đám người Chu Nguyên nhất định phải ngưng tụ tất cả nguyên khí để chống đỡ, mà kể từ đó thì tốc độ tiêu hao của nguyên khí cũng tăng lên gấp bội. Đến lại thời điểm này thì ngay cả một chút kiêu tử đỉnh tim thì sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì bọn hắn cảm giác được, nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ tới thời điểm mà nguyên khí của bọn hắn hao hết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi nào thì mới tới được điểm cuối cùng của thang đá màu xanh này? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn qua thang đá vẫn mãi không nhìn thấy điểm cuối cùng kia, trong lòng thì kêu khổ không ngừng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa thì 6 vị sứ giả cũng đang nhìn quan kính một cách chăm chú. Với tốc độ tiêu hao nguyên khí như thế này thì chỉ sợ sau khoảng 3 nén hương, bọn hắn liền sẽ đạt tới mức chịu đựng cực hạn. 6 vị sứ giả chính là cường giả cảnh giới thần phủ. Ánh mắt tinh chuẩn cực kỳ, chỉ cần liếc mắt liền đã nhìn ra khả năng tiếp nhận cực hạn của đám người. Quả thực là rất khó để có thể leo lên những bậc thang đá này. Đối mặt với dòng lũ màu xanh đang trút xuống không ngừng kia thì ngay cả 6 vị sứ giả đều lắc đầu. Bọn hắn cũng cảm giác được, nếu để cho mình áp chế thực lực đến cùng cấp độ với đám người Võ Hoàng thì chỉ sợ đều không nhất định có thể kiên trì trong khoảng thời gian lâu như vậy. Bởi vậy cũng có thể thấy được, trên con đường tu đạo, rốt cuộc cần phải trải qua vất vả gian nan tới nhường nào. Tiếp theo đây thì chỉ sợ cũng phải xem, trong bọn hắn đến tột cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Rất nhanh đã qua khoảng thời gian 2 nén hương, mà lúc này đây, trên thang đá màu xanh kia, vốn ban đầu có khoảng hơn 10 người cũng đã giảm mạnh, những người ở trong nhóm người đằng sau đã liên tục bị dòng lũ màu xanh phá tan, đẩy ra khỏi thánh tháp, số lượng người có thể chống đỡ được cho tới lúc này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền xem như những kiêu tử đỉnh tiêm ở trong nhóm người thứ nhất cũng không thể thoải mái như lúc ban đầu. Thân hình cũng không ngừng lung lay, Bất chợt có một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ phía đằng sau. Chỉ thấy Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh không thể kiên trì được nữa. Khi một cơn thủy triều màu xanh ập tới thì hai người liền bị cuốn vào bên trong dòng lũ. Hai người cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết tràn đầy vẻ không cam lòng, bị dòng lũ va chạm đến mức mặt mũi bầm dập, cuối cùng bị đẩy ra khỏi thánh tháp. Đến tận đây, ngoại trừ những đỉnh tiêm kiêu tử ở nhóm người thứ nhất thì những kiêu tử còn lại mà lúc trước cùng tiến vào bên trong thánh tháp đã hầu như không còn ai, kết cục toàn quân bị diệt. Kết quả tàn khốc này làm cho những kiêu tử đang đứng xem ở bên trong thánh tích chi địa đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí có người còn cảm thấy may mắn lúc trước không có tư cách gia nhập vào trong thánh tháp. Bằng không thì chỉ e là cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Trên thang đá màu xanh chỉ còn lại mấy kiêu tử đỉnh tim ở phía trước nhất, vẫn còn tại cắn răng chèo chống dưới sự va chạm của dòng lũ màu xanh. Thế nhưng nhìn qua thì tình huống của bọn hắn cũng không quá tốt, nguyên khí phun trào quanh thân cũng đã không còn sáng tỏ hùng hồn như lúc ban đầu. Đến tột cùng thì lúc nào mới có thể đi tới điểm cuối cùng của cái bậc thang nát này cơ chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục La hơi trắng bệch, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mắng một tiếng. Ở nơi bả vai của cô bé, con băng điểu có tên Tiểu Hàn kia cũng có chút uể oải, hiển nhiên là cũng đã bị tiêu hao quá lớn. Những người khác im lìm không lên tiếng. Nhưng hiển nhiên là trong lòng bọn họ cũng đang mắng thầm đường lên núi này quả thực khó khăn đến mức biến thái. Hả? Khi mà mọi người ở đây còn đang oán trách trong lòng thì bỗng nhiên, ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ thấy ở bên cạnh của bậc thang đá phía trước cách đó không xa lại có một cái bệ đá rộng rãi đang trôi nổi lơ lửng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đã đến điểm cuối cùng rồi? Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ông thái độ hy vọng cùng xem xét. Theo thời gian dần trôi qua, đám người cũng đã tiếp cận được tòa bệ đá đang lơ lửng tại bên cạnh bậc thang đá ở cách đó không xa kia. Ánh mắt của đám người quét tới thì chỉ thấy chính giữa tòa bệ đá có một tòa bia đá. Trên tấm bia đá có khắc rõ những văn tự cổ xưa, tản ra quang mang, tự hồ là có khắc rõ ràng một đạo nguyên thuật, đám người nhìn sơ qua thì cũng nhận ra một cách mơ hồ. Tại bên trên đỉnh chóp của bia đá còn có chữ viết, ánh mắt của đám người Chu Nguyên nhìn về phía đỉnh của bia đá thì quả nhiên là nhìn thấy một nhóm văn tự cổ xưa, bệ đá thánh thê có 9 đài. Kẻ tiến vào được bảo, không thể ra, đám người thì thầm một tiếng. Ánh mắt cũng hiện lên vẻ do dự, đây là nói tổng cộng có 9 tòa bệ đá thánh thê hay sao? Tòa bệ đá trước mắt này mới tính là tòa thứ nhất. Tiến vào bên trong bệ đá liền có thể nhận được bảo vật, nhưng ngược lại cũng lại không thể trở ra. Có nghĩa là nếu như đã lựa chọn tiến vào cũng đồng nghĩa với việc không cách nào đi tới những tòa bệ đá thánh thê tiếp theo, ánh mắt của Chu Nguyên lập lòe. Trong lòng cũng có đôi chút sáng tỏ. Chỉ sợ cái này cũng coi như một phần ban thưởng cho những người đã có thể kiên trì đi tới một bước này. Bất quá, hiển nhiên là càng kiên trì đến phía sau thì bảo bối ở bên trên bệ đá cũng sẽ càng tốt hơn. Những kiêu tử đỉnh tim ở đây đều là người thông minh, cũng rất nhanh đều có thể nghĩ tới điều này. Lúc này đều cắn răng không lựa chọn lưu lại mà là tiếp tục hướng về phía trước. Trong lòng những người này đều tồn tại một cổ kiêu ngạo, không cho phép bọn hắn có thể dừng bước lại khi mới chỉ đi tới nơi đây. Thế là bọn hắn lại một lần nữa cắn răng đi về phía trước. Ầm ầm, tại những vị kiêu tử đỉnh tim này đang dốc sức mà đi tới, qua thời gian nửa nén hương về sau, bọn hắn đã liên tiếp gặp 3 tòa bệ đá. Bất quá chỉ do dự trong chốc lát thì tất cả mọi người đều lựa chọn tiến về phía trước, bọn họ đều muốn lại cố gắng kiên trì thêm một chút nữa. Đến lúc đó nhận được phần thưởng cũng sẽ càng lớn hơn. Theo thời gian chuyển dời, bước chân của đám người cũng trở nên vô cùng nặng nề, chỉ nhấc chân thôi cũng đã chậm chạp đi rất nhiều. Giống như trên lưng mỗi người đang phải cõng theo một ngọn núi lớn mà leo lên. Rốt cuộc thì tòa bệ đá thứ 5 cũng đã xuất hiện ở phía trước. Vị kiêu tử của Đông Huyền Đại Lục tên là Trúc Anh kia đã có chút không ổn, gương mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gót chân đều là tại như nhũng ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào tòa bệ đá thánh thê thứ 5 kia, trong mắt cũng có ánh sáng lập lòe không yên. Cuối cùng, cô ta thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, biết được bản thân đã tới mức cực hạn. Nếu như lại tiếp tục cố gắng leo lên thì tất nhiên là sẽ bị dòng lũ màu xanh cuốn đi, đến lúc đó thì cái gì cũng chẳng chiếm được, thế là cô ta quát nhạt một tiếng, thân hình lao ra cực nhanh. Chỉ qua mấy cái chớp mắt đã rơi vào phía trên bệ đá kia, Hiển nhiên là cô ta không có ý định tiếp tục tiến lên, mà chỉ cần lấy được phần tạo hóa ở phía trên bệ đá này là đã có thể được rồi. Hừ, nhìn chằm chằm vào ngươi đã rất lâu rồi. Cũng đã đến lúc phải tính toán một chút mấy món nợ nần lần trước rồi. Mà ngay tại lúc mà Trúc Anh lao về phía tòa bệ đá thánh thê thứ 5, thì Lục La cũng hừ lạnh một tiếng, lại cũng thoát ly thang đá mà rơi vào phía trên tòa bệ đá kia. Lục La cũng không phải hành động theo cảm tính mà là bởi vì cô bé cũng hiểu biết tình huống hiện tại của bản thân. Nếu như tiếp tục kiên trì như vậy thì chỉ sợ là không cách nào chống đỡ cho tới lúc trông thấy được tòa bệ đá thứ 4. Nếu như đã như vậy thì liền phải tranh đoạt một chút tạo hóa ở tòa bệ đá thứ 5 này. Ngươi! Nhìn thấy Lục La vậy mà hướng về chỗ bệ đá mà mình đã lựa chọn, ánh mắt của Trúc Anh lập tức trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết thì ta liền cho ngươi được toại nguyện. Cử động của hai người cũng lập tức dẫn tới âm thanh xôn xao ở bên trong thánh tích chi địa, vô số ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, lại muốn đánh nhau rồi. Ủng hộ cho tiểu quận chúa. Cố lên! Đánh bài nữ nhân kia đi. Phần tạo hóa của thánh tích chi địa này là của Thương Mang Đại Lục chúng ta. Người của Đông Huyền Đại Lục không có tư cách nhúng chàm, liên tiếp âm thanh vang lên không ngừng ở bên trong thánh tích chi địa. Hiển nhiên là tất cả mọi người đều đang ủng hộ Lục La, nhất trí đối ngoại, mà tại trên bậc thang đá. Mấy người Chu Nguyên cũng là bởi vì cử động của hai cô gái mà hơi dừng lại một chút. Bất quá chỉ sau một lát liền tiếp tục trèo lên bậc thang mà đi. Lục La, cẩn thận đấy, Chu Nguyên nhắc nhở một tiếng. Lục La lắc tay nhỏ, nói, huynh yên tâm đi. Muội sẽ không để cho cô ta lại có cơ hội lợi dụng giống như lần trước. Chu Nguyên thấy thế thì cũng không nói thêm lời nào, tiếp tục trèo lên bậc thang mà đi. Theo thời gian dần trôi qua đã bỏ xa tòa bệ đá thứ 5 lại ở dưới đằng sau, ánh mắt của hắn cũng dần trở nên sắc bén. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, thời điểm kịch liệt nhất trên quãng đường lên núi này cũng bắt đầu xuất hiện, dòng lũ không ngừng mà trút xuống trên bậc thang đá màu xanh dài dằng dặc. Mà số lượng những người còn có thể kiên trì cho tới tận bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có chừng 10 người mà thôi, những người này đều là kiêu tử đỉnh tiêm. Sự tích lũy vô cùng hùng hậu mới có thể kiên trì cho tới tận bây giờ. Tại lúc mà đoàn người gặp phải tòa bệ đá thứ 5 thì Lục La cùng Trúc Anh đều lựa chọn lưu lại, tranh đoạt phần tạo hóa của tòa bệ đá thứ 5 này, mà những người còn lại thì vẫn tiếp tục ra sức hướng về phía trước. Bất quá mặc cho ai cũng có thể cảm thụ được. Kiên trì cho đến tận bây giờ thì cho dù là những kiêu tử đỉnh tiêm này cũng đều trở nên chậm chạp, bước chân nặng nề, hiển nhiên là đã phải tiêu hao sức lực rất lớn. Nhìn bộ dáng này thì chỉ sợ ở những tòa bệ đá tiếp theo đều sẽ có người lựa chọn lưu lại. Cùng lúc đó ở cả bên trong lẫn bên ngoài của thánh tích chi địa, rất nhiều ánh mắt đều nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn hắn đều biết sự tranh đoạt đã đến hồi gay cấn, ở những tòa bệ đá tiếp theo thì đều sẽ có người lưu lại, hơn nữa còn không chỉ một người. Nói cách khác, vì đạt được phần tạo hóa ở bên trên tòa bệ đá thì nhất định sẽ lại bùng phát ra từng trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Những con chuột đến từ Đông Huyền Đại Lục này lại dám lẻn vào Thương Mang Đại Lục chúng ta với ý đồ ăn cắp tạo hóa. Quả thực là đáng hận. Lúc này, đại biểu của các thế lực đến từ khắp nơi trên Thương Mang Đại Lục đang chờ đợi ở bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa cũng đã biết được thân phận của đám người Diệp Minh, lúc này liền nhao nhao lộ ra vẻ căm tức cùng phẫn nộ. Bọn hắn đều nhìn về phía 6 vị sứ giả ở trên không trung. Bất quá lại phát hiện bọn hắn cũng không có nói cái gì. Thế là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng lại. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này đuổi đám người Diệp Minh ra khỏi thánh tích chi địa, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này. Nếu như những người Đông Huyền Đại Lục kia đủ thông minh thì ở những tòa bệ đá tiếp theo, chỉ sợ bọn hắn đều sẽ lưu lại một người. Cứ như vậy thì sẽ miễn cho việc xảy ra tranh đấu giữa lẫn nhau, cũng có người thông minh nhìn thấy rõ ràng thế cục hiện nay. Kể từ đó, trận tranh đoạt tạo hóa này lại biến thành cuộc chiến giữa Thương Mang Đại Lục chúng ta và Đông Huyền Đại Lục. Trong Thương Huyền Thiên có rất nhiều đại lục, trong đó Thương Mang Đại Lục cùng Đông Huyền Đại Lục chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Nếu như để cho những kiêu tử đến từ Đông Huyền Đại Lục kia không những xâm nhập vào trong thánh tích chi địa của Thương Mang Đại Lục bọn họ, mà lại còn cướp đoạt được tạo hóa, một khi việc này bị truyền ra thì mặt mũi của người Thương Mang Đại Lục cũng chẳng còn lại chút gì. Trong miệng của những người khác thì chỉ e người của Thương Mang Đại Lục bọn hắn sẽ trở thành những kẻ không có năng lực. Việc này liên quan tới mặt mũi của tất cả mọi người. Rõ ràng không phải là việc nhỏ, dù sao ai cũng không muốn đến khi gặp mặt người của những đại lục khác thì bị chê là những kẻ vô dụng. Hy vọng những kiêu tử đỉnh tiêm còn dư lại này có thể ngăn chặn kiêu tử của Đông Huyền Đại Lục. Giữ lại phần tạo hóa thuộc về Thương Mang Đại Lục chúng ta. Mà tại dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì rốt cuộc tòa bệ đá thứ 6 cũng xuất hiện trước mắt của mọi người. Diệp Minh nhắm hai mắt lại, nhìn về phía tòa bệ đá đang lơ lửng ở cách đó không xa, có chút trầm mặc, sau đó thực hiện một động tác tay đối với những người còn sót lại của Đông Huyền Đại Lục ở phía đằng sau. Tính cho đến nay thì bao quát cả Diệp Minh ở bên trong, Đông Huyền Đại Lục còn thừa lại 4 vị kiêu tử. Bọn hắn nhìn thấy động tác tay của Diệp Minh thì cũng hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Đó là để cho bọn hắn cố gắng giành được tạo hóa ở mỗi tòa bệ đá tiếp theo. Thanh niên tên là Giang Tuyền kia phun ra một đoàn hơi nước từ trong miệng. Bất chợt mũi chân hắn điểm một cái, nguyên khí màu xanh lam phun trào tại dưới chân giống như một dòng nước xiết, trực tiếp đẩy hắn hướng về phía tòa bệ đá thứ 6 kia. Hiển nhiên, hắn không có lựa chọn tiếp tục hướng về phía trước mà muốn cướp đoạt tạo hóa của tòa bệ đá thứ 6 này. Tự nhiên là đám người Chu Nguyên cũng nhìn thấy cử động của Giang Tuyền. Trong khoảnh khắc đó, ngoại trừ kẻ luôn không nghe thấy không để ý tới những việc xung quanh như Võ Hoàng thì ánh mắt của mấy vị kiêu tử đỉnh tim còn lại đều nhìn nhau một chút. Liền để ta tới tranh đoạt phần tạo hóa của tòa bệ đá này đi. Lúc này, âm thanh tràn đầy vẻ lạnh lùng của Chân Hư cũng vang lên. Những người còn lại nghe vậy thì chỉ trầm mặt một lát rồi đều gật gật đầu. Hy vọng các ngươi dùng hết toàn lực. Đừng để người của Đông Huyền Đại Lục có thể chiếm được tạo hóa. Nếu không thì chỉ e sẽ bị người khác chế nhạo thế hệ trẻ tuổi của Thương Mang Đại Lục chúng ta đều là phế vật. Chân Hư nói xong thì điểm mũi chân một cái, thân hình theo đó xông ra khỏi dòng lũ hướng về phía tòa bệ đá thứ 6 kia. Con chuột nhắt hèn nhát kia, lần trước ngươi không dám giao chiến đơn độc cùng với ta, vậy thì lần này để xem còn có ai có thể giúp được ngươi. Hướng về tòa bệ đá, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo của Chân Hư cũng nhìn về phía Giang Tuyền. Sâu trong con mắt hiện lên vẻ khắc nghiệt. Chân Hư vẫn chưa quên được lần giao thủ trước đây. Tên đồng bạn của tên Giang Tuyền này vẫn luôn trốn ở phía sau, âm thầm khóa chặt vị trí của hắn, làm cho Chân Hư không dám sử dụng toàn lực, lúc này mới bị tên Giang Tuyền kia lợi dụng sơ hở. Tính ra thì Chân Hư đã nhẫn nhịn cơn tức này rất lâu rồi. Không lâu sau khi tòa bệ đá thứ 6 xuất hiện thì tòa bệ đá thứ 7 cũng đã hiện ra trước mắt đám người. Lần này thì Tả Khâu Thanh Ngư dẫn đầu lướt đi, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh lóe lên liền rơi vào phía trên tòa bệ đá kia. Sau đó, cô nàng nhìn về phía 3 vị kiêu tử đến từ Đông Huyền Đại Lục, nói, ai muốn tranh đoạt phần tạo hóa này cùng với ta? Sắc mặt của Diệp Minh tràn đầy vẻ hững hờ, sau đó nhìn về hướng một vị thanh niên có thân hình cường tráng giống như tháp sắt, thân thể của người này giống như được đúc bằng sắt, không ngừng tỏa ra một cổ khí chất ngang ngược cùng hung hăng. Tần Đông, ngươi đi đi. Tên thanh niên với thân thể như đúc bằng sắt kia nghe vậy thì gật gật đầu, bàn chân giẫm một cái liền phóng lên không trung, rơi vào bên trên tòa bệ đá thứ 7. Hắn nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, cười gằn nói, quả là một cô bé xinh đẹp. Những nữ nhân mà ta chơi đùa qua ở trong những năm này đều chẳng chịu đựng được bao lâu liền bị ta chơi đến chết, không biết cô bé có thể chịu đựng được không? Trong đôi mắt đẹp của Tả Khâu Thanh Ngư hiện lên vẻ chán ghét, thế nhưng dáng tươi cười trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ yêu mị kia lại càng thêm ngọt ngào. Vậy ngươi cứ thử một chút thì chẳng phải là sẽ biết được hay sao? Con trâu ngốc. Dòng lũ vẫn đang trút xuống không ngừng, mà lúc này vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú lên trên bậc thang đá màu xanh kia cũng đều trở nên khẩn trương. Bọn hắn nhìn thật chặt vào bóng người của 6 người còn sót lại phía trên kia, không biết sẽ là ai lựa chọn dừng lại ở tòa bệ đá thứ 8 kia. Hẳn là tên Chu Nguyên kia, việc hắn có thể kiên trì cho tới một bước này cũng khiến ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng có lẽ đi được đến tận đây thì hắn cũng đã đến gần cực hạn của mình rồi. Trong số những người còn lại thì không ai không là kiêu tử đỉnh tim, Võ Hoàng, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến. Bọn hắn đều hẳn là muốn có khả năng chịu đựng mạnh hơn so với tên Chu Nguyên kia. Vô số tiếng bàn luận vang lên xôn xao ở bên trong Thánh Tích Chi Địa, mà tại trên không trung phía bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa, Mục Vô Cực cũng hơi cau mày lại. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Chu Nguyên, lúc này nguyên khí phun trào xung quanh thân của Chu Nguyên cũng quả thật là lộ ra vẻ ảm đạm hơn nhiều so với những người còn lại. Dù sao thì Chu Nguyên cũng mới chỉ có cảnh giới thiên quan mà thôi, mặc dù mượn nhờ độ cao phẩm chất của khí phủ, từ đó mức độ hùng hậu của nguyên khí còn cao hơn nhiều so với những cao thủ cảnh giới thái sơ bình thường khác, thế nhưng cho tới bây giờ thì trong mấy người còn sót lại kia đều là kiêu tử đỉnh tim, đồng dạng thiên phú của bọn hắn cũng không hề kém một chút nào, hiển nhiên là phẩm chất khí phủ cũng không hề thấp, cho nên nếu như cùng so sánh với bọn hắn thì hiển nhiên là Chu Nguyên vẫn bị thua thiệt một chút. Mục Vô Cực thở dài trong lòng một tiếng. Hắn cũng đã nhìn ra mục đích của dòng lũ màu xanh này chính là khiến cho người tham gia phải so đấu mức độ hùng hồn cùng khả năng hồi phục của nguyên khí, mà hiển nhiên điều này là rất bất lợi với người mới chỉ bước vào cảnh giới thiên quan như Chu Nguyên, có thể đi đến một bước này cũng đã rất không dễ dàng rồi. Mục Vô Cực cũng biết điều này không thể trách được Chu Nguyên, chỉ là đáng tiếc là kể từ đó Chu Nguyên cũng chỉ sợ sẽ mất đi tư cách tiếp tục tranh đoạt tạo hóa, Mục Vô Cực cũng cảm thấy vì việc này mà rất tiếc nối. Chu Nguyên tự nhiên là cũng không biết được những suy nghĩ của người ngoài đối với hắn. Lúc này hắn cũng hiểu biết tình huống của tự thân, cho tới thời khắc này thì nguyên khí quanh thân của hắn cũng đã giảm đi rất nhiều. Dù sao trên suốt đoạn đường này hắn cũng đã phải tiêu hao một lượng nguyên khí quá lớn, thậm chí ngay cả khi sử dụng long hấp thuật thì đều có chút không kịp khôi phục lại, bất quá ánh mắt của Chu Nguyên vẫn tràn đầy vẻ kiên định như cũ, hắn bình ổn lại tâm thần, phảng phất như trong con mắt của hắn cũng chỉ có dòng lũ màu xanh đang không ngừng trút xuống kia, Chu Nguyên không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Phảng phất như trong lòng của hắn đang có những âm thanh rít gào vang lên trầm trầm, vào lúc này toàn bộ thiên địa xung quanh Chu Nguyên đều trở nên an tĩnh lại. Trong đầu của hắn cũng chỉ còn quanh quẩn lấy tiếng thở hào hển của tự thân, hô, hô, mà cũng chính là trong nháy mắt này, tự hồ như hô hấp của hắn càng trở nên kéo dài thêm, tại dưới tình huống mà chính bản thân Chu Nguyên đều không thể phát hiện, tự hồ như trong từng hơi thở của Chu Nguyên đều có ẩn chứa một tiếng long ngâm cực kỳ nhỏ bé, đồng thời, dường như nguyên khí giữa thiên địa cũng ẩn ẩn có sự dao động, chỉ thấy nơi dưới mũi của Chu Nguyên đang có nguyên khí vọt tới không ngừng, hóa thành từng sợi sương mù màu trắng đi theo từng nhịp hít thở của hắn mà tràn vào bên trong thể nội. Đây là, rốt cuộc thì Chu Nguyên cũng phát giác được sự dị thường, trong lòng cũng hơi rung động, bởi vì hắn phát hiện, ở thời khắc này thì trong mỗi một nhịp hô hấp của hắn đều có ẩn chứa long hấp chi lực, giúp cho hắn có thể trực tiếp, không ngừng hấp thu nguyên khí ở xung quanh, tựa hồ là long hấp thuật đã tăng lên. Chu Nguyên hơi có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói, ban đầu nếu như muốn thi triển long hấp thuật thì Chu Nguyên nhất định phải đánh xong một bộ đoán long hí mới có thể hút vào một nguồn nguyên khí. Về sau, sau khi càng ngày càng thuần thục thì cuối cùng đã không cần phải thi triển đoán long hí mà chỉ cần vận chuyển xương cốt khiến cho chấn động theo một tần suất nhất định thì liền có thể thực hiện long hấp thuật. So với trước đó càng thêm thuận tiện và mau lẹ, bất quá cảnh giới cao thâm chân chính của long hấp thuật là có thể tương hợp một cách hoàn mỹ cùng với hô hấp của tự thân, để mỗi một nhịp hô hấp đều trở thành long hấp, từ đó liền có thể phun ra nuốt vào nguyên khí không ngừng. Trong dĩ vãng thì từ đầu đến cuối, Chu Nguyên đều không thể đạt tới một bước này, nhưng ở lúc này hắn lại phát hiện, dưới sự áp bách của dòng lũ màu xanh thì hắn đã chân chính chạm tới cánh cửa của long hấp thuật, mặc dù còn không có đạt tới loại tình trạng hoàn mỹ kia thế nhưng hiệu suất hấp thụ như thế này lại mạnh hơn tới mấy lần so với lúc trước. Hô hô, hô hấp của Chu Nguyên kéo dài, theo đó nguyên khí ở trong thiên địa xung quanh đang vọt tới không ngừng, hóa thành từng luồng sương mù màu trắng, bị hắn phun ra nuốt vào, mà tại dưới loại hấp thu như thế này thì nguyên bản nguyên khí xung quanh Chu Nguyên vốn có chút ảm đạm vậy mà lại bắt đầu trở nên sáng tỏ hùng hồn trở lại. Bạch, cũng vào lúc này, đột nhiên tốc độ của Chu Nguyên tăng lên, từng bậc thang đá lướt qua tại dưới chân, Chu Nguyên trực tiếp nhảy lên, từ vị trí sau cùng trong số 6 người liền bay vụt tới vị trí song song cùng với đám người Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân. Biến hóa dị thường của hắn cũng lập tức bị những người khác phát hiện được. Lúc này tất cả mọi người đều giật mình, bởi vì bọn hắn vốn cho là người không thể tiếp tục chống đỡ được chính là Chu Nguyên. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên hắn lại vượt lên như thế này, trên gương mặt của Võ Hoàng lướt qua một vòng lạnh lẽo. Sát ý trong mắt cũng càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tự hồ như Chu Nguyên đang càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Ngay tại khoảnh khắc mà Chu Nguyên tiến thân vào trong hàng ngũ ở phía trước nhất thì cả bên trong lẫn bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa đều bộc phát ra vô số những tiếng kinh, hô. Sắc mặt của mọi người đều hơi hơi thay đổi, bọn hắn thực sự là không có cách nào hiểu rõ, vì sao rõ ràng nhìn như muốn sắp sửa không chịu đựng được, vậy mà Chu Nguyên lại đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, với sức mạnh như hổ khí thế như rồng, không chỉ có chưa từng rớt lại phía sau mà ngược lại, còn triệt để đuổi theo, đạt tới vị trí song song cùng với đám người Võ Hoàng. Phải biết bất kể như thế nào thì từ đầu đến cuối Chu Nguyên vẫn chỉ mới có cảnh giới thiên quan mà thôi. Trong khi đó đám người Võ Hoàng lại đều có thực lực đã chân chính bước vào cảnh giới Thái Sơ, chênh lệch dù chỉ là một cách gọi nhưng trên thực tế thì thực lực ở giữa hai cảnh giới cũng không hề nhỏ một chút nào, thế nhưng Chu Nguyên lại vẫn cứ san bằng được khoảng cách này, điều này khiến cho người ta không thể không cảm thấy khó mà hình dung được, mà ở bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa, Mục Vô Cực nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng hơi kinh ngạc, tự nhủ, dường như là tên tiểu tử này tu luyện một loại dẫn khí thuật nào đó cực kỳ cao thâm, ánh mắt của hắn cực kỳ tinh chuẩn. Chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra nguyên khí của Chu Nguyên đang khôi phục một cách nhanh chóng, mà tốc độ khôi phục nhanh như thế này tất nhiên là phải dựa vào sự trợ giúp của một môn dẫn khí thuật cực kỳ cao thâm, bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì được. Mục Vô Cực cười lên, hít sâu một hơi thuốc, phun ra một luồng khói xanh, mông lung trong sương mù tràn ngập, ánh mắt của hắn nhìn về phía tên Triệu Bàn sứ giả của Thánh Cung kia, mà lúc này thì tên này cũng không có chút biểu lộ nào mà nhìn chằm chằm vào mặt trên của quan kính. Bất quá từ chi tiết nơi khóe mắt của hắn đang không ngừng co lại giật giật kia, Mục Vô Cực lại biết được chỉ sợ là trong lòng Triệu Bàn không hề bình tĩnh như đang cố gắng biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Nhìn như vậy thì có khả năng tên tiểu tử này sẽ trở thành một yếu tố bất ngờ trong lần tham dự thánh tích chi địa này đây. Mục Vô Cực cười nhếch cả khóe miệng. Thầm nhủ ánh mắt của vị lão tiên sinh kia quả thực là không hề tầm thường một chút nào. Không lâu sau khi Chu Nguyên đột nhiên bộc phát, đạt tới vị trí song song cùng với những kiêu tử đỉnh tiêm như Võ Hoàng, Diệp Minh, thì rốt cuộc tòa bệ đá thứ 8 đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của Diệp Minh nhìn về phía một vị kiêu tử đỉnh tiêm cuối cùng của Đông Huyền Đại Lục đang đi theo ở phía sau lưng hắn. Đây là một vị thanh niên có mái tóc màu trắng, sắc mặt lạnh lùng. Thế nhưng chỉ riêng việc đánh giá mức độ hùng hậu của nguyên khí quanh thân hắn thôi cũng đã đủ để cảm nhận được sức mạnh của người này còn lớn hơn một phần so với đám người. Chúc anh, Phương Tông, ngươi đi đi. Thanh niên tóc trắng kia cũng không có đáp lời. Chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân hình lại là mượn nhờ động tác này lướt về phía bệ đá, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng đám người Chu Nguyên, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến. Tạo hóa ở trên tòa lệ đá này là do ai đến tranh đoạt cùng với ta? Ba người Chu Nguyên đối mặt nhìn nhau, cuối cùng là Lý Thuần Quân chậm rãi mà nói, hiện tại ai có nguyên khí yếu ớt nhất thì người đó đi, quyết định như vậy được chứ? Ninh Chiến nghe vậy thì gãi đầu một cái. Hắn đưa mắt nhìn về phía Chu Nguyên, vốn vẫn cho rằng nguyên khí của Chu Nguyên là yếu nhất, thế nhưng trải qua việc bộc phát của Chu Nguyên lúc trước thì nguyên khí của người này càng trở nên hùng hồn, cứ như vậy xem ra thì ngược lại là hắn lại trở thành người có nguyên khí yếu nhất này. Vốn vẫn muốn có thể lại giao đấu một lần với tên Võ Hoàng kia, không nghĩ tới lại chỉ đi có thể đi tới nơi này thì phải dừng lại. Ninh Chiến cười một tiếng đầy bất đắc dĩ. Nhưng chợt con mắt của hắn tràn đầy chiến ý vô cùng cuồng bạo, nhìn về phía thanh niên tóc trắng đang đứng ở trên bệ đá kia, trong đôi mắt chứa đầy vẻ cuồng nhiệt. Bất quá nhìn qua thì thằng này cũng có vẻ như là rất có thể đánh, hy vọng có thể giúp cho ta cảm thấy đã nghiền một chút. Ha ha, này tên Chu Nguyên kia, nếu như ngươi có thể đi tới cuối cùng và gặp phải Võ Hoàng, vậy liền giúp ta giáo dục hắn một trận. Ninh Chiến hướng về phía Chu Nguyên mà hô một tiếng, sau đó liền xông ra ngoài, mang theo từng tiếng nổ vang ầm ầm giống như đạn pháo, trực tiếp rơi vào phía trên của bệ đá thứ 8 kia. Chu Nguyên nhìn qua bóng dáng của hắn nhẹ nhàng gật đầu, mà theo việc Ninh Chiến cùng người tên là Phương Tông kia đi tới tòa bệ đá thứ 8 thì lúc này, bên trên thang đá màu xanh đã chỉ còn lại vẻn vẹn có 4 người: Chu Nguyên, Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân. Có thể coi 4 người này chính là 4 vị kiêu tử đỉnh tiêm nhất trong lần tham dự thánh tích chi địa này. Vô số ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn qua cảnh tượng này. Nương theo lấy thời gian dời đổi, cuộc tranh đấu ở bên trên thang đá màu xanh cũng là càng ngày càng trở nên kịch liệt cùng đặc sắc, mà lại điều khiến cho mọi người bây giờ hiếu kỳ nhất chính là ở tòa bệ đá thứ 9 thì đến tột cùng sẽ do hai vị kiêu tử đỉnh tiêm nào đến tranh đoạt. Ở cả bên trong lẫn bên ngoài của thánh tích chi địa, lúc này đang có vô số ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi này, tạo nên một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh ở trong đất trời. Thời gian trôi qua từng chút một. Tại dưới bầu không khí yên tĩnh như thế thì mười mấy phút ngắn ngủi đã yên lặng đi qua. Xuất hiện rồi, tòa bệ đá thứ 9 xuất hiện rồi. Đột nhiên có vô số tiếng hô tràn đầy kinh ngạc vang lên trong khắp mọi nơi, đánh vỡ sự an tĩnh. Từng cái ánh mắt bắn ra mà đi, quả nhiên là nhìn thấy tại phía trên thang đá màu xanh kia đang có một tòa bệ đá trôi nổi. Đây chính là một tòa bệ đá cuối cùng của bệ đá Thánh Thê. Có lẽ chỉ cần vượt qua tòa bệ đá này thì liền có thể đi tới đỉnh của Thánh Sơn, cướp đoạt phần tạo hóa được coi là lớn nhất kia. Giờ này khắc này, cơ hồ là ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm về phía 4 người Chu Nguyên. Đương nhiên không chỉ có bọn hắn mà ngay cả 4 người Chu Nguyên khi nhìn thấy tòa bệ đá thứ 9 kia thì tâm tình đều có chút nổi sóng, trong mơ hồ có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Bởi vì việc tòa bệ đá thứ 9 xuất hiện cũng đại biểu cho kết quả là bệ đá Thánh Thê đã sắp đi tới cuối cùng. Oanh! Bắt quả ngay tại thời điểm mà trong lòng 4 người vừa mới buông lỏng thì đột nhiên, tự hồ là cả tòa bệ đá Thánh Thê đều chấn động. Lại sau đó, trên mặt của 4 người Chu Nguyên cũng đều hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ở phía trên của bệ đá Thánh Thê đang có một dòng lũ màu xanh bắt đầu ngưng tụ lại, hình thành một con sóng lớn màu xanh xếp chồng vào với nhau không ngừng. Chỉ qua mấy hơi thở ngắn ngủi mà con sóng lớn màu xanh kia đã đạt tới độ cao gần ngàn trượng. Trong sóng lớn có ẩn chứa nguyên khí tràn đầy mà cuồng bạo, hung hãn vô cùng. Chết tiệt, đối mặt với một cơn sóng lớn lao và mạnh mẽ như vậy thì ngay cả 4 người Chu Nguyên cũng đều không nhịn được mà mở miệng chửi một tiếng. Ầm ầm, nhưng mà cơn sóng cao ngàn trượng kia lại chẳng thèm để ý chút nào tới tiếng mắng chửi của bọn hắn, chỉ hơi dừng lại một chút liền mang theo lực lượng trùng trùng điệp điệp, với uy thế che phủ trời đất mà trút về phía 4 người Chu Nguyên. Phảng phất như chỉ cần với loại khí thế như thế này liền có thể phá hủy tất cả bất kỳ một sự vật nào dám có can đảm ngăn chặn ở phía trước nó. 4 người Chu Nguyên hít sâu một hơi, tiếp theo chỉ trong một cái chớp mắt liền cùng nhau bắn mãnh liệt mà ra. Bọn hắn cũng biết đây chính là một cửa ải cuối cùng ngăn trở trước khi đi tới được đỉnh. Nếu là có thể vượt qua thì tất nhiên là sẽ đi tới kết quả cuối cùng. Võ Hoàng hét to một tiếng, từng luồng nguyên khí màu xích hồng gào thét ở phía sau lưng của hắn, trực tiếp biến thành một vòng mặt trời đỏ rực chậm rãi dâng lên. Bên trong vầng mặt trời ấy, mơ hồ có thể thấy được một con tam túc kim ô. Lý Thuần Quân thì cầm thanh trọng kiếm màu đen trong tay, phảng phất như là người và kiếm đều hòa hợp vào một thể, cả người hóa thành một luồng kiếm quang bắn mãnh liệt mà ra. Trong đôi mắt của Diệp Minh có từng vòng xoáy xoay tròn, nguyên khí màu đen cũng đang hội tụ lại ở trong lòng bàn tay, cuối cùng phồng lên một cách nhanh chóng, hóa thành một luồng dòng xoáy màu đen ngăn tại trước mặt của hắn. Chu Nguyên cũng là hét dài một tiếng. Lúc này nguyên khí bên trong khí phủ cũng không hề giữ lại một chút nào mà bạo phát đi ra. Nguyên khí màu ánh kim mơ hồ tạo thành một con mãng xà màu vàng vô cùng to lớn. Con mãng xà mở ra cái miệng rộng đem Chu Nguyên nuốt vào, sau đó đuôi rắn đập mạnh một cái liền xông về phía trước. Oanh! Vào lúc này thì cả bốn người đều dốc hết tất cả lực lượng, tại dưới vô số những ánh mắt nhìn soi mói mà tràn đầy nóng bỏng kia, trùng trùng điệp điệp va chạm chính diện vào lớp sóng màu xanh cao tới hơn ngàn trượng kia. Phanh phanh, phảng phất như toàn bộ bệ đá thánh thê cũng trở nên rung rẩy. Từng luồng xung kích vô cùng cuồng bạo lan tràn ra, tàn phá khắp xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bốn người kia, mà bốn bóng người cũng xông vào bên trong sóng xanh, không ngừng phá vỡ đầu sóng, phảng phất như muốn đánh xuyên qua cơn sóng lớn này. Ai cũng biết được chỉ cần có thể vượt qua cơn sóng ngàn trượng này thì tiếp xuống một bước liền có thể đi tới đỉnh của Thánh Sơn, chỉ là đến cuối cùng thì ai mới có thể làm được. Giờ khắc này ở bên trong lẫn bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú, con mắt của Triệu Bàn cũng trừng đến suýt sao, cái tẩu thuốc đặt ở bên miệng của Mục Vô Cực cũng gác ở nơi đó, đều quên phải hít một hơi. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú vào bên trong quan kính, bọn hắn đang nghe truyện trên TV Audio CV đều muốn biết, trải qua sự tranh đoạt kịch liệt như vậy thì đến tột cùng là ai mới là người thắng cuối cùng. Oanh, sóng xanh dâng lên mang theo lực lượng như có thể bạc núi lấp biển. Quy mô cao tới ngàn trượng hiển lộ ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, bất quá mặc cho ai đều có thể rõ ràng được, ẩn chứa bên trong sự hùng vĩ ấy lại là sức mạnh kinh khủng tới nhường nào. Mà lúc này tại bên trong luồng sóng xanh to lớn ấy đang có bốn bóng người dốc hết tất cả lực lượng, phá vỡ tầng tầng sóng dữ, muốn xuyên qua sóng xanh xông phá một lần thử thách cuối cùng. Trong ngoài của Thánh Tích Chi Địa đều nhìn chăm chú vào bốn bóng người này, lúc này hầu như bốn người cũng đều đã thúc giục nguyên khí tới mức cực hạn, bất quá ai nấy đều có thể thấy được. Bên trong cơn sóng xanh cuối cùng này có ẩn chứa một lực lượng quá mức kinh người, thậm chí là cả bốn người Chu Nguyên đều hiện lên vẻ ngưng trọng, ở trên khuôn mặt không dám có chút phân tâm, mà thời gian mới chỉ đi qua mười mấy hơi thở ngắn ngủi, bọn hắn đã có thể xuyên qua gần một nửa của cơn sóng màu xanh, lực lượng của bọn hắn sắp không thể kiên trì được nữa. Ở bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa, đột nhiên có một vị sứ giả của Lục Thánh Tông mở miệng nói ra, ánh mắt của Mục Vô Cực cùng Triệu Bàn đều ngưng tụ lại. Tự nhiên là bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, nguyên khí bên trong cơ thể của bốn người Chu Nguyên, Võ Hoàng cũng đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Hiển nhiên, đối mặt với áp lực được tạo ra từ cơn sóng cao tới ngàn trượng kia thì ngay cả những vị kiêu tử đỉnh tiêm nhất như bọn hắn cũng đều cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Quả là chẳng phải dễ dàng mà có thể leo lên được tòa Thánh Sơn này, một vị sứ giả khác cũng cảm thán một tiếng, nói, nếu cứ như vậy thì xem ra là bốn người bọn hắn chỉ có thể đi tới tòa bệ đá thứ 9 kia. Nếu là lựa chọn dừng chân ở tòa bệ đá thứ 9 thì cũng đồng nghĩa với việc không còn có cơ hội có thể đi tới đỉnh, tất nhiên là cũng liền không có tư cách để đi tranh đoạt phần tạo hóa lớn nhất kia. Tầm mắt của 6 vị sứ giả đều nhìn chăm chú vào bên trong quan kính. Bọn hắn cũng biết chỉ sợ kết quả liền lập tức muốn xuất hiện, quả là phiền phức. Trong cơn sóng màu xanh, Diệp Minh chau mày lại, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ âm trầm, hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện được nguyên khí của bản thân đang bị tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Nếu là cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ không có cách nào có thể xuyên qua triệt để cơn sóng xanh này được. Thần sắc của Lý Thuần Quân vẫn không có dao động. Bất quá hiển nhiên kiếm khí mà ban đầu có thể tàn phá bừa bãi kia của hắn cũng đã trở nên suy yếu rất nhiều, mà hai người Võ Hoàng, Chu Nguyên cũng đang cố gắng dốc hết toàn lực. Trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ nghiêm trọng, tình hình như vậy diễn ra ở trong mười mấy hơi thở tiếp theo. Đột nhiên, vòng xoáy trước người Diệp Minh hiện ra sự bất ổn định, đúng là có dấu hiệu sắp sửa tán loạn. Mà Lý Thuần Quân cũng đã bị kéo ra khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất kia. Cùng lúc đó, tốc độ xuyên qua của Chu Nguyên cùng Võ Hoàng đều đồng thời hạ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì ở bên trong của Thánh Tích Chi Địa đều đồng thời vang lên vô số tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Oanh! Bất quá ngay tại lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng bốn người này đã không còn có sức lực có thể đi tiếp thì đột nhiên, có một luồng nguyên khí vô cùng cuồng bạo bộc phát ra từ bên trong thể nội của Võ Hoàng. Ứng theo đó là vầng mặt trời đỏ rực ở phía sau lưng hắn kia lại đột nhiên bị vỡ ra, mà mượn nhờ loại lực lượng này, tốc độ của Võ Hoàng cũng trực tiếp tăng vọt. Soạt, lập tức ở bên trong lẫn bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa đều có vô số âm thanh xôn xao vang lên. Ai cũng không nghĩ tới là Võ Hoàng lại vẫn còn ẩn giấu ác chủ bài. Tốt lắm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tên sứ giả của Thánh Cung có tên Triệu Bàn kia cười to lên, Mục Vô Cực thì chau mày lại, mà đối mặt với sự bộc phát hết sức đột nhiên của Võ Hoàng, Diệp Minh cùng Lý Thuần Quân đều vô cùng giật mình. Trong mắt của Diệp Minh lại càng lướt qua vẻ âm trầm. Võ Hoàng, nếu chúng ta đã xem như đồng đội, vậy thì dĩ nhiên phải là có nạn cùng chịu. Vậy mà ngươi lại bỏ xuống ta muốn một mình đi tới đỉnh, việc làm này chẳng đúng một chút nào. Cho nên tốt nhất là vẫn chịu khó ở lại chịu đựng cùng với ta đi thôi. Diệp Minh cười một tiếng lạnh lùng, bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy tay áo hắn lắc một cái, nguyên khí màu đen bắn mãnh liệt mà ra, hóa thành một thanh mâu màu đen bắn mạnh mẽ về phía Võ Hoàng với tốc độ nhanh như tia chớp, dường như thanh mâu màu đen này có thể phá tan hư không. Hiển nhiên đây là kết quả khi Diệp Minh xuất thủ toàn lực, nếu hắn đã không có cách nào đi tới đích, vậy thì tất cả mọi người cũng đều đừng mong có thể đi lên, thằng này quả thật là ác độc. Việc Diệp Minh đột nhiên ra tay với Võ Hoàng đã lập tức đưa tới vô số âm thanh xôn xao, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, người đầu tiên ra tay với Võ Hoàng lại là kẻ đã từng liên thủ cùng với hắn này. Vút, hắc mâu lao như tia chớp mà tới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng của Võ Hoàng. Bất quả đối mặt với công kích xảy ra bất thình lình này, Võ Hoàng không chỉ không có sợ hãi mà trên mặt lại hiện ra một dòng nụ cười quỷ dị, chỉ thấy thân hình của hắn hơi hơi ngừng lại. Hai tay xoay tròn tạo nên một vòng xoáy nguyên khí màu xích hồng xoay tròn ở bên trong. Sau đó thanh hắc mâu vốn đã đang sắp sửa đâm vào sau lưng của Võ Hoàng kia lại đột nhiên bị đình trệ lại. Hai tay của Võ Hoàng xoay tròn nhanh hơn, khiến cho đột nhiên hắc mâu được tăng thêm một luồng sức mạnh, thế nhưng lại đi chệch bắn về phía cơn sóng xanh ở phía trước. Mà thân hình của Võ Hoàng cũng lóe lên, chân đạp hắc mâu cấp tốc phá vỡ sóng xanh. Diệp Minh, tâm địa của ngươi quá mức âm u, làm sao mà ta có thể không phòng bị ngươi cho được. Võ Hoàng đạp mâu mà đi. Từ chỗ xa còn vang tới tiếng cười sung sướng, thấy một màn này thì sắc mặt của Diệp Minh cũng trở nên âm trầm. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới, tên Võ Hoàng này đã sớm có sự phòng bị đối với mình, thậm chí còn cố ý lộ ra sơ hở dẫn dụ hắn tấn công, từ đó mượn nhờ lực lượng của đòn tấn công này phá sóng mà đi, mà bây giờ lực lượng của hắn đã dùng hết, đã không thể còn có cách nào có thể tiến thêm được nữa. Làm tốt lắm. Vào lúc này, bên trong Thánh Tích Chi Địa đều bộc phát ra vô số tiếng thán phục. Ai cũng không nghĩ tới, Võ Hoàng vậy mà lại lợi dụng ngược lại công kích của Diệp Minh để hỗ trợ hắn tiến về phía trước. Xem ra trừ Võ Hoàng ra thì đã không còn có ai có thể đi tới đỉnh của Thánh Sơn. Triệu Bàn vỗ tay cười to, ánh mắt liếc xéo Mục Vô Cực một chút, nơi khóe miệng cũng hiện lên vẻ châm chọc. Bây giờ ba người Chu Nguyên, Lý Thuần Quân, Diệp Minh đều đã sức cùng lực kiệt, căn bản là không có cách nào lại có thể phá vỡ được luồng sóng xanh sau cùng đang ngăn trở ở phía trước để đi tới đỉnh của Thánh Sơn. Cùng lúc đó ở bên trong cơn sóng màu xanh, Chu Nguyên đưa mắt nhìn qua Võ Hoàng đang đạp trên hắc mâu mà đi, con mắt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng. Bất chợt hắn hít sâu một hơi, ở loại thời điểm như thế này mà vẫn có thể ẩn giấu đi một phần thực lực. Võ Hoàng, quả thực là ngươi cũng không hề đơn giản một chút nào, bất quá nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng này liền đã có thể chiến thắng, thì chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Bất chợt, giữa mi tâm của Chu Nguyên có hào quang sáng chói hiển hiện. Một luồng dao động của thần hồn đột nhiên bộc phát mà ra, hoàn toàn chính xác là nguyên khí của Chu Nguyên đã sắp sửa khô kiệt, thế nhưng cũng không nên quên, thủ đoạn của hắn cũng không phải chỉ toàn dựa vào nguyên khí, trái lại là tạo nghệ bên trên phương diện thần hồn của Chu Nguyên có thể nói là cao hơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Tại nơi giữa mi tâm của Chu Nguyên có thể thấy được một cách mơ hồ đang có một bóng ảnh thần hồn đang ngồi xếp bằng. Oanh, nguyên khí toàn thân Chu Nguyên đều lui vào bên trong cơ thể. Bất quá quanh thân của hắn lại phản phất như được bao bọc bởi một lực lượng vô hình mà cường đại, trực tiếp xé rách sóng xanh trước mắt không ngừng. Dựa vào lực lượng này mà thân hình của Chu Nguyên bắn mạnh về phía trước, đuổi sát theo sau Võ Hoàng. Luồng lực lượng vô hình kia đương nhiên chính là thần hồn chi lực. Chu Nguyên đột nhiên bộc phát cũng lập tức đưa tới vô số ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Chu Nguyên lại còn có thể bộc phát ra nguyên khí, không đúng, đây không phải là nguyên khí, mà chính là thần hồn chi lực, thì ra là thế. Tạo nghệ ở bên trên thần hồn của hắn cũng không hề thấp. Lúc trước cũng chưa từng vận dụng, có thể nói hiện tại mới là thời cơ tốt nhất. Âm thanh xôn xao vang lên từng trận. Vô số người đều kinh ngạc không thôi, ai có thể nghĩ tới cục diện trước mắt lại trầm bổng chập trùng khiến cho người ta không có cách nào nhìn ra đến tột cùng là ai mới có thể là bên thắng cuối cùng. Vút, đột nhiên có một đạo kim quang vô cùng mạnh mẽ mãnh liệt mà ra, xuất hiện ở phía trước của Chu Nguyên, trợ giúp cho hắn vỡ từng tầng sóng xanh. Thấy vậy, Chu Nguyên cũng không nhịn được giật mình, sau đó lại đưa một ánh mắt cảm tạ về hướng Lý Thuần Quân. Có một kiếm này của Lý Thuần Quân trợ giúp, Chu Nguyên đã triệt để có lòng tin có thể phá tan cơn sóng xanh, đi tới đỉnh của Thánh Sơn. Cảm ơn, Chu Nguyên nói nhỏ một tiếng, sau đó đột nhiên tăng vọt tốc độ, chỉ qua có mấy hơi thở mà hắn đã triệt để đuổi kịp được Võ Hoàng. Ánh mắt của Võ Hoàng bắn ra mà đến. Tầm mắt của hai người động chạm vào nhau, một luồng sát ý bắn mãnh liệt mà ra khiến cho không khí chung quanh mơ hồ cũng bị đông kết lại. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, Võ Hoàng điềm nhiên nói, hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, kẻ trước mắt đã từng chỉ là một con phế long của Chu gia mà hắn nhìn cũng chả thèm nhìn này, vậy mà lại có một ngày có thể đuổi theo sát phía sau lưng của hắn đến như vậy. Võ Hoàng, hôm nay liền hoàn toàn kết thúc ân oán giữa hai người chúng ta đi thôi. Trong mắt của Chu Nguyên hiện lên tràn đầy sát khí, chỉ bằng một kẻ như ngươi. Võ Hoàng cười khẩy, thôi được rồi, hôm nay liền chém giết ngươi tại nơi đây. Triệt để đoạn tuyệt tất cả mơ tưởng hảo huyền của Chu gia các ngươi. Oanh, trong vô số đạo ánh mắt tràn đầy vẻ rung động ở bên ngoài của Thánh Tích Chi Địa, rốt cuộc thì hai bóng người của Chu Nguyên cùng Võ Hoàng cũng đã xuyên qua cơn sóng xanh cao tới ngàn trượng kia, trèo lên tới tận mây xanh. Trong nháy mắt khi thân ảnh Chu Nguyên cùng Vũ Hoàng phá vỡ ngàn trượng sóng xanh, trèo thẳng lên tầng mây, toàn bộ Thánh Tích Chi Địa đột nhiên sôi trào lên, vô số người trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, lại có đến hai người cùng phá vỡ rào cản cuối cùng. Hơn nữa, hai người đó lại chính là Vũ Hoàng và Chu Nguyên. Đương nhiên, đối với việc Vũ Hoàng có thể đi đến nước này, bọn họ còn có thể chấp nhận được. Dù sao Vũ Hoàng đã có tiếng là đỉnh tim thiên kiêu từ trước, nhưng Chu Nguyên có thể làm được điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó lòng có thể tin được, bởi vì, nói thế nào thì thực lực của Chu Nguyên mới chỉ là thiên quan cảnh, ai có thể nghĩ tới, trong Thánh Tích Chi Địa kiêu tử như mây này, một người mới đạt đến thiên quan cảnh lại có thể đi đến bước này. Bên ngoài Thánh Tích Chi Địa, đại biểu của các thế lực khắp nơi đều tỏ ra kinh ngạc, người tên Chu Nguyên kia hình như đến từ Đại Chu Vương Triều A, chính à Đại Chu Vương Triều từng bị Đại Vũ Vương Triều lập mưu xâm chiếm đó sao? Ta còn tưởng bọn họ đã bị Đại Vũ tiêu diệt đấy, chật chật, không nghĩ tới Đại Chu lại còn xuất hiện một vị thiên kiêu như vậy. Đợi một thời gian nữa, sợ rằng hắn sẽ có tiền đồ vô lượng, thiên phú của Chu Nguyên này quả thực bất phàm. Đáng tiếc, hắn không đủ ẩn nhẫn, lựa chọn bộc lộ đăng đỉnh lúc này, nhất định sẽ bị Vũ Hoàng kia truy sát không chết không thôi, đúng vậy a. Vũ Hoàng kia cũng không phải người dễ đối phó a. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Nhưng rõ ràng, rất nhiều người đều không xem trọng Chu Nguyên, dù sao Vũ Hoàng có danh tiếng quá lớn, mà thực lực của hắn cũng sâu không lường được. So với Chu Nguyên, mặc dù được xem như một thất hắc mã làm cho mọi người kinh diễm, nhưng dù sao nội tình lại yếu hơn một chút, Chu Nguyên này kể ra cũng có chút năng lực. Mấy vị sứ giả nhìn thấy một màn này cũng đều thi nhau lên tiếng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Chu Nguyên thông qua quan kính đều toát ra vẻ thưởng thức, tuy nhiên, Triệu Bàn lại không nằm trong một trong số những người trên. Hắn chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua thân ảnh Chu Nguyên rồi nói, thiên phú cũng không tệ. Đáng tiếc chính là vội vã đi tìm chết. Mục Vô Cực đập cái tẩu xuống, nói, nếu thiếu niên không dám mạnh mẽ xông lên làm sao có khả năng khai phá thông thiên chi đạo. Triệu Bàn cười lạnh nói, sợ là đường đến chỗ chết đi. Mục Vô Cực cười mỉa mai, lúc trước ngươi còn cảm thấy Chu Nguyên không có khả năng tranh đoạt cùng đám người Vũ Hoàng. Nhưng hôm nay hắn lại đăng đỉnh cùng một lúc với Vũ Hoàng. Triệu Bàn a Triệu Bàn, trí nhớ của ngươi cứ ngắn như vậy sao? Triệu Bàn ánh mắt mãnh liệt, khinh miệt nói, quá trình trèo lên bậc thang còn có thể mưu lợi, nhưng tiếp theo chính là cuộc chiến sinh tử. Tiểu tử kia ở trong tay Vũ Hoàng, thua là điều không thể nghi ngờ. Mục Vô Cực cười nhạt nói, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại mất hết mặt mũi. Triệu Bàn tức giận cười lạnh, ta thật ra lại cảm thấy, ngươi xem trọng tên Chu Nguyên kia như thế, ngược lại cần chuẩn bị tinh thần nhặt xác cho hắn đó. Mặc dù bên ngoài đang sôi trào như chảo dầu sôi, nhưng bên này Chu Nguyên lại không hề hay biết. Lúc này, sau khi phá vỡ ngàn trượng sóng xanh, hắn cảm thấy cơ thể như đang bồng bềnh giữa mây xanh. Thân hình hắn bắt đầu chậm chậm rơi xuống mây mù phía dưới. Thang đá màu xanh dài vô tận ở dưới chân đã biến mất từ lúc nào, bậc thang leo núi đã biến mất. Mắt Chu Nguyên sáng lên, thân hình của hắn rơi vào trong mây mù, nhưng lập tức phát hiện nơi đặt chân cứng rắn như đất bằng. Ngay sau đó, mấy mù bốn phía xung quanh bắt đầu tiêu tán nhanh chóng. Lúc này, Chu Nguyên mới phát hiện, hắn đang đứng ở giữa một quảng trường bằng bạch ngọc vô cùng rộng lớn. Mà quảng trường bạch ngọc này lại đứng sừng sững trên đỉnh Thánh Sơn. Nơi này chính là đỉnh Thánh Sơn. Ánh mắt Chu Nguyên trở nên nóng bỏng. Hắn tốn bao nhiêu công sức, thiên tân vạn khổ, cuối cùng mới đến được nơi đây. Hắn chợt nhắm mắt lại, sau đó mở mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi xa kia, mây mù dần bị xua tan, làm lộ ra một thân ảnh mặc áo màu hoàng kim đang đứng chắp tay, bóng người kia lạnh lùng nhìn về phía hắn, quanh thân có sát khí bàn bạc cuộn trào, không phải Vũ Hoàng thì còn ai vào đây, ánh mắt hai người đụng nhau giữa bạch ngọc quảng trường, sát khí bắn ra bốn phía, ta thật không nghĩ tới. Lúc trước đến nhìn ta cũng không thèm nhìn ngươi dù chỉ một chút, vậy mà ngươi lại thực sự có thể đi đến một bước này, thanh âm của Vũ Hoàng đạm mạc, không chứa chút tình cảm nào, hiện tại ta thực sự có chút hối hận. Lúc trước, chỉ cần ta để ý đến ngươi một chút thì bây giờ Đại Chu Hoàng thất đã triệt để xong đời, nếu vậy, hôm nay ta đã bớt được rất nhiều phiền phức. Lúc trước, Đại Chu ở vào thời điểm suy yếu nhất, nếu hắn để Tề Vương kia duy trì thêm một thời gian, nói không chừng thật sự có thể triệt để khiến Đại Chu Hoàng thất bị lật tung. Chẳng qua, khi đó hắn cho rằng phái ra 4 vị thái sơ cảnh đã đủ, nhưng có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm lúc đó mà giúp cho một kẻ trong mắt hắn chỉ là phế long của Chu gia có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, thậm chí, hiện tại đã có thể tạo thành uy hiếp với bản thân, ta lại cảm thấy. Chờ đến lúc ta làm thịt ngươi, ngươi sẽ càng thêm hối hận. Chu Nguyên cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, câu nói của hắn lộ ra sát ý nồng đậm không hề che giấu chút nào, chỉ bằng ngươi. Phế long của Chu gia. Vũ Hoàng mặt không biểu tình, mắt nhìn thẳng về phía Chu Nguyên không che giấu vẻ mỉa mai cùng cao cao tại thượng. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng, đáp lời, ngươi vốn chỉ là một tên trộm vặt bé nhỏ, lấy đâu ra lẽ thẳng khí hùng như vậy, trộm vặt. Vũ Hoàng nói với giọng mỉa mai, tên đáng thương nhà ngươi vẫn coi mình là Thánh Long sao? Chu Nguyên lắc đầu, nói, có phải là Thánh Long hay không ta không thèm để ý đến. Hắn cười nhạt nói, Vũ Hoàng, chuyện đó mặc dù đã làm ta vô cùng khó khăn trong những năm này, nhưng ta cũng không cho rằng đó là một chuyện xấu, mà sự tình năm đó làm cho Đại Vũ Thế Tử ngươi luôn xuôi chèo mát mái, chưa bao giờ gặp trở ngại, điều ấy đối với ngươi mà nói ngược lại chưa chắc đã hoàn toàn là một chuyện tốt, ánh mắt Vũ Hoàng âm lãnh. Ngữ khí của Chu Nguyên lúc này làm cho hắn có một cảm giác tức giận khó lòng ngăn chặn được, bởi vì những lời này, hắn đã từng nghe được từ một người mà hắn rất để ý nói qua, Vũ Dao, tuy nhiên, Vũ Dao có thể nói với ta như vậy, còn ngươi, một phế long của Chu gia lại dựa vào cái gì? Hơn nữa, sao ngươi dám dùng ngữ khí như nàng nói chuyện với ta? Vũ Hoàng khép hờ hai mắt. Quanh người hắn có nguyên khí cuồng bạo nổi lên. Một lúc lâu sau, không khí dường như lắng động lại, nhưng mà, dù là ai cũng có thể cảm giác được đây chẳng qua chỉ là an tĩnh tạm thời. Bởi vì sự bộc phát giống như núi lửa, áp chế lúc này sẽ chỉ làm cho nó càng thêm đáng sợ. Chu Nguyên, lần này sau khi ta chém giết ngươi rồi, ta sẽ đích thân dẫn binh xóa bỏ hoàn toàn Đại Chu triệt của ngươi. Thanh âm của Vũ Hoàng mang theo sát ý vô biên vô tận, làm cho không khí đều bị đông cứng. Chu Nguyên nhấc mí mắt, bàn tay nắm lại, đột ngột xuất hiện. Ánh sáng lướt qua, Thiên Nguyên Bút hóa thành một chiếc bút lớn, ngòi bút sắc bén chĩa xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vũ Hoàng bằng ánh mắt băng lãnh thấu xương. Vũ Hoàng, Vũ gia các ngươi năm đó đoạt khí vận của ta, chặt đứt một tay của phụ vương ta, hại ta mẫu hậu mất đi thật nhiều tuổi thọ. Những món nợ này, bây giờ ta sẽ từng chút thanh toán với Đại Vũ các ngươi, mà bây giờ, ta muốn đòi lại món nợ đầu tiên từ trên thân thể ngươi. Oanh, nguyên khí màu ám kim ầm ầm một phát. Áo bào của Chu Nguyên không gió tự bay, trong đôi mắt là sát ý phô thiên cái địa. Ha ha, Vũ Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, nói, chỉ bằng ngươi sao? Ha ha, cũng tốt cũng tốt. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi chôn thân tại đây. Ta sẽ dùng máu ngươi để chứng minh cho Vũ Dao, để nàng nhìn xem ta có phải là chân long hay không. Oanh, xích hồng nguyên khí tựa như núi lửa bộc phát, chấn động hư không. Tại vô số ánh mắt soi mói bên ngoài Thánh Tích Chi Địa, trên quảng trường bạch ngọc, hai luồng sát ý với khí thế bàn bạc như cuồng phong vũ bão, hung hăng đụng vào nhau. Sau lưng bọn họ, phảng phất như có long ảnh ẩn hiện đang ngửa mặt lên trời thét dài. Chẳng qua là, long ảnh của Vũ Hoàng hiện ra màu vàng, trong khi đó sau lưng Chu Nguyên lại là long ảnh màu huyết hồng. Trống, trên quảng trường bạch ngọc của Thánh Sơn, thấp thoáng có tiếng long ngâm vang vọng. Hai cổ sát ý khí thế bàn bạc hung hãn chạm vào nhau, sát ý lạnh lẽo phảng phất như có thể đông cứng cả không khí, nguyên khí màu ám kim từ thể nội Chu Nguyên ầm ầm bạo phát toàn bộ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng, trong nháy mắt, nguyên khí dưới chân nổ tung, thân ảnh hắn đột nhiên bắn vọt về phía trước, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Vũ Hoàng. Chu Nguyên lắc tay lấy ra Thiên Nguyên Bút, hung mãnh đâm về phía trước, lông tơ trắng như tuyết xé gió mà đến, xảo trá và tàn nhẫn đâm thẳng về phái cổ họng Vũ Hoàng, hình ảnh lông tơ trắng lập tức được phóng đại trong mắt Vũ Hoàng. Hắn cấp tốc đạp xuống đát, người nghiêng một chút, vừa vặn tránh đi ngòi bút sắc bén. Chu Nguyên, từ khi nào lá gan của ngươi lớn như vậy? đối mặt với ta vậy mà cũng dám ra tay trước. Vũ Hoàng điềm nhiên nói, mặt Chu Nguyên không biểu tình, ngòi bút chấn động. Chỉ thấy lông tơ tuyết trắng kia trực tiếp hóa thành vô số sợi bạch tuyến, mỗi một sợi bạch tuyến đều tản ra khí tức sắc bén, phô thiên cái địa bao phủ những chỗ yếu hại quanh thân Vũ Hoàng. Một khi hắn đã ra tay, hiển nhiên sẽ không lưu tình chút nào. Hừ, Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bàn chân giẫm một cái, xích hồng nguyên khí bộc phát tựa như mặt trời rực lửa, mãnh liệt nhật bốc lên. Phanh phanh, vô số sợi bạch tuyến xuyên vào trong phạm vi xích hồng nguyên khí đều bị bắn ngược ra ngoài, ánh mắt Vũ Hoàng băng lãnh. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ sậm lóe lên. Trên thanh trường thương kia có kim ô đang bay lên, ngay lúc này, nguyên khí phát ra càng trở nên nóng bỏng và cuồng bạo hơn. Kim ô thương, thượng phẩm huyền nguyên binh, khi Vũ Hoàng nắm lấy thanh kim ô trường thương này, khí thế của hắn cũng trở nên càng cuồng bạo hơn. Hắn lập tức quát to một tiếng, trường thương hóa thành một chuỗi tàn ảnh, gào thét xông về phía đầu Chu Nguyên. Mặt đất bằng bạch ngọc vào lúc này cũng bị hòa tan thành một vệt dài. Keng, Thiên Nguyên bút cứng rắn ngăn tại phía trên đầu Chu Nguyên. Bút và thương chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng kim loại, trong hoa lửa bắn ra tung tóe, ánh mắt hai người đụng nhau, sát ý ngập tràn. Vũ Hoàng rút thương về, mũi thương chỉ chết xuống đất. Ở đầu mũi thương không ngừng có nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành huyền mang lớn chừng mấy thước. Đầu tiên huyền mang có màu xanh, sau đó dần biến thành màu tím. Huyền mang màu tím không ngừng phun ra hút vào, sắc bén đến không cách nào hình dung. Thậm chí cả mặt đất cũng bị phá vỡ một cách dễ dàng. Hãy nhìn một thương này của ta xuyên thủng chiếc bút hỏng kia của ngươi đi. Thanh âm của Vũ Hoàng vang lên đầy âm, thân hình hắn phóng lên, mũi thương phun ra nuốt vào, tử mang xẹt qua mặt đất. Chỗ nó lướt qua, mặt đất bị tách ra, bóng loáng như gương. Huyền mang thuật. Ta cũng biết. Chu Nguyên nhìn mũi thương của Vũ Hoàng có tử mang đang phun ra nuốt vào, hai mắt chợt sáng lên. Hắn cười lạnh một tiếng, ngòi bút trắng như tuyết khẽ rung động, nguyên khí xung quanh tụ tập, tạo thành huyền mang co duỗi không chừng. Huyền mang này của hắn, đầu tiên cũng là màu xanh, sau một thời gian trôi qua sẽ dần hóa thành màu tím. Huyền mang thuật có hai tầng cảnh giới, phân chia bằng màu sắc, đó là xanh và tím. Ban đầu, Chu Nguyên chỉ có thể đạt tới cấp độ huyền mang thuật màu xanh, nhưng hôm nay, nương theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn rốt cục có thể nâng cao uy năng của huyền mang thuật thêm một bậc. Bạch, thân ảnh cũng đồng thời phóng lên một cách mãnh liệt. Mấy hơi thở sau, giữa quảng trường bạch ngọc, hai bóng người đụng vào nhau, nguyên khí lập tức trở nên càng cuồng bạo hơn, chứng tỏ hai người họ đã dùng toàn lực. Ken ken ken, tốc độ của hai người được thúc giục đến cực hạn, gần như không thể nhìn rõ bóng người. Người ngoài nhìn lại chỉ thấy những tàn ảnh đang không ngừng giao thoa, tử mang bắn ra bốn phía, mặt đất không ngừng bị xé rách, nhưng dù vậy, ai cũng có thể cảm ứng được cả hai bên đều ra tay tàn nhẫn với đối phương. Vô số ánh mắt khắp nơi trong ngoài thánh tích chi địa đều gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng người đang đánh nhau đỏ mắt trên quảng trường bạch ngọc kia. Chỉ ngắn ngủi mấy chục giây, song phương đã giao thủ hơn trăm hiệp. Chỉ với tần suất điên cuồng này cũng đủ làm cho rất nhiều người không thở nổi. Mặt đất xung quanh đều biến thành một trận hỗn độn. Xoẹt, mặt đất bị xé nứt, hai đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn ra. Ngòi bút và mũi thương không ngừng phun ra nuốt vào tử mang đột nhiên xé rách không khí. Trong nháy mắt kế tiếp, hai bên không ngừng đụng vào nhau. Keng, thanh âm sắc lạnh vang lên, nhưng đi kèm theo đó lại là nguyên khí cực kỳ cuồng bạo va chạm với nhau. Hai thân ảnh kia cũng bị nguyên khí trùng kích ảnh hưởng, thân hình bắn ngược ra ngoài. Chu Nguyên lui về phía sau mấy chục trượng, ngòi bút xẹt qua mặt đất mang theo hoa lửa, mà Vũ Hoàng lại chỉ là lui về phía sau 10 trượng, mũi thương chút xuống, lập tức ổn định thân hình. Qua lần va chạm này, hiển nhiên Vũ Hoàng chiếm cứ ưu thế hơn một chút. Tuy nhiên, sắc mặt của Vũ Hoàng cũng không mấy tốt đẹp, ngược lại càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn hoàn toàn hiểu rõ, thời điểm mới tiến vào thánh tích chi địa, ngay cả hắn một quyền của hắn Chu Nguyên cũng không đỡ nổi, mà bây giờ, Chu Nguyên đã có thể chiến đấu ngang ngửa với hắn như vậy sao không khiến Vũ Hoàng cảm thấy tức giận cho được. Đương nhiên, ẩn sâu dưới sự tức giận kia chính là sự kiên kỵ mà Vũ Hoàng không muốn thừa nhận, rõ ràng, tốc độ phát triển của Chu Nguyên làm cho hắn không thể không bắt đầu coi trọng, một làn khí trắng từ trong mũi Chu Nguyên chậm rãi phun ra. Hắn nhìn qua Vũ Hoàng đang hầm hầm nhìn bản thân, nói, gần 2 năm trước, trong mắt của ta, đại vũ thái tử như ngươi cao không thể chạm, thời điểm đó hắn còn không cách nào khai mạch tu hành. Đừng nói là Vũ Hoàng, dù chỉ là tên tề nhạc kia, trong mắt hắn đều là khó mà chạm đến, nhưng ai có thể ngờ, không đến 2 năm, thiếu niên không cách nào khai mạch tu hành năm đó, cũng đã có thể xuất hiện ở nơi này, đánh đến ngang tay cùng vị đại vũ thái tử này. Vũ Hoàng, ngươi đi trước ta nhiều năm, cuối cùng lại bị ta dùng thời gian ngắn ngủi như vậy đuổi kịp. Điều này nói rõ cái gì? Chu Nguyên mỉm cười, nói rõ, ta so ngươi, thực sự xuất sắc hơn nhiều. Ánh mắt Vũ Hoàng âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Quanh người hắn, nguyên khí trở nên lung lay mãnh liệt, tuy nhiên, cuối cùng hắn chỉ có thể khép hờ hai mắt, hít sâu một hơi, dùng nén sự tức giận vào trong. Chu Nguyên, ngươi lợi dụng ngôn ngữ khiến ta tức giận là để tìm ra sơ hở của ta sao? Vũ Hoàng âm lãnh nói, đừng vọng tưởng. Ta biết trước kia ta từng xem thường ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ bù đắp lại những sai lầm này. Mà cái giá để bù đắp chính là dùng mệnh của ngươi, nội tình của ngươi thật sự không tệ. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn chỉ là thiên quan cảnh, mà ta bây giờ đã là thái sơ cảnh. Một chữ cuối cùng được thốt ra cũng là lúc xích hồng nguyên khí tại thành trụ ánh sáng từ thể nội Vũ Hoàng xông thẳng lên trời. Xích hồng nguyên khí như ngọn lửa nóng rực đốt cháy cả bầu trời. Kim ô phần thiên khí, theo tiếng hét của Vũ Hoàng, trong nguyên khí xích hồng chợt có ánh sáng hội tụ thành một bóng hình, dường như đó là một con tam túc kim ô đang thiêu đốt lên ngọn lửa làm nhiệt độ trong thiên địa trở nên nóng bỏng. Gia hỏa này tu luyện nguyên khí cũng đạt tới ngũ phẩm sao? Chu Nguyên híp hai mắt lại, nhìn sang tam túc kim ô như ẩn như hiện kia. Nguyên khí của Vũ Hoàng vậy mà cũng đạt đến ngũ phẩm. Chu Nguyên biết giờ phút này đã không thể lùi bước, vì vậy hắn tiến lên trước một bước, ám kim nguyên khí bộc phát ra, kim quang tràn ngập chân trời. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy ám kim nguyên khí dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái hình bóng ám kim cự mãng hư ảo. Cự mãng xuất hiện sau lưng Chu Nguyên, ngửa mặt lên trời gầm gào, đinh tai nhức óc. Kim ô phần thiên khí, kim ô thiên diễm. Vũ Hoàng đột nhiên thét dài, tam túc kim ô đồng thời gào thét. Ngọn lửa xích hồng ở trên thân thể nó bốc cháy lên, những nơi hỏa diễm đi qua, ngay cả không gian đều trở nên vặn vẹo, mặt đất phía dưới càng biến thành một vùng đất khô cằn. Vô số ánh mắt khắp thánh tích chi địa trở nên sợ hãi trước một màn này, mặc dù bọn họ không ở hiện trường nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bá đạo trong thế công vừa rồi của Vũ Hoàng. Tam túc kim ô gào thét bay đến, tựa như một mặt trời lớn đang hạ xuống thế gian, mang đến uy áp khủng bố. Chu Nguyên nhìn thấy xích hồng đang cấp tốc phóng đại trong, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn phun ra một luồng khí trắng, hai tay khép lại, trong lòng vang vọng một âm thanh trầm thấp, thông thiên huyền mãn khí, huyền mãn thông thiên thuật. Hống, huyền mãn gầm lên, bay vút ra va chạm với tam túc kim ô. Trong nháy mắt, huyền mãn mở chiếc miệng rộng, muốn nuốt lấy tam túc kim ô. Chu Nguyên nhìn một màn này, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Vũ Hoàng, chúng ta cùng thử một chút, là kim ô phần thiên khí của ngươi lợi hại, hay thông thiên huyền mãn khí của ta càng hơn một bậc. Rào, ám kim cự mãn thét dài một tiếng, miệng lớn há ra, sau đó lập tức nuốt lấy tam túc kim ô đang vọt đến dưới vô số ánh mắt chấn động của những người quan sát. Một màn kia khiến tất cả mọi người rung động, khắp nơi trong ngoài thánh tích chi địa đều bộc phát ra những âm thanh kinh thán, ngạc nhiên. Thủ đoạn của Chu Nguyên này cũng không hề yếu a. Nguyên khí của hai người bọn họ chắc hẳn đều là ngũ phẩm, bằng không, e rằng khó mà đạt đến loại tình trạng ngưng hình như này. Ta còn tưởng rằng Chu Nguyên chẳng mấy chốc sẽ phải chịu thua đấy. Không ngờ, với tình hình này, có thể hắn sẽ kiên trì được thêm một chút thời gian đi. Ha ha. Ta lại không nghĩ vậy. Thực lực Vũ Hoàng mạnh cỡ nào? Dù cho hiện tại Chu Nguyên biểu hiện đầy mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng hắn cũng chịu thua thiệt về đẳng cấp. Nếu như lúc này hắn là thái sơ cảnh, chỉ sợ Vũ Hoàng thật đúng là không thắng nổi hắn, đáng tiếc. Trên không trung bên ngoài thánh tích chi địa, 6 vị sứ giả cùng với rất nhiều đại biểu của các thể lực khắp nơi trên Thương Mang Đại Lục đều tập trung tinh thần nhìn vào quan kính. Ngược với những người bình luận dưới kia, sau khi Triệu Bàn nhìn thấy cảnh tượng ám kim cự mãn một ngụm nuốt tam túc kim ô, hai mắt hắn nhắm lại, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười lạnh, nói, Chu Nguyên này có khẩu vị đúng là rất lớn. Nhưng mà hắn không sợ bị bể bụng sao? Với ánh mắt của hắn, dĩ nhiên có thể nhận ra phẩm chất nguyên khí của hai người đều là ngũ phẩm. Nguyên khí đạt cấp bậc này đã được xem như là rất bất phàm. Tuy nhiên, mặc dù đều là ngũ phẩm nguyên khí, nhưng Chu Nguyên lại chỉ là thiên quan cảnh, mà Vũ Hoàng đã là thái sơ cảnh, phẩm chất cùng cấp nhưng tu vi khác biệt khiến cho sự chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ. Trước đó, Chu Nguyên có thể dựa vào ngũ phẩm nguyên khí để chiếm tiện nghi khi đánh nhau với người khác, nhưng lúc này, khi người đối mặt với hắn là Vũ Hoàng cũng có nguyên khí ngũ phẩm, ưu thế này của hắn đã không còn. Nghe thấy câu nói này của Triệu Bàn, mấy vị sứ giả còn lại đều khẽ gật đầu, bọn hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra, trong trận đấu giữa hai người đều có ngũ phẩm nguyên khí này, Chu Nguyên không chiếm được thượng phong. Mục Vô Cực lần này lại giữ im lặng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ám kim cự mãn trong quan kính đang nuốt lấy tam túc kim ô kia, hai hàng lông mày nhăn lại thành chữ xuyên, mà trong ánh mắt soi mói của mọi người, trên quảng trường bạch ngọc, Ám kim cự mãng vừa nuốt tam túc kim ô bỗng kêu lên một tiếng, trong thân thể nó dường như có một luồng hỏa diễm đang lan ra. Chu Nguyên, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi có ngũ phẩm nguyên khí, ta cũng có, nguyên khí của ngươi hùng hậu, nguyên khí của ta còn hùng hậu hơn, vậy mà ngươi còn có can đảm nuốt nguyên khí của ta. Thật là chán sống mà. Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng hắn chợt cong lên một nụ cười mỉa mai, một tay kết ấn, hừng hực, ngọn lửa xích hồng đột nhiên xông ra khỏi thể nội ám kim cự mãng. Giữa ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, ám kim cự mãng dần biến thành hư vô, ngay sau đó, trong ngọn lửa đang từ từ hình thành một con tam túc kim ô lần nữa. Mặc dù kích thước đã bị co lại rất nhiều, nhưng uy thế vẫn không hề suy giảm. Hô, hãy để kim ô phần thiên khí của ta đốt thành tro bụi đi. Vũ Hoàng quát chói tai lên tiếng. Nương theo tiếng thét, tam túc kim ô cũng vọt thẳng xuống, vồ tới Chu Nguyên. Cảnh tượng này lập tức khiến những người đang quan sát khắp trong ngoài thánh tích chi địa bàn tán xôn xao, ngọn lửa nóng rực bao phủ khắp trời đất vọt tới. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên thân hình tam túc kim ô đang nhanh chóng phóng đại kia, khuôn mặt thanh tú không có chút nào sợ hãi. Nếu chỉ là so đấu nguyên khí, có lẽ ta thực sự yếu hơn ngươi một phần. Tuy nhiên, những thứ đã bị huyền mãn của ta nuốt xuống, dù cho là cái gì, chỉ sợ không dễ dàng xông ra như vậy đâu. Chu Nguyên bình tĩnh nói, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, hướng về phía tam túc kim ô đang gào thét mà đến. Đôi mắt Vũ Hoàng đột nhiên lồi ra, bởi vì hắn nhìn thấy, vào lúc này, trên thân tam túc kim ô bỗng nhiên xuất hiện từng huyết tuyến đầy quỷ dị. Những tơ máu đó ngọ ngoậy, phóng thích ra khí tức cực kỳ uy nghiêm, suy suy, quanh tơ máu có ánh sáng phát ra. Tam túc kim ô vốn đang hung hãn lao xuống người Chu Nguyên bỗng phát ra thanh âm đầy thê lương, ngọn lửa hừng hực khắp toàn thân chợt nhanh chóng ảm đạm xuống với tốc độ kinh người. Ầm, cuối cùng, khi còn cách Chu Nguyên khoảng chừng hơn 10 trượng, tam túc kim ô nổ tung, hóa thành mưa lửa rơi xuống khắp trời. Đỉnh đầu Chu Nguyên có ám kim nguyên khí hóa thành một đóa mây vàng, cách ly hắn với làn mưa lửa kia. A, bên ngoài thánh tích chi địa, mấy vị sứ giả đều là thôn lên những tiếng kinh ngạc. Triệu Bàn đang cười lạnh bỗng chuột rút miệng, sắc mặt trở nên xám lại. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Vũ Hoàng đang chiếm cứ tiên cơ, lại bị Chu Nguyên dễ dàng hóa giả như vậy. Mục Vô Cực thì thở vào nhẹ nhõm. Thì ra Chu Nguyên tự có thủ đoạn nên mới dám dùng nguyên khí lấy cứng đối cứng. Hình như nguyên khí của tiểu tử này có ẩn giấu một khí tức cực kỳ bá đạo, Mục Vô Cực âm thầm nói. Hiển nhiên, lúc trước ở trong thể nội ám kim cự mãn, tam túc kim ô của Vũ Hoàng bị dính một tia khí tức đó nên mới nhanh chóng bị sụp đổ như vậy. Mục Vô Cực nở nụ cười. Nếu thuần túy so đấu về nguyên khí, Chu Nguyên chắc chắn không theo kịp Vũ Hoàng do đẳng cấp bị áp chế, nhưng nếu Chu Nguyên có khí tức quỷ dị bá đạo kia trợ giúp, có lẽ Vũ Hoàng cũng chưa chắc có thể làm gì được Chu Nguyên. Đó là cái gì? Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, giọng nói lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên cũng cảm nhận được khí tức quỷ dị kia. Chu Nguyên chậm rãi xuề bàn tay, giơ về phía Vũ Hoàng. Ở giữa lòng bàn tay, một đoàn huyết hồng chậm rãi ngọ ngoậy, toát ra khí tức oán hận nồng đậm khiến người sợ hãi. Ngươi quên rồi sao? Đây không phải lễ vật mà phụ vương của ngươi dành tặng cho ta năm đó sao? Chu Nguyên thản nhiên nói. Vũ Hoàng trợn trừng, đây là Oán Long Độc. Bản thân hắn cũng biết chuyện năm đó phụ vương cướp thánh long khí vận từ thể nội Chu Nguyên, sau đó lại tàn nhẫn phong ấn vào thể nội Chu Nguyên oán khí do thánh long khí vận sinh ra, từ đó hình thành nên Oán Long Độc. Oán Long Độc sẽ không ngừng nuốt tinh huyết của Chu Nguyên, khiến hắn bị phế bỏ một cách triệt để. Nhưng bây giờ nhìn lại, Chu Nguyên không những không bị Oán Long Độc giết chết mà ngược lại còn trở thành vũ khí đắc lực cho hắn. Loại độc này vừa bá đạo lại quỷ dị, dù là Vũ Hoàng cũng không dám tùy tiện để nó xâm nhập vào thể nội. Thực ra lúc trước nhìn thấy Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh, hắn đã biết loại độc này bá đạo, nhưng lúc đó Oán Long Độc trong thể nội hai người quá mỏng manh, cho nên Vũ Hoàng cũng không quá mức để ý, mà bây giờ chính hắn gặp phải mới biết sự đáng sợ đích thật của nó. Mạng của ngươi cũng lớn lắm. Trúng loại độc này mà chưa chết. Vũ Hoàng điềm nhiên nói, lúc nào còn chưa trả từng lễ vật này cho Vũ gia các ngươi, ta sao có thể bỏ qua mà đi chết được. Chu Nguyên nhàn nhạt nói, thật sao? Ánh mắt Vũ Hoàng trở nên âm hàn. Kim ô thương trong tay đột nhiên đâm mạnh về phía trước, hóa thành một dải màu đỏ, mang theo lực lượng cùng bạo đánh về phía Chu Nguyên nhanh như thiểm điện. Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên cũng chấn động, bay lên lơ lửng giữa không trung. Chu Nguyên hung hăng đá vào đuôi bút, khiến Thiên Nguyên bút cũng hóa thành một vòng sáng mãnh liệt tiến lên trước. Keng, thương và bút liên tục chạm vào nhau giữa không trung, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Sau đó, cả hai cùng bắn ngược trở lại, cắm lên nền bạch ngọc quảng trường. Mặt đất xung quanh đều bị nứt ra thành những khe lớn chằng chịt. Vũ Hoàng tung người rơi vào trên đầu thương, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Hai tay hắn kết ấn nhanh như tia chớp, lập tức có xích hồng nguyên khí gào thét vọt tới, miệng hắn mở ra, hơi hút vào một chút, sau đó đột nhiên phun ra, hừng hực, xích hồng nguyên khí như dòng lũ phun ra, sau đó dần xoay tròn, cuối cùng biến thành một viên châu màu xích hồng to chừng đầu người. Trong hạt châu thấp thoáng hình bóng kim ô, nguyên khí vô cùng cuồng bạo dao động phát ra. Chu Nguyên, năm đó ngươi may mắn không chết. Bây giờ ta lại cảm thấy, ngươi có thể đi chết được rồi. Tiểu Thiên Nguyên Thuật, Kim Ô Bạo Diễm Châu, Vũ Hoàng quát chói tai, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh. Kim Ô Thương kịch liệt rung động, uốn lượn xông đến. Ngay sau đó, Vũ Hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên. Trong mắt Vũ Hoàng có sát ý dâng trào, viên châu màu xích hồng trong lòng bàn tay hắn hung hăng đập xuống đầu Chu Nguyên. Mặt đất dưới chân liên tục bị chấn vỡ ra, nhiệt độ cao tràn ngập không gian. Ngay khi Chu Nguyên nhìn thấy hình dáng Vũ Hoàng đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong mắt hắn bỗng hiện lên vẻ ngang ngược. Vũ gia chết tiệt năm đó nhân lúc ta còn nhỏ mà bắt nạt. Hôm nay, ta sẽ dùng tiểu tạp chủng nhà ngươi để gán nợ. Khuôn mặt thanh tú của Chu Nguyên trở nên dữ tợn. Những năm này hắn một mực áp chế sát ý ở trong lòng, hiện tại đều bùng phát ra ngoài. Cho nên, khi đối mặt với thế công hung hãn của Vũ Hoàng, Chu Nguyên không tránh không né. Hắn nắm chặt bàn tay, tay áo nổ tung, một viên lôi cầu có phong lôi lấp lóe vờn quanh bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn trở nên ngang ngược, bàn tay mở ra vỗ về phía Vũ Hoàng vừa vặn xuất hiện trước mặt. Tiểu Thiên Nguyên Thuật, Đại Phong Lôi, lần này hắn đúng là lấy mạng đổi mạng. Oanh, phong lôi bỗng chốc bạo động, lôi cầu tản ra ba động cực kỳ cuồng bạo, theo một chưởng của Chu Nguyên hướng về phía Vũ Hoàng bay đi. Hắn thực sự không giữ lại chút nào phòng ngự, mà lựa chọn phương thức hung hãn nhất chính là lấy công thay thủ. Trong lúc đó, những người quan chiến khắp Thánh Tích Chi Địa đều bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Cái tên Chu Nguyên này, hắn điên rồi phải không? Thật là một gia hỏa hung hãn, đúng là không muốn sống nữa mà. Gia hỏa này thực sự muốn lưỡng bại câu thương sao? Tên điên a! Tất cả mọi người bởi vì sự tàn nhẫn và hung hãn của Chu Nguyên mà đổ mồ hôi lạnh. Loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này quá mức tàn nhẫn, căn bản không cho đối phương cùng chính mình lưu lại nửa điểm đường lui. Oanh! Trong khi mọi người vẫn đang chấn động thật mạnh, trên quảng trường Bạch Ngọc, trong nháy mắt khi Kim Ô Bạo Diễm Châu của Vũ Hoàng trùng điệp đập vào thân thể Chu Nguyên, đại phong lôi trong tay Chu Nguyên cũng không lưu tình chút nào đập vào người Vũ Hoàng. Âm thanh lớn đột nhiên vang vọng. Sau đó, vụ nổ do nguyên khí cuồng bạo va chạm mãnh liệt bùng nổ trước mắt mọi người. Ầm ầm, phiến đá bạch ngọc dưới chân hai người đều bị biến thành bụi phấn. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi khắp nơi, mặt đất một mảnh hỗn độn. Xích quang nổ tung trên thân thể Chu Nguyên, tựa như hỏa diễm nuốt chửng hắn. Đối diện với hắn, Vũ Hoàng bị lôi quang tàn phá bừa bãi bao phủ toàn thân. Ầm, thân ảnh của hai người như gặp phải trọng kích, bắn ngược về hai phía. Trên mặt đất xuất hiện hai vết trượt dài, khói bụi tràn ngập, tầm mắt mọi người đều bị hạn chế, không ai dám thở mạnh. Bởi vì bọn hắn muốn biết, dưới loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này, đến tột cùng là ai thảm hại hơn một chút. Thời gian trôi qua, khói bụi dần bị tán đi, bóng dáng của Vũ Hoàng xuất hiện trước nhất. Ngay khi thân hình của hắn rơi vào trong mắt mọi người, gần như tất cả đều phải thốt lên kinh ngạc, bởi vì trên thân Vũ Hoàng lúc này có xích quang quanh quẩn, tạo thành một bộ xích hồng chiến giáp. Chiến giáp bao bọc, bảo vệ toàn thân hắn, nhưng lúc này, trước ngực chiến giáp đã bị cháy đen mất một mảnh, rách nát không chịu nổi. Hiển nhiên đó là vị trí tiếp nhận đại phong lôi trùng kích, đây là loại hình phòng ngự nguyên thuật. Những tiếng kinh ngạc ồn ào lại bộc phát sau khi mọi người nhận ra chiến giáp trên thân thể Vũ Hoàng chính là do nguyên khí ngưng kết mà thành. Ai cũng không nghĩ tới, Vũ Hoàng lại còn tu luyện loại nguyên thuật phòng ngự này, hơn nữa rõ ràng không phải chỉ là đẳng cấp bình thường. Triệu Bàn thấy thế chợt cười một tiếng, giọng nói mang theo vẻ trào phúng, tên Chu Nguyên này đúng là suy nghĩ hão huyền, lại còn muốn cùng Vũ Hoàng lấy mạng đổi mạng. Nhìn thì hung ác, thực ra lại là không có não, các sứ giả khác cũng âm thầm gật đầu. Nhìn trước mắt, thế công của Chu Nguyên cũng không tạo thành tổn thương quá lớn đối với Vũ Hoàng, mà trái lại, Kim Ô Bạo Diễm Châu của Vũ Hoàng lại thật sự đánh vào thân thể Chu Nguyên, một kích kia, e rằng cho dù là Thái Sơ Cảnh bị đánh trúng cũng có thể bị giết chết. Mục Vô Cực mặt không biểu tình, không để ý đến Triệu Bàn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của Chu Nguyên trong quan kính, ở nơi đó, khói bụi cũng đang dần biến mất, trên bạch ngọc quảng trường. Vũ Hoàng âm trầm nhìn chằm chằm đám khói bụi cách đó không xa, cười lạnh nói, muốn lấy mạng đổi mạng. Mặc dù lúc trước ta đã coi thường sự tàn nhẫn của ngươi, tuy nhiên, Chu Nguyên, ngươi và ta có số mệnh khác biệt, cho nên sợ là ngươi sẽ không thể dễ dàng đạt được như vậy đâu. Hứng chịu một kích Kim Ô Bạo Diễm Châu của ta, lúc này e rằng ngươi cũng không dễ chịu a. Khói bụi dần dần tan biến, tiếng bước chân chậm rãi vang lên thấp thoáng có kim quang hiển hiện. Đồng thời, một thanh âm bình tĩnh từ đó truyền ra, danh tự cũng không tệ, đáng tiếc chỉ là hữu danh vô thực. Chu Nguyên chậm rãi bước ra khỏi làn khói bụi, xuất hiện trước ánh mắt soi mói của mọi người. Vào lúc này, vô số ánh mắt đồng thời ngưng tụ vào một điểm. Trên thân Chu Nguyên lúc này có kim quang lóng lánh bao phủ, đó là lân phiến màu vàng giống như lân giáp. Ở trước ngực lân phiến màu vàng có rất nhiều nơi bị tàn phá, nhưng dưới kim quang tràn ngập, những lân phiến đó đang nhanh chóng khôi phục, mà nguyên khí quanh thân Chu Nguyên vẫn hùng hậu như cũ. Từ đó chứng tỏ hắn cũng không bị trọng thương. Vũ Hoàng, ngươi thật sự cho rằng chỉ ngươi mới có thủ đoạn sao? Nếu không có phòng bị, sao ta lại cùng ngươi lấy mạng đổi mạng? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Vũ Hoàng, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, bởi vì trong mắt của ta, mệnh của ta so với ngươi đáng tiền hơn nhiều. Lúc trước thế công của hắn nhìn như hung hãn, muốn lấy mạng đổi mạng, nhưng thật ra hắn có niềm tin. Nhờ Huyền Mãn Lân bảo hộ, phòng ngự của Chu Nguyên cực mạnh. Tuy nhiên, có một điều làm Chu Nguyên bất ngờ chính là Vũ Hoàng cũng là có nguyên thuật phòng ngự. Rất nhiều người sau khi thấy Chu Nguyên bình yên vô sự đứng đó đều thốt lên kinh ngạc. Lúc này sao bọn hắn có thể không rõ hành động lúc nãy của Chu Nguyên chính là cố ý. Nếu không phải Vũ Hoàng cũng có được nguyên thuật phòng ngự, chỉ sợ lần này thật đúng là sẽ bị Chu Nguyên chơi cho một vố ngã nhào. Không tệ không tệ. Hữu dũng hữu mưu. Mục Vô Cực nở nụ cười, vỗ tay khen. Triệu Bàn giật giật khóe miệng một cái, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía thân ảnh Chu Nguyên trong quan kính, nói, hừ, hữu dũng hữu mưu, chỉ sợ rằng hắn không có mệnh này đi. Các sứ giả còn lại cũng hăng hái nhìn chằm chằm vào trong quan kính. Vốn dĩ bọn hắn tưởng rằng lần giao phong này, Vũ Hoàng sẽ lấy được thắng lợi dễ như trở bàn tay, nhưng nào ngờ, cục diện lại biến thành dạng này. Vũ Hoàng vốn có được ưu thế tuyệt đối nhưng lúc này ngược lại bị Chu Nguyên kéo vào thế giằng co. Xem ra, trận chiến đấu này càng ngày càng có ý tứ a. Vũ Hoàng nhìn chằm chằm người đang khoác lớp vảy màu vàng ống, chính là Chu Nguyên trước mặt, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cũng không ngờ tới, đã từng là con sâu cái kiến trong mắt hắn vậy mà lại trở nên khó giải quyết như vậy. Nhưng mà hôm nay, mặc kệ ngươi nhảy nhót như thế nào, ngươi chắc chắn phải chết. Sát ý trong mắt Vũ Hoàng tăng vọt. Oanh, hắn giẫm mạnh chân xuống đất, thân hình bắn vọt lên, mang theo khí thế mãnh liệt, bay thẳng đến trước mặt Chu Nguyên. Những cú đấm trùng điệp hóa thành tàn ảnh, phô thiên cái địa như muốn bao phủ Chu Nguyên lần nữa. Nguyên khí của Vũ Hoàng vô cùng hùng hậu. Phải biết rằng, hắn từng là một mãnh nhân có thể vượt cấp chiến đấu. Mặc dù hắn mới đột phá đến Thái Sơ Cảnh, nhưng nếu bàn về độ hùng hậu của nguyên khí thì là cho dù là một số cường giả Thái Sơ Cảnh nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn dốc toàn lực, có thể hiểu được khủng bố như thế nào. Chu Nguyên lạnh lùng nhìn Vũ Hoàng đang tấn công qua cuồng bạo, hít sâu một hơi, hắn vẫn như cũ chưa từng tránh lui, trên thân thể, Huyền Mãn Lân màu vàng bộc phát ra quang mang sáng chói, lực lượng trong cơ thể cũng được Huyền Mãn Lân tăng phúc mà điên cuồng tăng lên. Ta lại muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để giết ta. Chu Nguyên cười lạnh, dậm chân vọt lên khiến cho phiến đá dưới chân vỡ vụn. Chu Nguyên muốn chính diện đón lấy công kích của Vũ Hoàng. Ầm ầm, quyền cước như thiểm điện đụng nhau tại thành tàn ảnh gào thét. Nguyên khí cuồng bạo trùng kích, không ngừng xé rách mặt đất, hai bên đều lộ ra sát ý nồng đậm. Mỗi chiều đều nhằm vào nơi yếu hại của đối phương, một kẻ dựa vào chiến giáp trên thân bảo hộ, một người cậy có kim lân, vì vậy ra tay vô cùng hung mãnh. Từng quyền đánh vào da thịt khiến người xem hãi hùng khiếp vía, nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết tươi. Nhưng hai người này lại vô cùng ương ngạnh, ngược lại càng đánh càng hung ác, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn trăm hiệp, toàn trường đều nín thở quan sát trận đấu thảm liệt kia. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, lông mày Mục Vô Cực chợt hơi nhăn lại. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, nguyên khí của Vũ Hoàng tựa hồ có điều kỳ lạ, hắn liếc nhìn Triệu Bàn, phát hiện khóe miệng hắn ta nhếch lên vô cùng quỷ dị, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Vũ Hoàng, sau đó đột nhiên lại phát hiện, trên đỉnh đầu Vũ Hoàng chẳng biết từ lúc nào có nguyên khí xích hồng phun trào, nhìn kỹ lại, đó là một đám mây xích hồng, xích vân nóng bỏng tựa như là động đến thiên địa, dẫn tới thiên địa nguyên khí mãnh liệt kéo tới, dẫn động thiên địa nguyên khí, con ngươi Mục Vô Cực co rụt lại, trong lòng chấn kinh, nghẹn ngào, không tốt. Vũ Hoàng này lại còn tu thành Thiên Nguyên Thuật. Tiểu Thiên Nguyên Thuật và Thiên Nguyên Thuật chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng lại cách biệt một trời một vực, ngay cả Mục Vô Cực đều không nghĩ đến, Vũ Hoàng vậy mà có được Thiên Nguyên Thuật. Phải biết rằng, loại nguyên thuật cấp bậc kia trên đại lục này rất hiếm có, mà sau khi bị Chu Nguyên bức bách đến mức này, Vũ Hoàng đã bắt đầu chân chính hiển lộ ác chủ bài khiến người phải sợ hãi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.